Mạnh Hoài Nghĩa ha ha cười lạnh một tiếng, lão đệ đây là ngại ít rồi. Lưu Khuê nói, ta nghe nói Mộc Lan tập đoàn thực lực hùng dày, nếu như ta tướng đổ vật giao cho bọn hắn, người đoán chừng bọn họ nguyện ý ra bao nhiêu. Hứa Thuần Lương nghe đến đó đã hoàn toàn minh bạch, cái này hai hàng là rắn chuột một ổ, báo cáo Hoàng Vọng Lân cùng Tạ Bá Tường hẳn là Mạnh Hoài Nghĩa, nói cách khác Vũ Viên Nghĩa nhỏ sổ sách rơi vào trong tay hắn. Lão gia hỏa này lợi dụng bên trong chứng cứ để Hoàng Vọng Lân cùng Tạ Bá Tường lâm vào khốn cục, hắn hẳn phải biết Tạ Bá Tường cùng Hạ Hầu Tôn đi qua từng có tự mình chuyện giao dịch, Hạ Hầu Tôn tại Thiếu Thành vận binh lương đạo địa điểm cũng phát hiện không ít văn vật, thông qua Tạ Bá Tường hỗ trợ xuất hàng. Mặc dù chân chính Hạ Hầu Tôn đã chết, đầu cơ trục lợi văn vật làm phạm pháp buôn bán là Tào Tân Vệ, nhưng là công khai trong đó bí mật sẽ khiến phiền toái càng lớn, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục che giấu, để Hạ Hầu Mộc Lan đi làm môn chủ. Từ mình lợi dụng thiên cơ biến giả mạo Hạ Hầu Tôn toàn cũng là vì tận khả năng che giấu chân tướng, hiểu rõ việc này. Mạnh Hoài Nghĩa thở dài nói, Lưu lão đệ a, người không thể lòng tham. Lưu Khuê cười tủm tỉm nói, ta không tham lam, Mạnh tiên sinh ăn thịt ta đi theo húp miếng canh là được. Mạnh Hoài Nghĩa hạ giọng nói, ta cho ngươi thêm 200 vạn. Lưu Khuê nói, Mạnh tiên sinh thật coi ta là ăn mày sao? Mạnh Hoài Nghĩa nói, Lưu lão đệ tội gì ngông cuồng phỉ mỏng, ta cho ngươi thêm gấp đôi như thế nào? Lưu Khuê nói, đã sớm nghe nói Mạnh tiên sinh làm việc tính toán tỉ mỉ, hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh Hoài Nghĩa đương nhiên có thể nghe ra hắn đang tố khổ từ mình, nếu như không phải là vì đạt được Hạ Hầu Tôn cùng Tạ Bá Tường giao dịch ghi chép, lấy Mạnh Hoài Nghĩa thân phận sao lại cùng Lưu Khuê loại này vô lại bình khởi bình tọa. Trong lòng của hắn sát ý đốn lên, cố nén trong lòng phẫn nộ, nhẹ gật đầu, 800 vạn. Nếu là ngươi cảm thấy còn không vừa lòng, vậy ngươi một mực đi tìm Hạ Hầu Tôn, nhìn hắn có thể hay không thống thống khoái khoái cho ngươi. Lưu Khuê cười ha ha, cười một hồi lâu mới ngừng lại, thấp giọng nói, kia Thanh Hoa Bình Hạ Lạc ngươi làm thật không biết. Mạnh Hoài Nghĩa nói, loại kia khoai lang bỏng tay muốn tới làm cái gì? Ngươi coi như cho ta cũng không có môn lộ. Lưu Khuê hai mắt quay tròn loạn chuyển, trong lòng âm thầm bàn tính. Vô luận kia Nguyên Thanh Hoa có hay không tại Mạnh Hoài Nghĩa tay bên trong ngắn hạn là không thể nào xuất hiện tại trên thị trường, từ mình vừa vặn thừa cơ hội này kiếm một món hời. Mạnh Hoài Nghĩa nói, hiện tại đồ vật có thể cho ta. Lưu Khuê mỉm cười, không vội, ngươi khi nào tướng tiền tất cả đều cho ta khi nào tướng chứng cứ cho ngươi. Hắn đứng dậy, xế chiều ngày mai 5 điểm trước đó, nếu như tiền của ngươi còn chưa tới, ta không thể làm gì khác hơn là khác tìm người mua, nhớ ở. Muốn tiền mặt, còn có, đừng muốn gây bất lợi cho ta nếu đang có chuyện, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Lưu Khuê kéo cửa phòng ra sải bước rời đi. Mạnh Hoài Nghĩa tức đến xanh mét cả mặt mày, bắt lấy chén trà hung hăng ngã trên đất. Lưu Khuê ở ngoài cửa nghe được chén trà vỡ vụn thanh âm, lắc đầu, khóe môi lộ ra khinh thường mỉm cười, 800 vạn, mặc dù không có đạt tới hắn mong muốn, cũng đã không ít, hắn chứng cớ trong tay chỉ có thể bán cho Mạnh Hoài Nghĩa. Hạ Hầu Tôn người nào? Bì môn môn chủ, nếu như hắn biết chuyện của mình làm, 89 phần 10 sẽ phát động toàn bộ bì môn truy sát chính mình. Mạnh Hoài Nghĩa phản bội bì môn, tự mình cõng phản Tạ Bá Tường, mọi người ai cũng không sạch sẽ, cho nên hắn cũng chỉ dám cầm Mạnh Hoài Nghĩa tiền. Hứa Thuần Lương cũng không có lập tức động thủ, Lưu Khuê mấy người lúc lên xe, hắn giả dạng làm người qua đường trải qua, tại Lưu Khuê chuẩn bị đóng cửa rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương tựa như gió táp xông tới. Một phát bắt được cửa xe. Lưu Khuê sững sờ, còn chưa hiểu rõ trạng huống, đã bị một cước đạp đi vào, một cước này đạp hắn thở không nổi tới. Lái xe cùng trước mặt một người phát giác sau lưng có tình trạng phát sinh, hai người đồng thời quay người nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng Hứa Thuần Lương xuất thủ như thiểm điện đã chế trụ huyệt đạo của bọn hắn, hai người trong nháy mắt mềm liệt tại trên ghế ngồi. Lưu Khuê há to mồm muốn hô hấp, đã đưa ra tay tới Hứa Thuần Lương xuất thủ chế trụ huyệt đạo của hắn. Nhưng sau ra ngoài tướng lái xe lôi ra ngoài ném ở chỗ ngồi phía sau, ngồi tại phụ xe tay chân bị hắn nhét vào Lưu Khuê mặt khác một bên. Hứa Thuần Lương đóng kỹ cửa xe, đi vào ghế lái ngồi hạ, Khuê ra, muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi một trình. Lưu Khuê toàn thân bủn rủn, bất quá tốt xấu ý thức thanh tỉnh, hắn hai tên đồng bạn còn không bằng hắn, như cùng chết heo một dạng một trái một phải ngã lệch ở trên người hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lưu Khuê run giọng nói, ngươi là ai? Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, ngươi đoán a? Lưu Khuê nói, Mạnh Hoài Nghĩa phái ngươi đến chính là không phải. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta nếu là có không hay xảy ra,
hắn mơ tưởng được. Hứa Thuần Lương đã đạp xuống chân ga tướng lái xe ra ngoài. Theo tốc độ xe tăng lên, Lưu Khuê càng ngày càng sợ hãi. Hứa Thuần Lương nhắc nhở, người tốt nhất đeo lên dây an toàn. Lưu Khuê trong lòng âm thầm kêu khổ, ta nếu có thể động còn muốn ngươi nói. Sợ đối phương đột nhiên đạp xuống phanh lại, thật muốn như thế, mình 89/10 sẽ đánh vỡ trước kính chắn gió bay ra ngoài. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, nếu như Mạnh gia có cái gì không hài lòng địa phương, có thể cùng ta nói thẳng, không có tất yếu làm thành cái dạng này. Hứa Thuần Lương biết hắn hiểu lầm, dứt khoát tướng sai liền sai, chúng ta Mạnh gia không phải không nỡ đưa tiền, động lòng người trong giang hồ hành tẩu, trọng yếu nhất là cái tin chữ, nói xong giá tiền há có thể sửa đổi. Lưu Khuê nói, người dẫn ta đi tìm Mạnh gia, ta cùng hắn ở trước mặt giải thích. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, bây giờ nghĩ khởi Mạnh gia, người không cảm thấy đã muộn. Lưu Khuê bên trong bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Mạnh Hoài Nghĩa đối với mình lên sát tâm. Nhớ tới vẫn không có giao ra chứng cứ, lại cảm thấy nội tâm an tâm một chút, dù sao trong tay hắn còn có bài nhưng đánh, Lưu Khuê nói, người nếu là gây bất lợi cho ta. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn nói, hiện tại là ngươi ngay tại chỗ tăng giá, Mạnh gia rất không vui, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ Mạnh gia làm người, hắn cái này 300 vạn chỉ coi cho ăn chó. Lưu Khuê lúc này thật đang sợ hãi, run giọng nói, lão đệ, là ta sai, ngươi để cho ta cho Mạnh gia gọi điện thoại, vẫn là ban đầu giá tiền, đồ vật ta cho ngươi chính là. Hứa Thuần Lương nói, Mạnh gia đối ngươi đã mất đi tín nhiệm, ta phải trước gặp đến đồ vật. Lưu Khuê thấy không có cò kè mặc cả chỗ trống, chỉ có thể nói một cái địa chỉ. Hứa Thuần Lương lái xe tới đến hắn nói tới địa chỉ, tướng Lưu Khuê từ trong xe kéo ra, hai người khác vẫn giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Lưu Khuê nhìn thấy bảo an trải qua, ý đồ kêu cứu, nhưng Hứa Thuần Lương sớm khám phá ý đồ của hắn, điểm trúng hắn á huyệt, vịn Lưu Khuê hướng thang máy đi đến, lấy truyền âm nhập mật đối Lưu Khuê nói, dám cùng ta dở trò gian, sang năm hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Gặp loại này nhân vật hung ác Lưu Khuê chỉ có nhận mệnh, tính cả lái xe bọn hắn hết thảy ba người, tại mặt của đối phương trước liền năng lực chống đỡ đều không có. Dựa theo Lưu Khuê nói tới địa chỉ đi tới hắn ở vào 17 lầu văn phòng, biết người nơi này không nhiều, Lưu Khuê mở vân tay khóa, Hứa Thuần Lương cùng hắn cùng đi đến trong văn phòng, giải khai huyệt đạo của hắn. Lưu Khuê nhẹ nhàng thở ra, tiếp cận Hứa Thuần Lương, đây là một trương khuôn mặt xa lạ, hắn đi qua chưa bao giờ thấy qua. Nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi, bộ dáng cũng không thế nào anh Tuấn, phổ nhà thông thái một cái, thế mà lợi hại như vậy. Lưu Khuê dù sao cũng là cái lão giang hồ, hắn không có như vậy cho dễ đi vào khuôn khổ, thở dài nói, lão đệ, người ta làm dấu bình sinh không cừu không oán, làm gì dồn ép không tha, ta cũng là vì cầu tài, ngươi là Mạnh gia bán mạng cũng là vì sinh sống, ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta cho ngươi 100 vạn hiện kim, chuyện đêm nay liền đương chưa từng xảy ra. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ người này thật đúng là có tiền, giả ra khinh thường dáng vẻ, chỉ là 100 vạn liền muốn thu mua ta. Lưu Khuê cắn răng, hắn đánh mở an toàn tủ, bảo đảm hiểm tủ trang chừng hơn 100 vạn tiền mặt, những này đều là Mạnh Hoài Nghĩa trước đây giao cho hắn tiền đặt cọc, người này vì lý do an toàn yêu cầu tiền mặt giao phó, dạng này liền không thể nào tra ra nguyên. Lưu Khuê nói, trong này tiền mặt tất cả đều cho ngươi, nếu như ngươi chịu giúp ta. Chờ ta từ Mạnh Hoài Nghĩa trong tay cầm tới tiền đặt cọc, ta cho ngươi thêm 100 vạn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm vui, thật coi lão tử là thấy tiền mắt mở người sao. Bất quá số tiền kia dù sao là bất nghĩa chi tài, không cần thì phí. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua bảo hiểm tủ nói, đồ đâu? Lưu Khuê trợn tròn mắt, con hàng này nên không phải tiền cũng muốn đông tây cũng muốn. Hắn ý đồ tướng két sắt cửa đóng lại, nhưng tiếc không còn kịp rồi, Hứa Thuần Lương lại điểm trúng huyệt của hắn đạo. Nặn ra Lưu Khuê miệng, đi đến nhét vào một viên lục dầu dầu dược hoàn. Lưu Khuê chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh hôi chui vào trong bụng của mình, dọa đến hồn phi phách tán, tê thanh nói, ngươi! Ngươi cho ăn ta cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, tự nhiên là đồ tốt. Lưu Khuê nhìn qua ánh mắt của hắn, cảm giác mình ý biết như là lâm vào hai đoàn vòng xoáy bên trong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngốc trệ, bên tai truyền tới một thanh âm. Mặc dù nhưng không lớn lại một mực chui vào đến nội tâm của hắn chỗ sâu. Hạ Hầu Tôn cùng Tạ Bá Tường giao dịch ghi chép đâu? Lưu Khuê như nói mê đáp, trong tay ta. Cầm đến cho ta. Lưu Khuê đi vào tủ hồ sơ bên cạnh, rời văn kiện tủ, cậy mở phía dưới sàn nhà, nguyên lai hắn tướng những cái kia giao dịch ghi chép giấu ở một sàn nhà hốc tối bên trong,
lấy ra về sau, lại mộng du chuyển đến Hứa Thuần Lương bên người, ngoan ngoãn giao cho trong tay của hắn. Hứa Thuần Lương lật xem những cái kia giao dịch ghi chép, xem hết chi sau âm thầm kinh hãi, nếu như đêm nay không phải trùng hợp gặp Lưu Khuê, theo dõi hắn phát hiện hắn cùng Mạnh Hoài Nghĩa ở giữa giao dịch, một khi giao dịch thành công, phần này giao dịch ghi chép bạo lộ hậu quả khó mà lường được. Mặc dù giao dịch người là Hạ Hầu Tôn, nhưng Hạ Hầu Mộc Lan thân là nữ nhi của hắn, Mộc Lan tập đoàn thực khống người thế tất bị liên lụy. Hứa Thuần Lương tướng giao dịch ghi chép cất kỹ, hướng Lưu Khuê nói, Mạnh Hoài Nghĩa là như thế nào tìm tới ngươi? Lưu Khuê nói, hắn nói chỉ cần ta giúp hắn tìm tới Tạ Bá Tường hòa Hạ Hầu Tôn giao dịch văn vật ghi chép, liền có thể giúp ta diệt trừ Tạ Bá Tường, sẽ còn cho ta một khoản tiền. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, các ngươi đàm tốt giá tiền vì sao lại thay đổi quẻ? Lưu Khuê nói, ta bắt đầu coi là 300 vạn đã không ít, nhưng về sau ta mới phát hiện bị hắn lợi dụng, kia thanh hoa bình giá trị mấy ức, hắn mới cho ta như thế điểm, làm ta là tên ăn mày sao? Hứa Thuần Lương nói, Lân Chính Đường sự tình ngươi biết là ai làm? Lưu Khuê nói, ta chỉ là nghe nói cùng Tôn Trường Lợi có quan hệ. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Tôn Trường Lợi người này hắn cũng biết, là năm đó tham dự trộm cướp xương rồng lão tặc Tôn Lão Yên nhi tử, không phải liền là một cái chơi bời lêu lổng không có việc gì bại gia tử, hắn vì sao lại có dạng này bản sự? Vậy ngươi vì sao ấn định cùng Mạnh gia có quan hệ? Lưu Khuê nói, ta tại nghề này lăn lộn nhiều năm như vậy, tin tức vẫn phải có, Mạnh Hoài Nghĩa trong khoảng thời gian này ngoại trừ liên hệ ta, hắn còn vụng trộm liên hệ Tôn Trường Lợi, Lân Chính Đường vụ án phát sinh về sau, Tôn Trường Lợi liền mất tích, không phải hắn còn có ai. Từ Lưu Khuê lời nói này có thể suy đoán ra, hắn cũng không có xác thực chứng cứ. Hứa Thuần Lương sau khi hỏi xong, điểm Lưu Khuê huyệt ngủ, để người này chân thật lưu lại ngủ ngon giấc, sau đó tướng trong tủ bảo hiểm tiền mặt quét sạch, liệu định Lưu Khuê sau khi tỉnh lại cũng không dám báo cảnh. Dù sao hắn cái này bút tiền bản thân liền lai lịch bất chính, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Hứa Thuần Lương đêm nay thắng lợi trở về, vừa trở lại chỗ ở, Phổ Kiến gọi điện thoại tới, hắn vừa mới bồi tiếp Hoàng Tam gia từ bệnh viện ra, trước mắt chính tiến về Lân Chính Đường, bởi vì lo lắng Tam gia không chịu nổi đả kích, cho nên cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể chạy tới khuyên bảo một chút Hoàng lão gia tử. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Phổ Kiến lo lắng, hắn đơn giản thu thập một chút, thay quần áo khác, đi ra ngoài lại lần nữa tiến về Lân Chính Đường. Hứa Thuần Lương đến Lân Chính Đường lúc sau đã là 11 giờ đêm, Phổ Kiến sớm đi vào trước cổng chính chờ hắn, lần này bị trộm, bảo an đội ngũ khó thoát trách nhiệm, bất quá bởi vì hoàng gia phụ tử một cái bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, một cái thụ thương nằm viện, cho nên còn chưa kịp chịu tội, trước mắt vẫn là ban đầu đội ngũ đang phụ trách bảo an, đám người này trước mắt cũng tại cảnh sát hiềm nghi phạm vi bên trong. Phổ Kiến hướng Hứa Thuần Lương nói, Tam gia một người tại đồ sứ sảnh triển lãm đâu, hắn nói muốn lẳng lặng, ta lo lắng hắn nghĩ quẩn, người đi qua khuyên nhủ. Hứa Thuần Lương nói, người so ta sẽ nói. Phổ Kiến thở dài nói, trong lòng hắn, ta cái gì cân lượng ta rõ ràng. Hứa Thuần Lương một thân một mình đi vào đồ sứ sảnh triển lãm bên trong vẫn là một mảnh hỗn độn, đám này ghê tởm đạo tặc tại đánh cắp chân quán chi bảo đồng thời còn đối sảnh triển lãm trắng trợn phá hư. Có không ít chân quý đồ cất giữ đều bị bọn họ hư hao. Hoàng Vọng Lân đứng tại dương trong sảnh, ngơ ngác nhìn qua tổn hại pha lê tủ trưng bày, đi qua trong này cất giữ chính là hắn nhất là quý trọng nguyên thanh hoa bình Ngọc Xuân Bình, hiện tại bình sứ đã vô tung vô ảnh. Ngắn ngủi hai ngày, Hoàng Vọng Lân liền bị thương nặng, nhiều năm trước chuyện xưa bị người lật ra, danh dự của mình lọt vào chưa từng có ảnh hưởng, tiếc chi như mạng nguyên thanh hoa lại bị người đánh cắp, càng làm cho hắn khổ sở chính là ái tử bị đạo tặc tàn nhẫn tổn thương, suýt nữa mất đi tính mạng, đây hết thảy tuyệt không phải trùng hợp. Hứa Thuần Lương cũng không có tận lực thả nhẹ tiếng bước chân. Hoàng Vọng Lân cảm giác được tiếng bước chân của hắn, thở dài nói, ta đã nói rồi, nghĩ một người yên lặng một chút. Hứa Thuần Lương nói, yên tĩnh liền có thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó sao. Hoàng Vọng Lân lúc này mới ý thức được là Hứa Thuần Lương đến. Hắn phi thường cảm kích Hứa Thuần Lương tại nhận được tin tức về sau ngựa hơn nghìn dặm xa xôi từ Đông Châu chạy đến, còn cho nhi tử đưa lên tổ truyền thuốc trị thương, nhưng là Hoàng Vọng Lân giờ phút này tâm cảnh lo lắng, hoàn toàn chính xác cần một cái tỉnh táo không gian, xoay người, nhìn về phía Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương a, ta hiện tại tâm loạn như ma, không biết phải nên làm như thế nào. Hứa Thuần Lương đi vào Hoàng Vọng Lân bên người, nói khẽ, ta xem qua con trai của ngài tổn thương. Một tháng sau nên sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Hoàng Vọng Lân nhẹ gật đầu, đây là trước mắt hắn nghe được nhất tin tức tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta tra được, để người lâm vào phiền phức những cái kia ghi chép là có chút người cố ý tiết lộ cho cảnh sát. Hoàng Vọng Lân nói, ta cũng nghĩ đến, là Vũ Viên Nghĩa người. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, Vũ Viên Nghĩa đã chết, dưới tay hắn những người kia không thành tài được, kỳ thật Vũ Viên Nghĩa cũng chẳng qua là bị người lợi dụng, người hẳn là có thể nghĩ đến gần nhất phát sinh những chuyện này phía sau nguyên nhân. Hắn dừng lại một chút nói, địch nhân đến từ ở Bì Môn nội bộ. Hoàng Vọng Lân nội tâm chấn động, hắn là Bì Môn trưởng lão, sự tình bên ngoài rất ít người biết, bất quá hắn cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ, chuyện này hẳn là không gạt được Hứa Thuần Lương, hắn cùng Hứa Thuần Lương nghĩ đến một chỗ, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, Mạnh Hoài Nghĩa người này người hẳn là quen thuộc a. Hoàng Vọng Lân không nói gì, chỉ là bờ môi nhấp càng chặt hơn. Hứa Thuần Lương nói, ta nhận được tin tức, hướng cảnh sát cung cấp tin tức kẻ cầm đầu chính là người này, hắn hẳn không có trực tiếp động thủ, mà là cổ động Tạ gia thủ hạ Lưu Khuê. Từ trước đến nay hiền lành Hoàng Vọng Lân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn sớm đã không tranh quyền thế rộng mà đối đãi người, nhưng là lần này phát sinh sự tình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi có thể xác định. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hoàng Vọng Lân lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn tìm được một cái mã số gọi ra ngoài, Hoàng Vọng Lân tìm là Tạ Bá Tường đồ đệ Tằng Viễn Thanh, Tằng Viễn Thanh là Đại Thạch Môn lão bản, mặc dù sớm đã không hỏi chuyện trên giang hồ, nhưng là hắn đối Tạ Bá Tường vị sư phụ này vẫn là cực kỳ tôn trọng. Tằng Viễn Thanh nói qua, không có sư phụ liền không có hắn, hắn cũng không khuếch đại chỗ, chính là Tạ Bá Tường dẫn hắn kiếm lời món tiền đầu tiên, về sau hắn có thể toàn thân trở ra cũng may mà Tạ Bá Tường hỗ trợ. Lần này Tạ Bá Tường xảy ra chuyện, cũng là Tằng Viễn Thanh vì hắn vừa đi vừa về buôn tẩu. Đối phó Lưu Khuê loại người này, vẫn là bọn hắn nội bộ xuất thủ tốt nhất. Lưu Khuê tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình trần như nhộng nằm trên đồng cỏ, hắn căn bản không nhớ rõ phát sinh qua cái gì, dọa đến kêu to lên, vừa mới phát ra âm thanh, liền có người một cước đá vào mặt của hắn bên trên, Lưu Khuê bị đạp máu me đầy mặt, nhịn đau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ba tên đại hán vạm vỡ đứng trước mặt của hắn, chính giữa một người chính là Tằng Viễn Thanh. Lưu Khuê cùng Tằng Viễn Thanh quan hệ cũng không tệ, hắn run giọng nói, tăng ca, tăng ca. Ta Khuê tử, a, à, nói còn chưa dứt lời, Tằng Viễn Thanh lại là một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn, đau đến Lưu Khuê nhe răng nhếch miệng. Tăng ca, người vì cái gì đánh ta? Ta chỗ nào đắc tội người, người nói. Tằng Viễn Thanh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hít một hơi thuốc lá, nheo mắt lại nhìn qua hắn nói, người không có có đắc tội ta địa phương. Nhưng là so đắc tội ta muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Tăng ca, ta không rõ. Tằng Viễn Thanh hướng bên người hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rút ra sáng như tuyết khai sơn đao đi tới. Lưu Khuê dọa đến hồn phi phách tán, kêu rên nói, tăng ca, ta sai rồi, đều là Mạnh Hoài Nghĩa lão già kia chủ ý, là hắn xuất tiền để cho ta đem Tạ gia cùng Mộc Lan tập đoàn giao dịch ghi chép cho hắn. Tằng Viễn Thanh bắt lấy Lưu Khuê tóc, ngươi lương tâm để chó ăn. Không có Tạ gia nào có ngươi hôm nay. Ghi chép đâu? Ta không biết, ta không biết. Tằng Viễn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói láo nữa, ta liền đem ngươi tách rời cho cá ăn. Lưu Khuê hiện tại tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, Mạnh Hoài Nghĩa, hắn tìm người dựa dẫm vào ta cướp đi giao dịch ghi chép, hắn còn cầm đi ta hơn 100 vạn, ta thề đều là thật. Tằng Viễn Thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem lão già này có còn muốn hay không còn sống rời đi kinh thành. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, tướng Mạnh Hoài Nghĩa giật nảy mình, cầm điện thoại di động lên, thấy là Lưu Khuê gọi điện thoại tới, Mạnh Hoài Nghĩa không khỏi nhíu mày, lòng tham không đáy tiểu nhân, không phải đã nói xong 800 vạn, chẳng lẽ hắn lại phải biến đổi quẻ. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là rạng sáng 4 giờ nửa, người này lên được ngược lại là thật sớm, điện thoại lại vang lên 2 tiếng về sau, Mạnh Hoài Nghĩa mới nhận nghe điện thoại, Lưu lão đệ. Lưu Khuê nói, Mạnh gia, người ở nơi nào? Mạnh Hoài Nghĩa lập tức cảnh giác, tối hôm qua cùng Lưu Khuê gặp mặt về sau, hắn liền rời đi Quốc Tử Giám Hợp Viện, hắn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, mọi thứ đều phải để lại tốt đường lui. Mạnh Hoài Nghĩa nói, không phải nói xế chiều hôm nay 5 điểm trước giao dịch sao? Lão đệ cũng quá nóng lòng. Lưu Khuê nói, tình huống có chút biến hóa, ta muốn cùng Mạnh gia gặp mặt nói chuyện. Mạnh Hoài Nghĩa ha ha cười nói, thương lượng xong sự tình tại sao lại thay đổi. Lão đệ, chúng ta người trong giang hồ kiêng kỵ nhất chính là lật lọng.
Kỳ thật hiện tại Tằng Viễn Thanh cùng Lưu Khuê ngay tại Quốc Tử Giám phụ cận Tứ Hợp Viện, tại Tằng Viễn Thanh bức bách dưới, Lưu Khuê vì hắn dẫn đường, chờ đến lúc đó lại vồ hụt, cứ như vậy, bọn hắn càng phát ra nhận định cướp đi giao dịch ghi chép chính là Mạnh Hoài Nghĩa người. Lưu Khuê nói, 12 giờ trước, nếu như ngươi muốn kia phần ghi chép lời nói, 12 giờ trước đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Hắn hiện tại lời nói tất cả đều là cùng Tằng Viễn Thanh thương lượng xong. Mạnh Hoài Nghĩa trầm mặc chốc lát nói, ngươi muốn cũng không phải một số lượng nhỏ, 12 giờ trước, ta không cách nào làm được, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, liền khác tìm người mua đi. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, tại hắn nhìn đến đối Lưu Khuê loại tiểu nhân này không thể nhường lối lại để cho. Mạnh Hoài Nghĩa cảm thấy có chút bất an, mặc dù sắc trời không sáng, hắn lại cũng không còn cách nào ngủ, vội vàng đứng dậy, từ chỗ ở rời đi, hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường, Lưu Khuê khả năng xảy ra vấn đề, hắn nhất định phải tận nhanh rời đi nơi này, nhất biện pháp ổn thỏa chính là rời đi kinh thành. Mạnh Hoài Nghĩa để lái xe chuẩn bị xe, trong thời gian ngắn nhất đã chuẩn bị sẵn sàng. Bầu trời lộ ra ngân bạch sắc, Mạnh Hoài Nghĩa ô tô tiến vào cao tốc cửa vào, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lưu Khuê loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân là không thể tín nhiệm, có thể bán Tạ Bá Tường liền có thể bán từ mình. Lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên, Mạnh Hoài Nghĩa tưởng rằng Lưu Khuê lại gọi điện thoại tới, nhưng cầm khởi xem xét, lại là Hạ Hầu Mộc Lan. Mạnh Hoài Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ mình thu mua Hạ Hầu Tôn giao dịch ghi chép sự tình đã bị nàng biết. Trầm tư một lát vẫn là nhận nghe điện thoại, Hạ Hầu tiểu thư. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão. Xế chiều hôm nay 2 điểm trước có thể tới Tiếu Thành sao? Mạnh Hoài Nghĩa sửng sốt một chút, Hạ Hầu tiểu thư, ta ở Kinh Thành làm việc. Hạ Hầu Mộc Lan nói khẽ, Lệ Quyên tỷ một nhà giữa trưa đã đến, ta nhưng nói cho bọn hắn ngươi buổi chiều liền đến. Mạnh Hoài Nghĩa cả người cứng lại ở đó, Mạnh Lệ Quyên là nữ nhi của hắn, mặc dù cha con ở giữa quan hệ vẫn luôn chẳng ra sao cả, mà dù sao là hắn thân sinh cốt nhục, nữ nhi đã lấy chồng còn sinh một cái đáng yêu ngoại tôn. Hạ Hầu Mộc Lan rõ ràng tại nói cho hắn biết, nữ nhi một nhà đã tại trong lòng bàn tay của nàng. Mạnh Hoài Nghĩa tính tình đa nghi, mình làm việc cẩn thận, giữ nghiêm bí mật, chuyện này làm sao có thể nhanh như vậy liền truyền đến trong tai nàng. Chẳng lẽ nàng đang gạt mình? Hứa Thuần Lương bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, nghe ra được đối phương tận lực thả nhẹ động tác, Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi sáng, hắn hôm qua xử lý trễ không ít sự tình, đã khuya mới trở về, một đêm này ngủ được còn tính an tâm. Tại thời gian này tới hẳn là Diệp Thanh Nhã, Hứa Thuần Lương đứng dậy đi trước rửa mặt, sau khi đổi lại y phục xong, mới đi đến phòng khách. Diệp Thanh Nhã tại phòng ăn chuẩn bị, nhìn thấy Hứa Thuần Lương xuất hiện, nàng có chút ngượng ngùng cười, ta mua cho ngươi bữa sáng tới, có phải hay không đánh thức ngươi rồi? Hứa Thuần Lương lắc đầu, Thanh Nhã tỷ ngươi thật thương ta. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, cúi đầu xuống giả ra bày ra bàn ăn dáng vẻ. Tỷ tỷ đau đệ đệ là hẳn là. Bất quá Hứa Thuần Lương cái này đau chữ hiển nhiên không phải đơn thuần như vậy. Hứa Thuần Lương mời nàng cùng nhau ăn cơm, Diệp Thanh Nhã biểu thị mình trong nhà đã ăn rồi, bất quá vẫn là bồi tiếp Hứa Thuần Lương uống ly cà phê. Diệp Thanh Nhã nói, đúng rồi, ta tìm người hỏi thăm một chút Hoàng Lão Tiên Sinh sự tình, hắn đã về nhà, cảnh sát cũng điều tra rõ ràng, năm đó thật sự là hắn giới thiệu dược liệu thương cho Tạ Bá Tường nhận biết, bất quá về sau sự tình hắn không có tham dự qua. Tạ Bá Tường cũng chứng minh về sau giao dịch cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương kỳ thật tối hôm qua đã biết, nhìn từ điểm này, Tạ Bá Tường vẫn là rất đủ ý tứ, dù sao cũng là lão giang hồ, trong lòng tồn lấy đạo nghĩa, đương nhiên cũng không thể quơ đũa cả nắm, Mạnh Hoài Nghĩa cũng là lão giang hồ, làm việc không có nguyên tắc không có điểm mấu chốt. Trước mắt đến xem thế cục đã được đến sơ bộ khống chế, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Mạnh Hoài Nghĩa trong tay giao dịch ghi chép. Vũ Viên Nghĩa lưu lại sổ sách là quả bom hẹn giờ, hôm nay dùng tới đối phó Hoàng Vọng Lân, qua 2 ngày liền có thể đối phó bỉ môn những người khác. Hứa Thuần Lương nói, chuyện lần này rõ ràng là nhằm vào Hoàng Tam gia trả thù. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, Thuần Lương, hiện tại có thật nhiều truyền ngôn, đối Hoàng Tam gia rất bất lợi. Hứa Thuần Lương khẽ mỉm cười nói, cây cao chịu gió lớn, Hoàng Tam gia tại giới siêu tập lớn tiếng như vậy nhìn, chiêu người đố kỵ cũng là bình thường. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, ta cảm giác hắn là người tốt. Hứa Thuần Lương nhìn qua xinh đẹp ánh bình minh Diệp Thanh Nhã, bỗng nhiên tới một câu, ta đây. Diệp Thanh Nhã một đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, sóng mắt không tự chủ được trở nên xuân thủy ôn nhu, ngươi không phải. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi,
đều không nói gì, giờ phút này trong phòng không khí đều trở nên mập mờ. Diệp Thanh Nhã một viên phương tâm thình thịch trực nhảy, đứng lên nói, ta cho ngươi rót ly cà phê. Hứa Thuần Lương nhìn qua Diệp Thanh Nhã uyển chuyển dáng người, cảm giác thân thể nơi nào đó ngo ngoe muốn động, trong lòng thầm mắng mình một câu, vốn cho là mình đã thành công khắc chế tiên thiên cảnh, nhưng nghĩ không ra hậu kình như thế lớn. Diệp Thanh Nhã tiến vào phòng bếp không bao lâu, liền nghe đến leng keng một tiếng, hiển nhiên là rớt bể thứ gì. Hứa Thuần Lương mau chóng tới, khi thấy Diệp Thanh Nhã ngồi xổm xuống thu thập vỡ vụn ly pha lê, không cẩn thận lại đem tay bị rạch rách, đau đến ử một tiếng. Hứa Thuần Lương đi vào bên người nàng, đừng nhúc nhích. Bắt lấy Diệp Thanh Nhã mềm mại đầu ngón tay, đã thấy nàng tuyết trắng trên ngón tay quẹt cho một phát ngấn sâu, máu tươi rò rỉ xông ra. Không có chuyện, là chính ta tay chân vụng về. Ân. Hứa Thuần Lương tướng Diệp Thanh Nhã đổ máu ngón tay ngậm tại miệng bên trong, Diệp Thanh Nhã không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng nàng cũng không có ngăn cản. Hứa Thuần Lương đưa nàng đổ máu ngón tay mút hút sạch sẽ, lúc này mới đi lấy băng dán cá nhân giúp nàng dính bên trên. Diệp Thanh Nhã trong lòng tự nhủ cái này nho nhỏ vết thương có cần thiết này. Em kết nghĩa đến tột cùng là ra ngoài đối với mình quan tâm vẫn là có ý khác. Bất quá nàng ở sâu trong nội tâm đối Hứa Thuần Lương biểu hiện ra quan tâm vô cùng hưởng thụ. Hứa Thuần Lương ôn nhu nói, đau không? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, trong phương tâm sinh ra một loại cảm giác khác thường, kỳ thật nàng rất muốn gật đầu. Hứa Thuần Lương cầm tay của nàng nhẹ nhàng thổi thổi. Diệp Thanh Nhã phát hiện mình kỳ thật rất chờ mong hắn đối với mình quan tâm, có chút cười xấu hổ nói, Thuần Lương, người coi ta là thành tiểu hài tử. Hứa Thuần Lương nói, ta vui lòng chiếu cố ngươi. Phổ phổ thông thông một câu lại xúc động Diệp Thanh Nhã trong lòng mềm mại bộ phận, nàng cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ, lại có chồng muốn cảm giác muốn rơi lệ, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Hứa Thuần Lương tay, ta mới không muốn ngươi chiếu cố. Diệp Thanh Nhã vốn muốn đi quét sạch hiện trường, Hứa Thuần Lương ngăn trở nàng, để nàng đi ngồi, mình tới thu thập. Diệp Thanh Nhã không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn, rời đi phòng bếp thời điểm không quên nhắc nhở hắn phải cẩn thận một chút. Diệp Thanh Nhã vừa mới trở lại phòng khách ngồi xuống, điện thoại liền vang lên, cầm điện thoại lên xem xét lại là Mai Như Tuyết điện thoại, nàng không khỏi hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, nội tâm trở nên có chút bất an, nàng gần nhất biết được Mai Như Tuyết đã về nước. Không biết Hứa Thuần Lương có biết hay không tin tức này, Mai Như Tuyết làm sao lại gọi điện thoại tới. Nếu như nàng biết mình hiện tại đang cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Thanh Nhã ý thức được mình đối Hứa Thuần Lương tình cảm trong lúc vô tình sản sinh biến hóa, không giống ban sơ đơn thuần như vậy, nàng thậm chí hưởng thụ bị Hứa Thuần Lương chiếu cố che chở cảm giác. Diệp Thanh Nhã có loại phạm tội cảm giác, mình cùng Hứa Thuần Lương là tỷ đệ kết nghĩa. Mà lại nàng cùng Kiều Như Long ly hôn về sau đặt quyết tâm cả đời này rời xa tình cảm cùng hôn nhân. Diệp Thanh Nhã do dự một chút mới nhận nghe điện thoại, Tiểu Tuyết. Hứa Thuần Lương thu thập sẵn sàng, đến đi ra bên ngoài, Diệp Thanh Nhã vừa mới cúp điện thoại, nói khẽ, ta phải đi, Tiểu Tuyết hẹn ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biểu lộ như thường, nàng trở về nước. Diệp Thanh Nhã nói, có mấy ngày, ta hôm nay đến bản muốn nói cho ngươi. Dừng lại một chút lại nói, có cần hay không ta hỗ trợ sáng tạo một lần gặp gỡ cơ hội. Hứa Thuần Lương lắc đầu, sớm tối đều sẽ gặp phải, mọi người ai cũng bận rộn, làm gì chậm trễ lẫn nhau thời gian. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nàng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Thanh Nhã tỷ, ngươi khi nào cũng biến thành như thế bát quái. Diệp Thanh Nhã nói, ta không phải quan tâm ngươi nha. Có quan tâm nhiều hơn. Diệp Thanh Nhã tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú lại có chút bối rối, nàng ý thức được mình không nên cùng hắn tiếp tục đơn độc ở chung xuống dưới, giữa hai người biên giới theo tình cảm xâm nhập trở nên càng ngày càng mơ hồ, Diệp Thanh Nhã giơ tay lên túi, ta thời gian đang gấp. Hứa Thuần Lương đưa nàng đi ra ngoài, đi vào trước cửa Diệp Thanh Nhã nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, người chuẩn bị ở Kinh Thành ở vài ngày. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt còn không có xác định, ta dự định hôm nay đi khách sạn. Diệp Thanh Nhã xoay người, vì cái gì? Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là không muốn người khổ cực như vậy bôn ba chiếu cố ta. Diệp Thanh Nhã cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta vui lòng. Nàng nói xong đóng cửa lại vội vàng rời đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua cửa phòng trở tay cho mình một cái và miệng tử, không bằng cầm thú A. Mạnh Hoài Nghĩa cuối cùng vẫn là không có đúng hạn tiến về Thiếu Thành, hắn cho rằng Hạ Hầu Mộc Lan đối với hắn nhà người hạ thủ khả năng không lớn.
mình nếu là tiến về Tiếu Thành khẳng định giữ nhiều lành ít, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn vẫn là tuyển chọn đi thẳng một mạch. Hạ Hầu Mộc Lan đem việc này nói cho Hứa Thuần Lương về sau, Hứa Thuần Lương cơ bản xác định, Mạnh Hoài Nghĩa trong tay chưa chắc có Vũ Viên Nghĩa sổ sách, lần này nhằm vào Hoàng Vọng Lân phụ tử âm mưu, Mạnh Hoài Nghĩa chỉ là một cái chấp hành người, phía sau chân chính người vạch ra khác có người khác, trước mắt đến xem, nghi điểm lớn nhất khóa chặt tại Địch Bình Thanh trên thân. Lật ra năm xưa nợ của mục đích là muốn đem bốn đại trưởng lão một trong Hoàng Vọng Lân làm cho thân bại danh liệt, không chỉ có như thế, bọn hắn còn đối Hoàng Công Hiền ra tay, ý đồ từ trên tâm lý triệt để đánh Hoàng Vọng Lân. Hoàng Vọng Lân đổ, ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan trưởng lão liền mất đi một cái. Về phần Tạ Bá Tường trong tay giao dịch ghi chép, có thể đem Mộc Lan tập đoàn kéo vào vũng bùn, nếu như Mộc Lan tập đoàn xảy ra chuyện, vô luận lúc trước làm giao dịch chính là ai, Hạ Hầu Mộc Lan đều khó mà không đếm xỉa đến. Những thủ đoạn này mục đích cuối cùng nhất vẫn là nhằm vào Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương mặc dù đạt được Tạ Bá Tường cùng Hạ Hầu Tôn đi qua giao dịch ghi chép, nhưng là rất khó nói không có cái khác chứng cứ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Hứa Thuần Lương chuyên môn đi gặp một lần Tạ Bá Tường. Tạ Bá Tường thông qua luật sư đã thành công tìm người bảo lãnh hậu thẩm, trước mắt hắn đã về tới kinh thành trong nhà. Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Vọng Lân cùng một chỗ tiến về Tạ gia cùng hắn gặp mặt. Hoàng Vọng Lân sáng nay lại đi thăm nhi tử, Hoàng Công Hiền đạt được Hứa Thuần Lương bí phương tương trợ về sau, thương thế khôi phục rất nhanh, Hoàng Vọng Lân nhìn thấy nhi tử tình trạng nội tâm cũng vui mừng không ít. Hắn đã thấy rõ này sự tình chân tướng, gây nên trận này mầm tai vạ nguyên nhân chính là bị môn môn chủ chi tranh, bởi vì hắn ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan cho nên mới lọt vào trả thù. Kinh lịch lần này biến cố, Hoàng Vọng Lân yên lặng hạ quyết tâm, chờ môn chủ sự tình hết thảy đều kết thúc, hắn liền từ đi bị môn trưởng lão chi vị, về sau lại không quản chuyện giang hồ. Tằng Viễn Thanh cũng tại Tạ Bá Tường trong nhà, đối Tạ Bá Tường tới nói bị cảnh sát điều tra cũng không tính chuyện mới mẻ. Tại hắn mấy chục năm kiếp sống giang hồ bên trong cũng không có ít cùng cảnh sát liên hệ, chỉ là lần này bị bắt ít nhiều có chút hổ túi. Hoàng Vọng Lân cùng Hứa Thuần Lương qua trước khi đến, Tằng Viễn Thanh đã đem Lưu Khuê bán Tạ Bá Tường sự tình từ đầu chí cuối báo cho hắn. Tạ Bá Tường cũng là nổi trận lôi đình, Lưu Khuê mặc dù không phải đệ tử của hắn, nhưng cũng là hắn tự mình mang ra thủ hạ đắc lực, nghĩ không ra thế mà cấu kết ngoại nhân hãm hại mình. Tạ Bá Tường cũng phi thường rõ ràng, mình cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Người ta là muốn đối phó Hoàng Vọng Lân mang kèm theo bắt hắn cho hố, cuộc phong ba này cuối cùng là bị môn nội đấu, hắn không khéo cuốn vào trong đó. Hoàng Vọng Lân hôm nay tới chủ yếu là hướng Tạ Bá Tường nói lời cảm tạ, chuyện xảy ra về sau, Tạ Bá Tường không có trốn tránh trách nhiệm, đem chuyện năm đó tất cả đều nhận lãnh đến, căn cứ tình trạng trước mắt đến xem, Tạ Bá Tường 89 phần 10 muốn đi vào ở lại một thời gian. Hoàng Vọng Lân cảm tạ không có nói hai câu liền bị Tạ Bá Tường đánh gãy. Tạ Bá Tường nói, Tam gia, năm đó là ta tìm ngài hỗ trợ, nếu như không phải là vì ta cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Hoàng Vọng Lân nói, bọn hắn là hướng về phía ta tới, người mới là bị liên lụy một cái kia. Tạ Bá Tường mỉm cười nói, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, mặc kệ xông ngươi từ ta, ai cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ta nghe nói Công Hiền đã thoát ly nguy hiểm, thân thể cũng không có gì đáng ngại, được cho đại hạnh trong bất hạnh. Hoàng Vọng Lân nhẹ gật đầu. Đáng tiếc bị Mạnh Hoài Nghĩa chạy trốn. Tạ Bá Tường lạnh hừ một tiếng nói, như thế bất nhân bất nghĩa người trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hứa Thuần Lương nói, Mạnh Hoài Nghĩa cũng không phải chân chính chủ mưu. Tạ Bá Tường nói, kia chủ mưu là ai? Hứa Thuần Lương mỉm cười, Tạ gia, ta muốn theo người đơn độc phiếm vài câu. Tạ Bá Tường đối Hứa Thuần Lương xuất hiện ở đây hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Hứa Thuần Lương này đến có phải là vì Hạ Hầu Mộc Lan, trước đây liền biết giữa bọn hắn quan hệ phi thường mật cắt, hai người còn cộng đồng xuất hiện tại Mình An bài rượu cục bên trên. Hoàng Vọng Lân cùng Tằng Viễn Thanh sau khi ra ngoài, Hứa Thuần Lương mới nói, hạng trang múa kiếm ý tại bái công, Tạ gia hẳn là rõ ràng động cơ của bọn hắn. Tạ Bá Tường nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì nên làm cái gì không nên làm là rõ ràng, ngươi để Hạ Hầu tiểu thư yên tâm. Có một số việc ta coi như nát tại trong bụng cũng sẽ không ra bên ngoài ngược lại. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ Tạ Bá Tường hẳn là giảng cứu quy củ, nhưng đã liền như thế, hắn vẫn là lưu lại lúc trước cùng Hạ Hầu Tôn ở giữa giao dịch ghi chép, đoán chừng lưu lại ghi chép dự tính ban đầu là vì đề phòng Hạ Hầu Tôn có một ngày đối với hắn khả năng bất lợi, cũng có thể là thuần túy là muốn giữ lại một chương khắc chế đối phương bài. Hứa Thuần Lương nói, có Tạ gia câu nói này ta an tâm.
Tạ Bá Tường nói, lần này ta chỉ sợ khó thoát lao ngục tai ương, ta có mấy món sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hứa Thuần Lương biết Tạ Bá Tường là tại gia điều kiện, hắn tìm mình hỗ trợ là giả, chân chính ý đồ là thông qua mình chuyển cáo Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Tạ gia thỉnh giảng. Tạ Bá Tường nói, ta tại văn vật một chuyến này trà trộn nhiều năm như vậy, kinh lịch mưa gió, mệt mỏi cũng góp, lần này vô luận kết quả như thế nào, ta đều chọn triệt để rời khỏi, trong tay của ta có chút văn vật, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp người mua, Hứa lão đệ giao thiệp rộng hiện, có thể hay không giúp ta chuyện này. Dựa theo bình thường logic, Tạ Bá Tường hẳn là tìm Hoàng Vọng Lân mới đúng, chủ yếu là trong tay hắn văn vật không rõ lai lịch, lấy Hoàng Vọng Lân thân phận bây giờ địa vị chắc chắn sẽ không tiếp nhận những này không minh bạch đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, Tạ gia ra cái giá tiền. Tạ Bá Tường nói, đại khái hơn 1.000 kiện văn vật, ta có thể cam đoan vật siêu chỗ giá trị. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chuyện này ta giúp Tạ gia an bài tốt, cho ta thời gian một tuần. Tạ Bá Tường mỉm cười nói, không vội, ta tin được ngươi, đồ vật trước tiên có thể cho ngươi, ta cũng không cần tiền, ta nhìn chúng một bộ viện tử, ta muốn dùng những năm này để dành tới những vật này thay đổi bộ kia viện tử, dùng để bảo dưỡng tuổi thọ. Hứa Thuần Lương hỏi hắn địa chỉ, Tạ Bá Tường tướng địa chỉ cho hắn, cùng Hứa Thuần Lương phỏng đoán không sai biệt lắm, chính là Hạ Hầu Mộc Lan ở vào kinh thành hợp viện. Tạ Bá Tường khẩu vị cũng không nhỏ, cái này hợp viện coi là hắn phí bịt miệng, Hứa Thuần Lương lúc này liên hệ Hạ Hầu Mộc Lan. Hạ Hầu Mộc Lan biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, bất kỳ cái gì sự tình đều là phải trả giá thật lớn. Tại Bì Môn nội bộ sóng ngầm phun trào thời điểm không thể lại đắc tội Tạ Bá Tường dạng này nhân vật giang hồ. Hắn nếu là tướng năm đó cùng Hạ Hầu Tôn giao dịch văn vật chấn động rất xuống ra, Mộc Lan tập đoàn tướng đứng trước hủy diệt tính đả kích. Huống chi Tạ Bá Tường cũng không phải lấy không nàng một bộ hợp viện, người ta còn đưa hơn 1.000 kiện văn vật, vì cho thấy thành ý của mình. Tạ Bá Tường còn gọi bên trên Hoàng Vọng Lân cùng Hứa Thuần Lương cùng đi thưởng thức hắn thu dấu, ở trong đó có thật nhiều văn vật liền Hoàng Vọng Lân đều là lần đầu tiên nhìn thấy, Hoàng Vọng Lân đại khái ước định một chút những này văn vật giá trị, ít nhất phải tại 1 tỷ trở lên. Tạ Bá Tường lần này thuộc về chảy nước mắt bán phá giá, Hạ Hầu Mộc Lan cũng không thiệt thòi, Tạ Bá Tường sở dĩ nguyện ý đóng gói bán ra, trên căn bản nguyên nhân là những này văn vật hắn không có cách nào trải qua bình thường thị trường đường tắt biến hiện. Thừa dịp lấy cơ hội này đổi lấy một bộ hợp viện, cũng coi như song phương đâu đã vào đấy. Trấn an Tạ Bá Tường, Hứa Thuần Lương tướng Hoàng Vọng Lân đưa về Lân Chính Đường, Hoàng Vọng Lân đã đem đi qua an phòng nhân viên toàn bộ đuổi việc, thay đổi hoàn toàn mới bảo an đội ngũ, nhà bảo tàng an phòng thiết bị cũng tiến hành toàn diện đổi mới. Phổ Kiến ngay tại nhà bảo tàng chỉ huy chỉnh lý, thông qua lần này biến cố, hắn cùng Hoàng Vọng Lân quan hệ trong đó lại tăng tiến không ít. Hoàng Vọng Lân biết Phổ Kiến tâm tư, cũng ngầm cho phép hắn muốn bái mình vi sư nghĩ pháp. Phổ Kiến nhìn thấy bọn hắn trở về, đem hôm nay công việc hướng Hoàng Vọng Lân báo cáo một lần, hắn cũng vận dụng chính mình quan hệ, chỉ cần Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình tại trên thị trường xuất hiện, hẳn là có thể trước tiên đạt được tin tức. Hoàng Vọng Lân hiện tại tâm thái đã cơ bản điều chỉnh xong, vừa rồi Tạ Bá Tường cũng hướng hắn làm ra cam đoan, sẽ vận dụng quan hệ giúp hắn tìm kiếm con kia bị trộm bình sứ. Hoàng Vọng Lân biết bảo bối như vậy sớm tối đều sẽ tiến hành giao dịch, đơn giản là vấn đề thời gian, hắn hiện tại chỉ cầu kia Nguyên Thanh Hoa không bị hư hao là được, bởi vì cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta, nhân sinh nào có nhiều như vậy như ý sự tình. Hắn để Phổ Kiến cùng Hứa Thuần Lương đi về nghỉ, mình lưu lại nhìn xem là được. Phổ Kiến hai ngày này cơ hồ đều đang vì chuyện của hắn bôn ba, hoàn toàn chính xác cũng hơi mệt chút, trấn an Hoàng Vọng Lân vài câu. Mới cùng Hứa Thuần Lương cùng rời đi. Hứa Thuần Lương bên trên Phổ Kiến xe. Phổ Kiến nói, lão Trần cũng nghe nói Lân Chính Đường sự tình, muốn tới đây thăm viếng, ta để hắn qua mấy ngày lại đến. Hứa Thuần Lương nói, nghe ngươi nói. Phổ Kiến nói, miệng ta không có nhanh như vậy, đúng, có chuyện ngươi biết không? Đỗ Vân Tự bên kia xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, Đỗ Vân Tự không phải liền là Thông Huệ Hòa Thượng chỗ chùa chiền sao? Hắn coi là vẫn là Thông Huệ mất tích sự tình, Thông Huệ có tin tức. Phổ Kiến lắc đầu nói, không có bất cứ tin tức gì của hắn, lần này liền Câm Niếc Hòa Thượng cũng mất tích, Đỗ Vân Tự người đi nhà trống, người nói có kỳ quái hay không, chùa chiền vừa mới sửa chữa đổi mới hoàn toàn, hiện tại Hòa Thượng đều không có. Hứa Thuần Lương nói, Câm Niếc Hòa Thượng lấy miếu là nhà, làm sao lại bỏ được đi? Chẳng lẽ lại hắn đi tìm Thông Huệ rồi? Phổ Kiến nói, vậy ta cũng không biết. Hai ngày trước ta còn chuyên môn đi một chuyến, chùa chiền sơn môn khóa chặt,
con đường đều mọc đầy cỏ dại, không bao lâu liền sẽ hoang phế, ngươi nói cái này sống sờ sờ hai cái cùng còn lại đột nhiên như thế bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm thiếu ngươi công trình khoản trả sạch không? Phổ Kiến nói, ngươi cũng mở miệng nàng như thế nào không cho? Hứa Thuần Lương nói, kia chẳng phải kết. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, lại là Diệp Lão gọi điện thoại tới, để Hứa Thuần Lương ban đêm đi trong nhà ăn cơm, quay đầu để Diệp Thanh Nhã đi đón hắn. Hứa Thuần Lương gật đầu đáp ứng, Phổ Kiến đem Hứa Thuần Lương đưa đến Diệp Thanh Nhã phòng làm việc phụ cận, Hứa Thuần Lương xuống xe mới vừa tiến vào đại đường, liền cùng đồng dạng đến đây Uông Kiến Thành không hẹn mà gặp. Uông Kiến Thành vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện nhìn xem Diệp Thanh Nhã có hay không tại, hắn không có nói trước hẹn Diệp Thanh Nhã, nguyên nhân là Diệp Thanh Nhã đoạn thời gian gần nhất rõ ràng tại né tránh hắn, một số thời khắc thậm chí liền điện thoại đều chẳng muốn tiếp. Uông Kiến Thành ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương rõ ràng lấy làm kinh hãi, Thuần Lương. Ngươi đến đây lúc nào kinh thành? Hứa Thuần Lương cười nói, đi công tác. Uông Kiến Thành nói, đi công tác cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, tìm đến Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hẹn xong đi ăn cơm. Uông Kiến Thành nói, nàng không tại làm việc trong phòng. Hứa Thuần Lương nói, cũng sắp đến. Uông Kiến Thành không có lập tức rời đi ý tứ, cười nói, đã gặp được dứt khoát để ta làm đông. Hứa Thuần Lương cười nói, không tiện, tối nay là dạ yến. Uông Kiến Thành giờ mới hiểu được Hứa Thuần Lương là đi Diệp gia ăn cơm, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, Uông Kiến Thành hơi có vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, vậy chúng ta hôm nào, ngày mai thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta mấy ngày nay đều có sắp xếp, dù sao ngươi cũng thường xuyên đi Đông Châu, trở về Đông Châu ta hẹn ngươi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, vẫn là không có lập tức đi ý tứ, hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, chờ Diệp Thanh Nhã tới. Hứa Thuần Lương nói, ta đi lên trước, chúng ta về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng là có chìa khóa A, người này cùng Diệp Thanh Nhã quan hệ gần như vậy. Chẳng lẽ lại hắn ở tại Diệp Thanh Nhã phòng làm việc? Uông Kiến Thành cuối cùng tại vẫn là nhìn không được nhắc nhở một câu, Thanh Nhã không tại. Ta có chìa khóa, Hứa Thuần Lương trả lời ít nhiều có chút đánh mặt. Uông Kiến Thành có chút buồn bực nhìn qua Hứa Thuần Lương bóng lưng, Diệp Thanh Nhã thế mà đem phòng làm việc chìa khóa giao cho hắn, Uông Kiến Thành nội tâm tràn đầy uể oải, hắn từ bỏ tiếp tục chờ đi xuống dự định, trở lại xe bên trong, bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ, hắn quyết định kiên trì đi làm việc thất nhìn xem. Hứa Thuần Lương trở về không bao lâu, tiếng chuông cửa liền vang lên, hắn đoán được là Uông Kiến Thành chưa từ bỏ ý định lại theo tới rồi, chỗ không chừng lại nghĩ ra một cái lý do. Kỳ thật Hứa Thuần Lương đã sớm rõ ràng Uông Kiến Thành đối Diệp Thanh Nhã ý đồ. Quả nhiên, Uông Kiến Thành mang theo hai hộp lá trà một hộp đồ trang điểm đến đây, chờ Hứa Thuần Lương mở cửa về sau cười nói, Thuần Lương, ta mang theo chút lễ vật cho Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương mặc dù mở cửa, nhưng là không có mời hắn đi vào ý tứ, Uông Kiến Thành đã đến nhà không có ý định như thế trở về, mặt dày nói, nếu không ta đi vào đợi nàng một hồi. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là ta giúp ngươi chuyển giao đi. Uông Kiến Thành con mắt hướng bên trong nghiêng mắt nhìn, ngươi ở chỗ này à? Hắn không quên chỗ tốt nghĩ, hiện tại độ cao hoài nghi Diệp Thanh Nhã liền giấu trong phòng. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ cho ta mượn ở vài ngày. Uông Kiến Thành trong lòng giấm hải sinh sóng, đúng vào lúc này Diệp Thanh Nhã vừa vặn đến, nhìn thấy một màn trước mắt, thật sự là dở khóc dở cười. Uông Kiến Thành cuối cùng đợi đến Diệp Thanh Nhã đăng tràng. Vững tin Diệp Thanh Nhã không có dấu tại làm việc trong phòng bên trong, trong lòng thoáng tốt hơn một chút, cười nói, Thanh Nhã, ta vừa vặn đi ngang qua, mang cho ngươi chút lễ vật. Diệp Thanh Nhã trả lời phi thường quả quyết, vô công bất thụ lộc, ta không muốn. Uông Kiến Thành nói, sự tình lần trước không có ý tứ, ngươi sẽ không còn giận ta đi. Lần trước bởi vì phụ thân nguyên nhân, để Diệp Thanh Nhã quấn vào một trường phong ba, mặc dù sự tình đã giải thích rõ ràng. Nhưng Uông Kiến Thành kẹp ở giữa cũng phi thường xấu hổ, Diệp Thanh Nhã đã minh xác nói cho hắn biết, về sau sẽ không lại cho hắn thư họa. Diệp Thanh Nhã nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nàng không muốn chuyện xưa nhắc lại. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ không muốn, ngươi đưa cho ta đi, ta gần nhất vừa vặn thiếu lá trà. Hắn không khách khí chút nào từ Uông Kiến Thành trong tay nhận lấy. Uông Kiến Thành trợn mắt hốc mồm, đây là cứng rắn đoạt A, ta mẹ nó không muốn tặng cho ngươi. Diệp Thanh Nhã cũng không, Thuần Lương, ra chờ lấy đâu, ta đi trước bãi đỗ xe chờ ngươi.
Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi cùng đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương đem lá trà cùng đồ trang điểm buông xuống, đóng cửa rời đi. Uông Kiến Thành cuối cùng vẫn là không thể bước vào phòng làm việc, mang theo đầy bụng phiền muộn cùng hai người cùng cưỡi thang máy. Diệp Thanh Nhã không có chủ động nói chuyện cùng hắn ý tứ, hắn cũng không muốn lại nếm mùi thất bại, chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, trở về Đông Châu hẹn ngươi nhóm tương cục cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta cùng hắn là bạn cũ. Hứa Thuần Lương cười cười, được a, ta nghe ngươi an bài. Đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã lên xe rời đi, Uông Kiến Thành tức giận đến hung hăng tại trên tay lái đập hai thanh, mặc dù biết Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã là tỷ đệ kết nghĩa, nhưng luôn cảm thấy bọn hắn quan hệ giữa hai người có như vậy điểm không bình thường, hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Mặc dù cùng Diệp Lão phân biệt bất quá hơn một tháng thời gian, nhưng Diệp Lão vẫn mắt trần có thể thấy già yếu. Nhìn qua tóc trắng xóa Diệp Lão, Hứa Thuần Lương ý thức được Diệp Sương Nguyên ngoài ý muốn bỏ mình đối với hắn đả kích là to lớn. Diệp Lão lưng rõ ràng có chút còng xuống, trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng nụ cười bên trong lại ẩn giấu đi một loại không dễ cảm thấy thê lương, duy nhất không thay đổi chính là hắn kiên nghị ánh mắt. Hứa Thuần Lương bồi Diệp Lão hàn huyên vài câu việc nhà, uyển chuyển đưa ra giúp hắn bắt mạch, lần này Diệp Lão lại cự tuyệt. Hắn lắc đầu nói, không cần, ta gần nhất thường xuyên đang nghĩ. Nhân sinh kỳ thật nên thuận theo tự nhiên, nếu như ta lúc trước bị trận kia bệnh cướp đi tính mệnh, có lẽ có ít sự tình liền sẽ không phát sinh. Hứa Thuần Lương biết hắn chỉ có một số việc hẳn là Diệp Sương Nguyên tao ngộ máy bay rơi ngoài ý muốn, Diệp Lão có ý nghĩ như vậy chứng minh dù cho kiên nghị như hắn cũng bắt đầu tin tưởng vận mệnh. Hứa Thuần Lương nói, đã từng xảy ra sự tình dù ai cũng không cách nào cải biến, ngài cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Lão gật đầu nói, ta cái gì đều hiểu. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bước qua đạo khảm này, già rồi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Diệp Lão mỏi mệt thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, một người nếu như đối với cuộc sống đã mất đi tín niệm cùng hy vọng, khoảng cách như vậy hắn cùng thế giới này cáo biệt đã không xa. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Diệp Lão mờ u bàn tay, hắn không biết phải làm thế nào an ủi vị này đau mất ái tử lão nhân. Đêm đó Hứa Thuần Lương cũng không hề rời đi, Diệp Thanh Nhã an bài hắn tại khách phòng ở lại. Hai người đơn độc chung đụng thời điểm, Hứa Thuần Lương mới vừa nói ra lo lắng của mình, Thanh Nhã tỷ, ta cảm giác ra ra trạng thái không tốt lắm. Diệp Thanh Nhã gật đầu nói, chuyện của ba ta để ra ra nhận lấy đả kích rất lớn, vừa mới bắt đầu chúng ta đều coi là qua một thời gian ngắn hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tình, thật không nghĩ đến hắn từ đầu đến cuối đi không ra, hắn đem chuyện này trách nhiệm quy tội đến trên người mình, cho rằng lúc trước nếu như hắn là cha ta ra mặt, cha ta công việc cũng sẽ không phát sinh dạng này biến động. Hứa Thuần Lương không khỏi liên tưởng tới Chu thư ký đi giảm tai ủy sự tình, hắn bị một lần nữa bắt đầu dùng hẳn là Diệp Lão ở sau lưng làm ra tác dụng. Diệp Thanh Nhã nói, Thuần Lương, ngày mai theo giúp ta đi một chuyến Độ Vân Tự đi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, không biết nàng vì sao đột nhiên nhớ tới đến đó, hôm nay Phổ Kiến mới nói cho hắn biết hiện tại Độ Vân Tự người đã đi nhà trống, liền câm điếc hòa thượng cũng mất tích. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghĩ đến đó là cha ta chép kinh. Thuận tiện quan sát khắc đá. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ vẫn gật đầu, hắn không đành lòng để Diệp Thanh Nhã phần này hiếu tâm thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thuần Lương trước kia liền dậy, hắn biết Diệp Lão quen thuộc tại sáng sớm luyện công buổi sáng, bất quá sau khi ra ngoài cũng không nhìn thấy Diệp Lão rời giường, nguyên lai Diệp Lão còn đang nghỉ ngơi, xem ra Diệp Lão ngay cả cuộc sống thái độ đều phát sinh cải biến. Diệp Thanh Nhã lên được cũng thật sớm, hai người quyết định đi sớm về sớm. Ăn sáng xong liền lái xe tiến về Độ Vân Tự. Hứa Thuần Lương chủ động gánh chịu điều khiển nhiệm vụ, Diệp Thanh Nhã tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lên xe không lâu liền ngủ mất. Mặt trời mới mọc, ánh bình minh xuyên thấu qua cửa sổ xe tỏa ra Diệp Thanh Nhã thanh lệ động lòng người gương mặt xinh đẹp, đẹp đến mức phảng phất rơi xuống nhân gian tiên tử. Hứa Thuần Lương tướng áo khoác của mình vì nàng phủ thêm, điện thoại cũng đánh yên lặng, sợ kinh nhiễu nàng mộng đẹp. Diệp Thanh Nhã đoạn đường này ngủ được an ổn. Chờ nàng tỉnh lại, phát hiện đã tiến vào vòng quanh núi đường, nhìn đồng hồ, có chút xấu hổ nói, ta ngủ lâu như vậy. Hứa Thuần Lương nói, không bao lâu. Diệp Thanh Nhã cả sửa lại một chút tóc, nhìn thấy trên người áo khoác, trong lòng một trận ấm áp, tướng Hứa Thuần Lương quần áo xếp lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm, lại là lại âm thiên, nhìn phảng phất lại trở lại bình minh. Âm thiên. Hứa Thuần Lương nói, dự báo có mưa nhỏ. Diệp Thanh Nhã nói. Ta không nhìn bầu trời khí. Hứa Thuần Lương nói,
mùa này mưa sẽ không quá lớn. Lúc nói chuyện đã đi tới dừng xe chỗ, hắn tướng xe ngừng tốt, đem Diệp Thanh Nhã túi hành lý cầm xuống dưới. Diệp Thanh Nhã nhắc nhở hắn mặc xong quần áo, đã là cuối thu. Hứa Thuần Lương đem y phục mặc tốt, tướng hai vai bao cõng lên người, lại cầm một chút Diệp Thanh Nhã chuẩn bị cho Câm Điếc Hòa Thượng lễ vật. Hứa Thuần Lương biết rõ Câm Điếc Hòa Thượng không tại, cũng không có nói cho Diệp Thanh Nhã, dù sao Diệp Thanh Nhã tới mục đích cũng không phải là vì Câm Điếc Hòa Thượng. Diệp Thanh Nhã cầm hai đem cây dù, hai người dọc theo đường núi hướng Độ Vân Tự đi đến. Đi vào Độ Vân Tự thời điểm, Diệp Thanh Nhã phương mới nhìn đến đóng chặt sơn môn, kinh ngạc nói, làm sao khóa cửa rồi. Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, khả năng ra ngoài hóa duyên. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, xem ra chúng ta lần này cần một chuyến tay không. Hứa Thuần Lương nói, muốn đi vào còn không dễ dàng, leo tường đi vào chính là. Diệp Thanh Nhã lắc đầu nói, không thể, lấy nàng tu dưỡng không xin phép mà vào sự tình nàng là sẽ không làm. Hứa Thuần Lương lúc này mới nói cho Diệp Thanh Nhã, chẳng những Thông Huệ mất tích nhiều ngày, hiện tại liền Câm Điếc Hòa Thượng cũng mất tích. Diệp Thanh Nhã không khỏi oán giận nói, người nếu biết còn không sớm một chút nói cho ta. Không phải chúng ta cũng không cần đi không được gì chuyến này. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhìn ngươi tràn đầy phấn khởi, cũng không đành lòng quét ngươi hưng, đến đều tới, vẫn là vào xem, tin tưởng hai vị đại sư coi như biết chúng ta tới qua cũng sẽ không trách tội chúng ta. Diệp Thanh Nhã vẫn cảm thấy không ổn. Hứa Thuần Lương khuyên nhủ, ta luôn cảm thấy hai vị đại sư mất tích có chút kỳ quặc, người còn nhớ rõ lúc trước Phật Tháp bị sét đánh ngược lại sự tình sao. Diệp Thanh Nhã tự nhiên nhớ kỹ, nàng nhẹ gật đầu, ta nhớ được ngày thứ hai Thông Huệ đại sư liền lưu lại một phong thư rời đi. Hứa Thuần Lương nói, Thông Huệ rời đi phải cùng Phật trong tháp bí mật có quan hệ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Nhã nói, ta mới không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhưng nghe nói bình thường lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng nặng một chút. Diệp Thanh Nhã nói, phải vào chính ngươi tiến, dù sao ta mới không trèo tường đi vào. Hứa Thuần Lương hướng một bên đi đến, nguyên bản tường viện liền không thế nào cao, lựa chọn một đoạn chỉ có khoảng 1m50 địa phương, hai tay một dựng, nhẹ nhàng nhảy lên liền bò lên, hắn liền một thành thực lực đều không có bại lộ, không nhưng trực tiếp liền nhảy đi qua. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Thanh Nhã vươn tay ra, Diệp Thanh Nhã khoát tay áo, biểu thị mình không lên. Hứa Thuần Lương cũng không có cưỡng cầu, quay người nhảy vào tường viện bên trong. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương thân ảnh biến mất, lập tức có chút hoảng hốt, dù sao tại cái này rừng sâu núi thẳm chỉ có hai người bọn họ, nàng kêu lên, Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đầu lại từ tường viện bên kia ló ra, cười nói, đến đây đi, vạn sự dai không, ngươi không phải bị trước mắt tường viện ngăn lại cản, mà là bị nội tâm tường viện khốn trụ tay chân. Diệp Thanh Nhã nhịn không được bật cười, người đây là oai lý tà thuyết. Hứa Thuần Lương lần nữa tới đến trên tường rào, hướng nàng vươn tay ra, Diệp Thanh Nhã do dự một chút, rốt cục vẫn là đưa tay giao cho hắn, Hứa Thuần Lương không tốn sức chút nào tướng Diệp Thanh Nhã cho kéo đi lên. Tại Hứa Thuần Lương trợ giúp dưới, Diệp Thanh Nhã dễ dàng vượt qua tường viện. Độ Vân Tự bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, bởi vậy có thể thấy được Câm Điếc Hòa Thượng cũng đã biến mất một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ sơn môn khóa lại bên ngoài, địa phương khác mặc dù đóng kín cửa nhưng là cũng không khóa lại. Hai người mới vừa tiến vào trong chùa liền bắt đầu mưa, bọn hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện tránh mưa, Diệp Thanh Nhã đốt lên ba nén hương, cung kính thăm viếng. Mưa rơi không lớn, hai người tiếp lấy đi tới Thông Huệ Hòa Thượng khắc thạch sơn động, mặc dù Thông Huệ rời đi, nơi này bầy biện cũng không cải biến, án thư cùng văn phòng tứ bảo đều ở lại nơi đó. Diệp Thanh Nhã mình cũng mang theo, đơn giản thu thập một chút về sau tọa hạ chép kinh. Hứa Thuần Lương đi đánh nước suối, thanh tẩy đồ uống trà về sau, nhóm lửa đỏ bùn nhỏ lô nấu nước pha trà. Hai người ai cũng bận rộn, ngẫu nhiên ánh mắt gặp nhau, đồng thời lộ ra hiểu ý cười một tiếng, bên ngoài mưa nhỏ tí tách, trong sơn động bầu không khí lại ấm áp tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy tuế nguyệt tĩnh tốt. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã phảng phất xuyên qua đến một cái yên tĩnh thế giới. Quên đi phía ngoài phàm trần huyên náo. Hứa Thuần Lương rót trà ngon đưa đến Diệp Thanh Nhã trước mặt. Diệp Thanh Nhã nhìn hắn một cái nói, tạ ơn. Hứa Thuần Lương nói, không cần cảm ơn. Nói xong hai người không chịu được đồng thời cười. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cái này gọi không gọi tương kính như tân. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp nóng lên nhỏ giọng nói, người đừng quấy rầy ta chép trải qua. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu,
xoay người đi thưởng thức Thông Huệ đi qua lưu lại khắc đá, hắn đã từng tới thạch động này mấy lần, bất quá khi đó Thông Huệ ở đây, không có hiện tại đi dạo đến như thế tùy ý. Hang đá cuối cùng nhìn thấy có một đạo bông vải màn, vén rèm lên, hiện ra hậu phương cửa hang chật hẹp, chỉ có thể cho một cái trưởng thành nghiêng người thông qua. Đi vào trong chừng 2 mét, cửa hang một lần nữa trở nên trống trải ra, nguyên lai bọn hắn đi qua nhìn đến hang đá chỉ là một phần nhỏ, bên trong có động thiên khác. Càng đi vào trong tia sáng càng là ảm đạm, Hứa Thuần Lương mở ra điện thoại chiếu sáng, nhìn thấy hang đá hai bên trên vách tường cũng khắc đầy chữ, bất quá những chữ này tất cả đều lộn xộn, không hề giống bên ngoài như thế hợp quy tắc, khắc đến theo tâm muốn, có là một hai câu, có dứt khoát chính là không hề quan hệ văn tự, nhìn bút tích nên cũng là Thông Huệ hòa thượng gây nên, liên tưởng tới Thông Huệ từng có qua một trận điên điên khùng khùng thời gian, đoán chừng đây đều là hắn tại điên trạng thái khắc xuống. Hứa Thuần Lương ý đồ từ những này lộn xộn khắc chữ bên trong tìm ra khả năng tồn tại quy luật, nhìn một lúc lâu cũng không có phát hiện trong đó có liên quan gì. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Diệp Thanh Nhã lần theo dấu chân của hắn tìm tới, Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng cẩn thận, Diệp Thanh Nhã đi vào bên cạnh hắn, nhìn qua trên tường lít nha lít nhít khắc đá, trong đó một ít chữ viết khắc đến điên cuồng bá đạo, mặc dù nàng không nhìn thấy Thông Huệ khắc chữ tình cảnh, nhưng trong lòng lại không hiểu cảm thấy một trận bối rối. Diệp Thanh Nhã ánh mắt bị trên vách đá hai chữ hấp dẫn, hai chữ kia phía trên lại đánh cái thật to xiên, nàng giơ tay lên đèn pin, dùng hết buộc tướng hai chữ kia chiếu lên rõ ràng hơn một chút, đã thấy hai chữ kia viết đến rõ ràng là tiếc tình. Diệp Thanh Nhã trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thông Huệ hòa thượng cũng từng có một đoạn tình cảm, tơ tình khó gãy, xuất ra về sau vẫn là nhận tình cảm bối rối, cho nên mới tại điên điên khùng khùng thời điểm khắc xuống tiếc tình hai chữ này. Tại phía trên đánh xiên mang ý nghĩa hắn muốn đem trong lòng tơ tình triệt để chặt đứt, bài trừ tâm ma. Hứa Thuần Lương cũng là vừa vặn nhìn thấy hai chữ này, hắn nghĩ đến cùng Diệp Thanh Nhã lại hoàn toàn khác biệt, hai chữ này hết sức quen thuộc, nhớ kỹ Mai Như Tuyết mẫu thân liền gọi Mai Tích Tình, hắn từ trực giác ý thức được khả năng này là người tên, tại tên người bên trên đánh lên lớn xiên, không phải muốn quên, mà là căm hận tới cực điểm. Cái này trên tường chữ viết đều là Thông Huệ hòa thượng nổi điên thời điểm chỗ khác. Nếu thật là tên người, như vậy cũng là để hắn khắc cốt minh tâm người, không phải cực yêu chính là cực hận. Hứa Thuần Lương gặp qua Thông Huệ hòa thượng điên cuồng một bột, cũng biết Thông Huệ là cái tràn ngập chuyện xưa người. Có Hứa Thuần Lương ở bên người, Diệp Thanh Nhã vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này lăng loạn khắc chữ bối rối tâm tình rất nhanh liền bình phục xuống tới. Bên người người này chính là có được thần kỳ như vậy năng lực, để nàng tại bất cứ lúc nào đều có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Nhã rõ ràng nhận thức đến, đây là chồng trước Kiều Như Long. Thậm chí bất luận kẻ nào đều không thể cho. Diệp Thanh Nhã thưởng thức chính là Thông Huệ hòa thượng thư pháp, Hứa Thuần Lương nhưng từ những này nhìn như lộn xộn khắc đá bên trong tìm kiếm muốn manh mối, bởi vì tiếp tình hai chữ này hắn đối Thông Huệ hòa thượng thân thế sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhớ kỹ Phật tháp bị tia chớp phá hủy thời điểm, từ bên trong hiện ra một vài thứ, Hứa Thuần Lương mặc dù xa xa liếc qua, nhưng là cũng nhìn thấy một chi vạn bảo long bút máy cùng một khối omega đồng hồ. Tại việc này phát sinh qua không lâu sau, Thông Huệ liền mất tích, Hứa Thuần Lương cho rằng kia hai kiện đồ vật hẳn là thuộc về Thông Huệ, tiền nhiệm phương trưởng tại viên tịch thời điểm lựa chọn tướng Thông Huệ lúc trước một chút vật phẩm tùy thân chôn cùng, bởi vậy có thể đạt được hai cái kết luận, một là Thông Huệ không đến độ vân tự trước đó thân phận không phải bình thường, còn có chính là phương trưởng không muốn thân thế của hắn bại lộ. Hứa Thuần Lương ánh mắt dừng lại tại hang đá đỉnh chóp nơi đó cũng khắc có mấy cái chữ, nhưng là tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Hẳn là khắc xong về sau lại điên cuồng ở phía trên chém vào khắc hoa, Hứa Thuần Lương cẩn thận chu đáo, ý đồ từ bộ phận còn sót lại bộ thủ đánh giá ra đã từng khắc phải là cái gì. Diệp Thanh Nhã cũng cùng hắn cùng một chỗ phỏng đoán, nàng nhỏ giọng nói, chữ thứ nhất hẳn là nước chữ bên cạnh, một chữ cuối cùng xem ra giống là đi bên cạnh. Chỉ bằng hai cái này thiên bàng bộ thủ rất khó đánh giá ra đến tột cùng khắc phải là chữ gì. Hứa Thuần Lương nói, nếu như là tên người. Như vậy từ phân bố đến xem hẳn là ba chữ, chúng ta đem dòng họ bên trong nước chữ cái khác bài trừ một chút. Diệp Thanh Nhã nói, vậy nhưng nhiều lắm, hai điểm nước có phùng, lăng, lạnh, ba điểm thủy, hồng, thẩm, bơi, phan, canh, gâu, sông, ao, trượt, cấp, ấm, cát, pháp. Nàng nhất thời có thể nhớ tới cũng cứ như vậy nhiều. Hứa Thuần Lương nói, đã đủ rồi, ta đoán hẳn là một cái uông chữ. Diệp Thanh Nhã nói, uông kiến thành uông. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Nhã nói, ở giữa cái chữ kia hoàn toàn tổn hại không nhận ra được, kia một chữ cuối cùng. Nàng bỗng nhiên liên tưởng đến một chữ,
mà nàng người quen biết bên trong vừa vặn có như vậy một vị trưởng bối danh tự cùng bên trong hai chữ phù hợp. Hứa Thuần Lương nói, 8-9 phần 10 là cái chữ đạo. Diệp Thanh Nhã đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng nửa tin nửa ngờ, trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Thông Huệ Hòa Thượng làm sao có thể nhận biết Uông Chính Đạo đâu. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã cho rằng ba chữ này chính là Uông Chính Đạo. Hứa Thuần Lương nói, nhìn nhìn lại còn có cái khác manh mối sao. Hai người tại trên vách đá tìm tòi hơn nửa ngày, lại lấy được một cái địa danh cảm ứng tháp, lại không quá nhiều tin tức. Về đi ra bên ngoài, Hứa Thuần Lương cầm bút lên trên giấy viết xuống Mai Tích Tình cùng Uông Chính Đạo danh tự, lại đem cảm ứng tháp viết xuống. Diệp Thanh Nhã tràn ngập mê hoặc nói, người cảm thấy Thông Huệ Đại Sư đi qua biết bọn họ sao. Hứa Thuần Lương tại Mai Tích Tình bên cạnh viết xuống một cái tên mới Cửu Viễn Sơn, sau đó tại hai người phía dưới viết xuống Mai Như Tuyết danh tự. Diệp Thanh Nhã cũng không biết Mai Như Tuyết mẫu thân là ai, nhưng nhìn đến trên giấy gia tăng danh tự, lập tức minh bạch, Mai Như Tuyết hẳn là Kiều Viễn Sơn cùng Mai Tích Tình nữ nhi. Diệp gia cùng Kiều gia là thế giao, về sau lại là kết thành nhi nữ thân gia. Diệp Thanh Nhã gả cho Kiều Như Long cũng không phải là ra ngoài tình cảm, mà là ý chí của gia tộc, nàng chưa bao giờ thấy qua mình công công Kiều Viễn Sơn, bởi vì Kiều Viễn Sơn năm đó ném xuống gia đình rời đi. Cho nên Kiều gia trên dưới đối chuyện của hắn cũng là giữ kín như bưng. Diệp Thanh Nhã cũng không phải cái thích bát quái người, chỉ biết là năm đó sự nghiệp đang đứng ở lên cao kỳ Kiều Viễn Sơn yêu một nữ nhân, bởi vì cái này nữ nhân không tiếc bỏ rơi vợ con, từ đó làm cho tiền đồ hủy hết. Hứa Thuần Lương nói, người gặp qua Kiều Viễn Sơn ảnh chụp sao? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, nàng minh bạch Hứa Thuần Lương tại hoài nghi gì, nhỏ giọng nói, có lẽ chúng ta đoán sai, mấy cái kia chữ có lẽ không phải tên người. Hứa Thuần Lương nói, Thông Huệ Hòa Thượng bị phát hiện thời gian cùng Kiều Viễn Sơn mất tích thời gian chênh lệch không xa, Mai Như Tuyết mẫu thân liền gọi Mai Tích Tình, ba chữ kia mặc dù phá hư nghiêm trọng, nhưng còn có thể nhìn ra một chút vết tích. Diệp Thanh Nhã nói, ta mặc dù không có gặp qua Kiều bá bá, nhưng ta biết hắn đối Tiểu Tuyết mụ mụ thật là tốt, lúc trước vì nàng bỏ xuống vợ con. Mặc dù nàng cùng Kiều Như Long ở giữa cũng không thích tình, nhưng là đối Kiều Như Long thân thế vẫn có chút đồng tình. Hứa Thuần Lương nói, giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại nhân không được biết, có lẽ tại hắn cho rằng là Mai Tích Tình hủy đi hắn hết thảy. Nhưng Uông bá bá cùng hắn cùng cha ta đều là bạn tốt. Hứa Thuần Lương nói, cha ngươi có hay không đề cập qua bọn hắn chuyện năm đó. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, nàng chỉ biết là lúc trước mình gả cho Kiều Như Long thời điểm, phụ thân cũng không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là tuân theo gia gia ý kiến, mẫu thân từ đầu đến cuối phản đối. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi hẳn là nhận biết Kiều Viễn Sơn. Hắn nhìn qua Diệp Thanh Nhã nói, người dựa vào ký ức vẽ ra Thông Huệ dáng vẻ không khó lắm. Diệp Thanh Nhã nói, người ngược lại là nhắc nhở ta, kỳ thật nơi này có thật nhiều chữ của hắn, đi qua ta chưa hề nghĩ tới đưa cho ba ba nhìn, lấy cha ta quan hệ với hắn, nhất định có thể từ kiểu chữ bên trong nhận ra tới. Diệp Thanh Nhã nói họa liền họa, dù sao mưa bên ngoài chính gấp, bọn hắn cũng không vội mà rời đi. Hứa Thuần Lương thừa dịp nàng vẽ tranh công phu, đánh lấy dù che mưa về phía sau tháp lâm dạo qua một vòng, lúc trước bị sét đánh hủy linh tháp đã một lần nữa chữa trị. Hứa Thuần Lương tin tưởng linh tháp bên trong đồ vật đã sớm bị Thông Huệ Hòa Thượng lấy đi, chính là trận kia ngoài ý muốn sét đánh, để linh tháp bên trong chết theo phẩm lại thấy ánh mặt trời, mà những vật phẩm kia lại khơi gợi lên Thông Huệ phủ bụi ký ức. Hứa Thuần Lương gần như có thể kết luận Thông Huệ Hòa Thượng chính là Kiều Viễn Sơn. Cái này năm đó bỏ rơi vợ con bốc hơi khỏi nhân gian Kiều gia nhị tử, nguyên lai vẫn luôn ẩn thân tại khoảng cách kinh thành không xa Độ Vân Tự. Kiều lão nếu là biết việc này không biết như cảm tưởng gì. Năm đó nhất định phát sinh rất nhiều sự tình, thậm chí nguy hiểm cho đến Kiều Viễn Sơn tính mệnh, có lẽ Kiều gia của hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ trốn qua một kiếp, vẫn tồn sống nhân gian. Mặc Hàm ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Lấy cách làm người của nàng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ Độ Vân Tự. Nàng nhất định đã sớm biết Thông Huệ thân phận chân chính, Mặc Hàm là ai. Nàng lại muốn làm cái gì? Một cái nghi vấn tại Hứa Thuần Lương trong đầu không ngừng thoáng hiện. Mặc dù Độ Vân Tự không có một ai, bất quá phòng bếp còn có thể sử dụng, bên trong có gạo có bột, còn có không ít phơi khô rau dại mang áo. Hứa Thuần Lương chuẩn bị tại phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, mở ra vải gạo lấy mét thời điểm, lại từ đó phát hiện một cái chôn ở vải gạo bên trong phong thư. Hứa Thuần Lương từ bên trong xuất ra phong thư, chấn động rớt xuống phía trên cám, trong phong thư chứa một phong thư cùng một tấm hình, trên tấm ảnh là một nhà ba người,
nam tử anh tuấn cao lớn, từ dung mạo bên trên tùy tiện phân biệt ra được tên nam tử này tử chính là lúc còn trẻ Thông Huệ hòa thượng, nữ tử mỹ mạo xuất chúng, trong ngực ôm một đứa bé, giúp vào nam tử bên người mỉm cười, cái này ảnh chụp bởi vì thời đại xa xưa có chút phai màu. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, bên trong phong thư này đồ vật hẳn là không bị Thông Huệ nhìn thấy, nếu như hắn phát hiện khẳng định sẽ đem vật trọng yếu như vậy mang đi. Bình thường đều là câm điếc hòa thượng nấu cơm, xem ra phong thư này là câm điếc nhét vào trong thùng gạo, dưới tình huống bình thường, vại gạo cũng không phải là một cái dùng để ẩn tàng nơi tốt, hẳn là câm điếc gặp cái gì khẩn cấp trạng huống, cho nên trước đem phong thư nhét đến bên trong, trở về sau lại lấy ra khác tổn chỗ hắn. Hiện tại đồ vật còn tại, liền chứng minh câm điếc từ đầu đến cuối chưa từng trở về, bởi vậy có thể thấy được, câm điếc hòa thượng đại khái suất xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nghĩ tới điều gì? Hắn tại phòng bếp mặt đất tìm tòi tỉ mỉ, tìm được mấy chỗ đã ảm đạm vết máu, Hứa Thuần Lương phỏng đoán vết máu này rất có thể là vật lộn lúc lưu lại, sau đó có người thanh lý qua. Vết máu này đại khái suất là câm điếc hòa thượng, nhưng câm điếc hòa thượng chẳng qua là Độ Vân Tự một cái thổi lửa nấu cơm tăng nhân, đến tột cùng là ai đối với hắn như thế cửu hận, muốn gây bất lợi cho hắn. Hứa Thuần Lương có thể nghĩ tới chỉ có một người, người kia chính là Thông Huệ, từ phong thư này cho thấy. Câm điếc hòa thượng hẳn là biết một chút nội tình, chẳng lẽ là Thông Huệ vì bảo trụ tự thân bí mật cho nên lại lần trở lại giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Hứa Thuần Lương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Thông Huệ hòa thượng nếu quả thật làm ra chuyện như vậy đó chính là lấy oán trả ơn. Hứa Thuần Lương chuẩn bị tiếp tục tra tìm manh mối thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, lại là Trần Thiên Phàm gọi điện thoại tới, mời hắn ban đêm cùng Phổ Kiến cùng đi Thiên Phàm tập đoàn cơ quan ăn cơm. Hứa Thuần Lương lấy cớ có việc khéo lời từ chối, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên xà nhà cũng có thể thấy vết máu, bình thường tới nói chỉ có động mạch chủ tổn hại mới phun ra cao như thế, Hứa Thuần Lương tâm tình càng phát ra ngưng trọng, hắn cũng bỏ đi ở chỗ này nấu cơm ý nghĩ, tướng tin cất kỹ, một lần nữa trở lại Diệp Thanh Nhã bên người. Diệp Thanh Nhã đã bằng ký ức hoàn thành Thông Huệ hòa thượng chân dung, đưa cho Hứa Thuần Lương nhìn, Hứa Thuần Lương khen, giống như đúc. Đối chiếu phiến soi sáng ra tới còn muốn sinh động. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghĩ trong thiên hạ hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy. Hứa Thuần Lương không có tướng phát hiện của mình nói cho Diệp Thanh Nhã, chủ yếu là lo lắng nàng bị kinh sợ, dù sao nơi này có thể là hung án hiện trường. Giữa trưa hai người rời đi Độ Vân Tự, đi vào hơi bên cạnh xe thời điểm, phát hiện xe trái trước thay xẹp, Diệp Thanh Nhã chiếc xe này lệch lại vốn không có lốp xe dự phòng. Bình thường nàng đều tại nội thành mở, căn bản không cân nhắc phương này một vấn đề. Diệp Thanh Nhã tìm tới khẩn cấp cứu viện điện thoại đánh qua, đối phương hỏi rõ ràng bọn hắn vị trí, nói cho nàng bởi vì là vùng núi, đại khái muốn nửa giờ mới có thể đuổi tới chỗ. Hai người các loại cứu viện cỗ xe thời điểm, nhìn thấy một cỗ màu trắng Land Cruiser lái tới, bởi vì đường núi đến nơi đây cơ bản đã đến cuối cùng, cho nên lên núi người đều dừng xe ở nơi này. Chiếc xe kia ở bên cạnh dừng lại. Từ trên xe bước xuống một cái áo đen nữ lang, lại là Mặc Hàm. Ở chỗ này gặp được Mặc Hàm cũng không kỳ quái, dù sao sớm nhất chính là nàng mang Hứa Thuần Lương đi tới Độ Vân Tự, Thông Huệ hòa thượng cũng là từ nàng dẫn kiến. Mặc Hàm sau khi xuống xe cũng hướng bọn hắn chiếc xe kia nhìn thoáng qua, bình thường tới đây rất ít nhìn thấy cái khác xe, trên núi ngoại trừ Độ Vân Tự bên ngoài cũng không có những kiến trúc khác, cho nên tới chính là đi Độ Vân Tự. Nàng nhìn thấy trong xe chính nhìn mình Hứa Thuần Lương. Mặc Hàm vô ý thức nhếch lên môi anh đào, sau đó nhấp lên, lộ ra mỉm cười. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã cũng xuống xe. Mặc Hàm nói, nghĩ không ra thế mà ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta tới thắp hương bái Phật, đáng tiếc ăn bế môn canh. Mặc Hàm ý vị thâm trường nói, dạng gì tường viện có thể ngăn cản ngươi Hứa chủ nhiệm bước chân. Diệp Thanh Nhã nghe đến đó có chút muốn cười, Mặc Hàm còn là hiểu rõ Hứa Thuần Lương. Hắn chưa hề đều không phải là một cái gò bó theo khuôn phép người. Hứa Thuần Lương nói, ý gì? Ta một cái đường đường cán bộ quốc gia, không phận sự cấm vào đạo lý ta còn là hiểu được. Mặc Hàm nói, ta có chìa khóa, đi, ta mời các ngươi đi vào. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không đi, xăm lốc bị đâm, cứu viện xe lập tức tới ngay. Mặc Hàm hướng bọn họ chiếc xe kia phương hướng nhìn một chút, nhìn thấy đã xẹp thành mặt phẳng bánh trái trước. Mặc Hàm nói, có chuẩn bị thai sao? Diệp Thanh Nhã có chút ngượng ngùng nói ra, không có, ta bình thường đều ở trong thành phố mở, chiếc xe này mua được liền không có lốp xe dự phòng. Mặc Hàm nói, các ngươi làm sao biết giữ nguyên rồi?
làm không tốt có người đùa ác đem khí đem thả nữa nha. Hứa Thuần Lương nói, hoang sơn dã lĩnh, nào có người nhàm chán như vậy. Mặc Hàm đi xe của mình bên trong lấy thổi phồng bơm, tướng xẹp xăm lốp đánh đầy. Động viên thời điểm, cứu viện phương gọi điện thoại tới, nói xe kéo trước mắt không đuổi kịp đến, bởi vì trời mưa nguyên nhân, dọc đường bộ phận đường núi xuất hiện đổ sụp, bọn hắn xe kéo không cách nào thông hành, còn có biện pháp khác, tỉ như đem xe thay loại hình báo cho bọn hắn thay đổi cỗ xe cho bọn hắn đưa lốp xe dự phòng đi qua. Hứa Thuần Lương nhìn một chút một lần nữa đánh đầy khí xăm lốp, biểu thị không cần phiền toái như vậy, hắn dự định trước lái xe xuống núi, đi dưới núi tìm chỗ vá bánh xe kiểm tra một chút. Mặc Hàm cũng hủy bỏ tiến về Độ Vân tự kế hoạch, quyết định bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống núi. Diệp Thanh Nhã bên trên Mặc Hàm xe, Hứa Thuần Lương một người lái xe đi trước. Trên đường quả nhiên trải qua một đoạn đổ sụp đoạn đường, bởi vì nền đường đổ sụp, đoạn đường kia miễn cưỡng dung nạp một chiếc xe nhỏ thông qua, xe kéo khẳng định là không qua được. Mặc Hàm lái xe chạy qua đổ sụp đoạn đường, Diệp Thanh Nhã nhìn xem đổ sụp nền đường có chút hãi hùng khiếp vía, nhỏ giọng nói, ngày mưa thật đúng là không tiện đi ra ngoài. Mặc Hàm nói, các ngươi cô nam quả nữ đi vào cái này hoang sơn dã lĩnh cũng không sợ. Diệp Thanh Nhã nghe ra nàng ý ở ngoài lời, lạnh nhạt nói, có Thuần Lương ở bên người, không có gì phải sợ. Mặc Hàm cười cười, không có lại nói tiếp, nàng ý tứ là chân chính đáng sợ là Hứa Thuần Lương, cũng không tin Diệp Thanh Nhã nghe không hiểu. Diệp Thanh Nhã câu này bình bình đạm đạm lời nói, vẫn là để Mặc Hàm trong lòng có chút khó chịu, nàng là đang nhắc nhở mình, Hứa Thuần Lương tại bên người nàng sao. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghe Thuần Lương nói, sớm nhất dẫn hắn đến Độ Vân tự chính là ngươi. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, kỳ thật ai dẫn hắn tới không trọng yếu, hắn nguyện ý mang ai tới mới trọng yếu. Diệp Thanh Nhã nói, Độ Vân tự là cái có thể làm cho lòng người yên tĩnh địa phương. Mặc Hàm nói, yên tĩnh cũng chỉ là tạm thời, chém không đứt trong lòng phàm trần tục niệm, ai cũng không có khả năng ở chỗ này cả cuộc đời trước. Liền nói Thông Huệ Đại Sư, hắn ở chỗ này 20 năm, cuối cùng còn không phải một dạng chọn rời đi. Diệp Thanh Nhã nói, Thông Huệ Đại Sư đi địa phương nào? Mặc Hàm lắc đầu, không biết, hôm nay ta tới chính là muốn nhìn một chút hắn phải chăng còn sẽ trở về. Đã các ngươi không tìm được người, đoán chừng hắn là sẽ không trở về. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghe nói Thông Huệ Đại Sư đã mất đi 20 năm trước ký ức, liền chính hắn đi qua họ gì gọi cái gì cũng không biết. Mặc Hàm nói, kỳ thật ai cũng không rõ ràng mình quá khứ là làm cái gì, người ta cũng không nhớ rõ rất nhiều khi còn bé sự tình, lại càng không cần phải nói kiếp trước, sống được càng lâu quên sự tình thì càng nhiều, người nói đúng không là? Diệp Thanh Nhã dịu dàng cười một tiếng. Mặc tiểu thư tràn đầy triết lý. Mặc Hàm nói, ta vừa vặn là cái không giảng đạo lý người. Hai chiếc xe một trước một sau hạ sơn, Hứa Thuần Lương mở chiếc xe kia thai đè xuống hàng không nhiều, cẩn thận lý do vẫn là tìm nhà ven đường lốp xe cửa hàng tiến hành kiểm tra, quả nhiên vẫn là đâm thai, bổ tốt về sau, Diệp Thanh Nhã hướng Mặc Hàm tạm biệt. Mặc Hàm lại nói, Trần Thiên Phàm nơi đó các ngươi có đi hay không? Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình. Chẳng lẽ Trần Thiên Phàm cũng mời nàng? Mặc Hàm nói cho bọn hắn, mình chờ một lúc muốn đi Trần Thiên Phàm nơi đó, thuận tiện ký tên một phần hợp tác hiệp nghị, phần này hiệp nghị là liên quan tới Nguy Sơn đảo nhà máy rượu hầm ao khoa khảo nghiên cứu. Trần Thiên Phàm một mực đối nhà máy rượu hầm ao có hứng thú, trước đây cũng có cầm xuống nhà máy rượu ý nghĩ, đáng tiếc bị Mặc Hàm nhanh chân đến trước, đương nhiên chuyện này phía sau kẻ đầu têu là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị đều không có thông qua mình, chẳng lẽ liền Phổ Kiến cũng không biết chuyện này. Suy nghĩ một lúc sau quyết định cùng một chỗ tiến về, hắn ngược lại muốn xem hai người này cùng một chỗ hợp tác thật sao. Trần Thiên Phàm nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới cũng có chút ngoài ý muốn, trước đây mời hắn không đến, hiện tại không mời mà tới, Hứa Thuần Lương người này làm việc chủ đánh một cái tùy tính, bất quá Trần Thiên Phàm vẫn là biểu hiện ra cực lớn hoan nghênh. Hắn để cho người ta an bài chuẩn bị thời điểm, lại cho Phổ Kiến gọi điện thoại, để Phổ Kiến cũng tới họp gặp. Mặc Hàm đưa ra muốn cùng Hứa Thuần Lương đơn độc nói chuyện. Hai người đi Trần Thiên Phàm phòng trà, Mặc Hàm đầu tiên quan sát một chút hoàn cảnh, Hứa Thuần Lương nhìn nàng cảnh giác dáng vẻ, không khỏi cười nói, ngươi là lo lắng lão Trần chứa giám sát sao. Mặc Hàm nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, gần nhất phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm. Hứa Thuần Lương cảm giác cô nàng này có chút bị hại vọng tưởng, hắn đi trước trà biển bên cạnh ngồi xuống, nấu nước pha trà.
Mạc Hàm kiểm tra một vòng mới đi đến Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, người lần này tới là vì Hoàng Tam gia sự tình trong nhà a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Hoàng Tam gia không tệ với ta, trong nhà hắn phát sinh chuyện lớn như vậy, ta cũng không thể thờ ơ, nói đến Tam gia cũng có ân với ngươi, nếu như không phải hắn hỗ trợ, ngươi cũng phải không đến nhiều như vậy xương rồng. Mạc Hàm lạnh lùng nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn là giúp ngươi không phải giúp ta, ta mua xương rồng tốn không ít tiền, làm ăn chưa nói tới cái gì ân tình. Hứa Thuần Lương cười nói, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này lục thân không nhận dáng vẻ. Mạc Hàm nói, sự tình ta nhiều ít cũng biết một chút, trong giang hồ ân oán ngoại nhân không thích hợp tham gia. Hứa Thuần Lương nói, gần đây thân thể như thế nào? Mạc Hàm không có phản ứng hắn. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa cho ngươi bát phân định tâm đan cũng nhanh đã ăn xong, ngươi tìm tới thích hợp tu luyện đối tượng không có. Mạc Hàm một gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, người này đúng là vô sỉ không gì bằng, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi hạ lưu. Hứa Thuần Lương không có chút nào sinh khí, ha ha cười nói, Mạc Hàm, ngươi người này thật sự là tốt xấu không biết, ta nhìn ngươi cũng nhanh tẩu hỏa nhập ma, cho ngươi bát phân định tâm đan giúp ngươi an định tâm thần, ta trả lại cho ngươi biện pháp phá giải, ngươi không những không cảm kích ta, phản mà đối với ta ác ý nhục mạ, ngươi đến cùng có hay không lương tâm. Hắn cho Mạc Hàm rót chén trà, nóng giận hại đến thân thể, gia tốc thể nội khí tức vận chuyển, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma sớm, thật là rất đáng tiếc. Mạc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho dù chết cũng không cần ngươi lo. Hứa Thuần Lương nói, chết, nhất thời bán hội ngược lại là không có, vạn nhất ngươi chân khí đi xóa, huyết mạch nghịch hành, thần trí rối loạn, đánh mất bản thân ý thức thành vì một cái đồ đần vậy phải làm thế nào? Mạc Hàm biết hắn cố ý chọc giận mình, nhưng lại không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh như thế tình trạng, nàng nâng chén trà lên bỗng nhiên hướng Hứa Thuần Lương trên mặt dội đi. Hứa Thuần Lương đã sớm liệu định nàng sẽ có cử động như vậy, tiện tay vung lên, rồi hướng mình nước trà bị hắn trưởng phong bắt buộc, ngược lại rót Mạc Hàm đầy đầu đầy mặt. Mạc Hàm mặc dù võ công không yếu, nhưng là cùng Hứa Thuần Lương vẫn là không thể đánh đồng, toàn là nước ngồi ở chỗ đó, lúng túng mặt đều xanh. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm đưa cho nàng một hộp khăn tay, khống chế cảm xúc, không phải dễ dàng lọt vào phản phệ, nhìn xem, báo ứng này tới đi. Mạc Hàm nhìn chằm chằm tiếp cận Hứa Thuần Lương. Lúc này liên sát hắn tâm đều có, Hứa Thuần Lương điềm nhiên như không có việc gì, còn chủ động rút ra một trang giấy giúp nàng lau mặt, kỳ thật dung mạo ngươi cũng được, chính là cả ngày tấm lấy một trương mặt, thời gian dài bảo trì loại vẻ mặt này dễ dàng cơ bắp cứng ngắc. Mạc Hàm chiếu vào tay của hắn vỗ một cái, Hứa Thuần Lương lần này không có tránh, thừa cơ ngồi trở lại vị trí của mình, ta cứ nói đi, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi mới là chó đâu? Hứa Thuần Lương nói, đừng làm rộn. Bên ngoài nhiều người như vậy nghe, vạn nhất hoài nghi hai ta ở bên trong làm chút cái gì, ngươi một tư doanh chủ xí nghiệp không quan trọng, ta là thể chế bên trong người, đảng viên, ta còn sợ người nói xấu đâu, vạn nhất ảnh hưởng ta tiền đồ ngươi có thể phụ trách sao? Mạc Hàm rút ra khăn tay dùng sức lau mặt, tức giận đến tay đều run run, ngươi còn sợ người nói xấu. Ngươi cái gì chuyện hạ lưu làm không được, ngươi chính là một đồ lưu manh. Hứa Thuần Lương nói, lời này có chút ác độc. Ta làm sao lưu manh? Hai ta nhận biết thời gian dài như vậy, ta đối với người đùa nghịch qua lưu manh sao? Không có chứ. Ngươi dám, Mạc Hàm một đôi mắt chừng đến tròn căng, phảng phất muốn bắt hắn cho ăn. Hứa Thuần Lương nói, ta cái gì chuyện hạ lưu làm không được. Không có không dám, chỉ có không muốn, ngươi mặc dù dáng dấp không tệ, cũng không có sinh trưởng ở ta thẩm mỹ đốt. Mạc Hàm tức giận đến cầm lấy sát qua khăn tay nện hắn. Hứa Thuần Lương đem trên mặt đất khăn tay nhặt lên, giảng điểm vệ sinh được không? Quay lại người ta trông thấy cái này một chỗ khăn tay, hai ta coi như toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng, ta người này tương đối yêu quý danh tiết. Thật không dễ dàng, Hứa Thuần Lương, ta thật sự là phục ngươi ra mặt này. Hứa Thuần Lương nói, có hay không ý thức được, ngươi bây giờ biến hóa rất lớn, tựa như cái thích ăn giấm tiểu tức phụ. Mạc Hàm nói, ngươi lại hồ thuyết ta trở mặt với ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên, người khác không hiểu ta hiểu, ngươi là bởi vì luyện công gây ra rủi ro, cảm xúc không ổn định, nói thật, ngươi bây giờ có hai con đường có thể tuyển. Mạc Hàm nói, ngươi ngậm miệng đi, nàng quyết định người này nắm giữ tiên thiên kinh, nếu như hắn chịu giúp mình sớm đã đem tiên thiên kinh lấy ra, ngẫm lại thật sự là ghê tởm thế mà xuất ra một bộ dĩ dương đạo âm tâm pháp đến lừa gạt chính mình.
Hứa Thuần Lương cũng không có luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, thấp giọng nói, người tới tìm ta không phải cùng ta phát cáo à. Mặc Hàm lúc này cảm xúc thế mà bình tĩnh lại, người đi Độ Vân tự làm gì? Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ muốn đi xem nơi đó ma nhai khắc đá, đáng tiếc chúng ta đến lúc đó sơn môn khóa chặt, về sau chẳng phải gặp được ngươi. Mặc Hàm nói, lấy cách làm người của ngươi làm sao có thể tay không mà trở lại. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra nghĩ phá cửa mà vào, bất quá Thanh Nhã tỷ không cho. Mặc Hàm nói, ngươi ngược lại là nghe nàng, ngươi có biết hay không câm điếc sư phụ cũng mất tích một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương lắc đầu, vậy ta thế mà không biết, làm sao? Hắn đi nơi nào? Mặc Hàm nói, cố gắng đi tìm Thông Huệ sư phụ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng Độ Vân tự đến cùng có cái gì nguồn gốc? Vì cái gì lúc trước muốn trợ giúp Thông Huệ hòa thượng? Mặc Hàm nói, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta thích hay làm việc thiện không được sao? Hứa Thuần Lương thở dài nói, người ta biết thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng là giữa chúng ta liền tối thiểu tín nhiệm đều không có. Mặc Hàm nói, từ đầu tới đuôi ngươi cũng đang gạt ta, biết rất rõ ràng ta đang tìm cái gì, lại coi ta là thành một cái kẻ ngu một dạng trêu đùa. Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm, ta nói chuyện đến bằng lương tâm, lúc trước ngươi nói với ta tìm xương rồng tất cả đều là trợ giúp Loan Ngọc Xuyên, giả dạng làm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chính là ngươi, ta biết rõ ngươi nói láo, ta còn giúp ngươi liên hệ xương rồng nguồn cung cấp, không phải ngươi làm sao có thể đạt được Tôn Lão Yên lưu lại những cái kia xương rồng. Mặc Hàm cả giận nói, ngươi giải thích thế nào mình là như thế nào tu thành tiên thiên cảnh giới. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi bây giờ có chút ngộ nhập lạc lối, ta có hay không tu thành tiên thiên cảnh cùng những cái kia xương rồng không quan hệ. Nói láo, ta có thể thề với trời, nếu như ta tiên thiên cảnh là thông qua xương rồng bên trên những cái kia văn tự tu thành, để cho ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, ngươi có dám hay không thề. Mặc Hàm bị hắn một màn này cho chỉnh có chút mộng, ta phát cái gì thề. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thề không có lửa gạt ta, nếu là gạt ta, ngươi cả đời này không được chỗ yêu, sống lâu trăm tuổi, cô độc sống quãng đời còn lại. Mặc Hàm hít vào một ngụm khí lạnh, người này thật độc, làm sao cảm giác so thiên lôi đánh xuống chết không yên lành còn ác độc hơn. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, ta mới không cùng ngươi chơi loại này trẻ con trò xiếc, lấy ngươi làm qua chuyện xấu, sớm nên thiên lôi đánh xuống. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, ta đối với ngươi lại chưa làm qua táng tận thiên lương sự tình, ngươi dựa vào cái gì hận ta như vậy. Mặc Hàm nói, ta hận nhất người khác gạt ta. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ để người khác nói với ngươi lời nói thật, ngươi đầu tiên liền muốn thẳng thắn đối đãi, không bằng dạng này, hai người chúng ta ai cũng đừng nói dối, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cùng Độ Vân tự có cái gì nguồn gốc. Lúc trước là gì muốn tìm ta giúp Thông Huệ chữa bệnh? Mặc Hàm do dự một chút sốt cuộc nói, ta nhận ủy thác của người, ta cùng Thông Huệ trước đây cũng không nhận ra. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ muốn cho cô nàng này nói thật quá khó khăn, nàng 89 phần 10 biết Thông Huệ thân phận, cần nghĩ cách để nàng nói thật, đối nàng sử dụng mê hồn thuật. Lấy Mặc Hàm tâm trí chỉ sợ không dễ dàng đến tay, cần muốn tìm cơ hội thích hợp. Mặc Hàm nói, người có phải hay không phá giải Thiên Thiên Kinh? Hứa Thuần Lương biết Mặc Hàm hiện tại chú ý nhất vẫn là cái gì Tiên Thiên Kinh, trong miệng nàng Tiên Thiên Kinh đơn giản chính là Hoàng đế nội kinh Thiên Dưỡng Thiên, mình mặc dù nắm giữ Thiên Dưỡng Thiên, nhưng là mình chi cho nên có thể đủ cấp tốc tiến vào Tiên Thiên Cảnh cùng Thiên Dưỡng Thiên quan hệ không lớn, chủ yếu là cơ duyên xảo hợp chiếm Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải đã nói với ngươi, cùng Tiên Thiên Kinh không quan hệ, ta là dùng Dĩ Dương Đạo Âm phương pháp đột phá Tiên Thiên Cảnh. Mặc Hàm cắn răng nghiến lợi mắng, vô sỉ. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể minh bạch tâm lý của ngươi, vừa ghen tị vừa là hâm mộ, muốn cho ta giúp ngươi lại xấu hổ mở miệng. Ngươi đánh giám, Mặc Hàm tức giận đến nói tục đều phát nổ ra, bất quá lần này nàng không có hướng Hứa Thuần Lương xuất thủ, bởi vì nàng rõ ràng tự mình ra tay cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ngươi tình cảnh hiện tại cũng không lạc quan, bát phân định tâm đan chỉ có thể bảo đảm ngươi nhất thời. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên chết đều cùng cái gì Tiên Thiên Kinh có quan hệ, cái kia hung thủ nếu như muốn đem tất cả tu luyện Tiên Thiên Kinh người một mẻ hốt gọn, như vậy tiếp xuống liền là đối phó ngươi. Mặc Hàm nói không chừng còn có ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm, liên quan ta cái rắm. Mặc Hàm nói, ngươi tu thành Tiên Thiên Cảnh lý do này đã đầy đủ, chỉ cần ta đem việc này trương dương ra ngoài,
người đoán hắn có thể hay không hoài nghi ngươi cũng tu luyện tiên thiên kinh. Có thể hay không cũng giống đối phó bọn hắn một dạng đối phó ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là xảy ra sự tình, trên thế giới này chỉ sợ cũng rốt cuộc không ai có thể cứu ngươi, ngươi sẽ không ngốc đến mức hại người không lợi mình tình trạng. Mặc Hàm nói, nữ nhân dễ dàng mất lý trí, nhất là một cái gần như tẩu hỏa nhập ma nữ nhân. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hung thủ là ai? Mặc Hàm nao nao, ngươi nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên tử vong thời gian cách xa nhau tới gần, theo không lâu sau chính là Tiết An Lương chết, ba người này cộng đồng đặc điểm chính là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua tiên thiên kinh, ta về sau ngẫm lại, giết chết bọn hắn người nhất định cũng tu luyện tiên thiên kinh. Mặc Hàm nói, trí tưởng tượng của ngươi vẫn luôn rất phong phú. Hứa Thuần Lương nói câu không sợ ngươi sinh tức giận, lúc mới bắt đầu nhất ta còn hoài nghi tới ngươi. Mặc Hàm hiện tại cảm xúc ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng như thế nào nhìn không ra Hứa Thuần Lương là đang cố ý chọc giận mình, hỏi ngược lại, giết người dù sao cũng phải có cái lý do, ngươi vì sao lại hoài nghi ta? Hứa Thuần Lương nói, bất luận kẻ nào đều là có tham lam, ta mặc dù không biết tiên thiên kinh là cái gì, các ngươi tốn hao như thế lớn đại giới đi siêu tập tìm kiếm đồ vật đối với các ngươi tới nói chính là một kiện vô giá chi bảo, muốn đem chi chiếm làm của riêng cũng là nhân chi thường tình, cố gắng có người nghĩ độc hưởng. Mặc Hàm ha ha cười nói, ta nếu là nghĩ độc hưởng, lúc trước liền sẽ không tướng nắm giữ nội dung chia sẻ cho bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ cuối cùng chịu thừa nhận, Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn tu luyện tiên thiên kinh là ngươi chia sẻ cho bọn hắn. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi chia sẻ cho bọn hắn dự tính ban đầu là nghĩ xem bọn hắn tu luyện hiệu quả, tại trong lòng ngươi bọn hắn cùng phòng thí nghiệm chuột bạch cũng không có gì khác nhau. Mặc Hàm biến sắc. Hứa Thuần Lương nói thật bình thường đều không thế nào êm tai. Người có lẽ không nghĩ bọn hắn chết, nhưng có người muốn bọn hắn chết, vừa mới bắt đầu tại Nam Giang thời điểm ta cho rằng có người nghĩ nhằm vào các ngươi, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên ý biết đến, phía sau chân hung nhằm vào chẳng qua là một số người thôi. Mặc Hàm lạnh lùng nói, ngươi vẫn là đang hoài nghi ta. Hứa Thuần Lương nói, chuyện của ngươi ta không có hứng thú, người ta ở giữa nếu như nước giếng không phạm nước sông chí ít còn có thể làm cái mặt ngoài bằng hữu. Hai người ánh mắt đối mặt. Mặc Hàm tâm tình trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, Hứa Thuần Lương so với nàng hiểu rõ đến còn muốn lợi hại hơn, vừa rồi lời nói này rõ ràng là ám chỉ mình, coi như những người kia chết cùng mình không có quan hệ trực tiếp cũng có gián tiếp quan hệ. Mặc Hàm nói, chúng ta không có thể trở thành bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, từ ngươi rời đi Xích Đạo vốn liếng bắt đầu, liền bắt đầu cùng Loan Ngọc Xuyên bọn hắn làm cắt có đúng hay không? Mặc Hàm không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Tướng uống xong chén trà nhẹ nhàng rơi ở trên bàn, nói khẽ, người có biết hay không Trần Thiên Phàm là Tiết Nhân Trung con nuôi. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác không biết chuyện này, nhớ tới Mặc Hàm cùng Trần Thiên Phàm hợp tác, xem ra giữa bọn hắn tại chuyện nào đó bên trên đạt thành ăn ý. Mặc Hàm cầm lấy ấm trà trước cho Hứa Thuần Lương rót một chén trà, lại cho mình rót đầy, lông mi đen dài rủ xuống đi, có một số việc không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, người không phải người bình thường. Ta không cầu ngươi giúp ta, chỉ hy vọng ngươi đừng làm hỏng việc của ta tình. Nàng bưng lên ngược lại tốt ly kia trà hai tay đưa tới Hứa Thuần Lương trên tay, tại Hứa Thuần Lương trong trí nhớ nàng giống như lần thứ nhất đối với mình biểu hiện ra như thế lớn kinh ý. Hứa Thuần Lương nghĩ đến nhà máy rượu suối nước nóng, nàng cùng Trần Thiên Phàm hợp tác tất nhiên quay chung quanh việc này. Hứa Thuần Lương nói, chuyện của ngươi ta không có hứng thú. Mặc Hàm nói, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm nhìn lẫn nhau, hai người đều không nói thêm gì nữa, bất quá đều đã đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, cũng tại trong im lặng đạt thành ăn ý nào đó. Tới chính là Phổ Kiến, hắn vừa đuổi tới địa phương, tiến phòng trà liền phàn nàn nói, cái này lão Trần cũng thật sự là, một hồi nói tụ không tề nhân, một hồi còn nói tề tựu. Ở chỗ này nhìn thấy Mặc Hàm rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nói, Mặc Tổng cũng tại a. Mặc Hàm nói, ta chính muốn đi ra ngoài, các ngươi trò chuyện. Phổ Kiến ngồi xuống cầm lấy ấm trà mình rót chén trà ừng ực rót xuống dưới, khát chết ta rồi. Ánh mắt thoáng nhìn trong sọt rác khăn giấy, có chút mập mờ nhìn qua Hứa Thuần Lương, hai ngươi vừa rồi làm gì rồi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhà đầy trong đầu dơ bẩn tư tưởng. Phổ Kiến nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, yên tâm, ta nhìn thấu không nói thấu. Hứa Thuần Lương bắt hắn cũng không có cách nào, lão Trần cùng Mặc Hàm chuyện hợp tác ngươi biết không? Hợp tác,
hai người bọn họ hợp làm cái gì? Phổ Kiến một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Thuần Lương cũng biết Phổ Kiến sẽ không đối với chuyện này giấu giếm mình, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Phổ Kiến đem hắn gọi lại, Thuần Lương, chớ vội đi a, có kiện chuyện quan trọng nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, Phổ Kiến tiến đến hắn bên tai thần thần bí bí nói, hai ngày nữa có một trận chợ quỷ, ta nghe nói sẽ có rất nhiều bảo bối đấu giá, căn cứ tin tức đáng tin Tôn Trường Lợi có thể sẽ xuất hiện. Hứa Thuần Lương nhíu mày, Tôn Trường Lợi không phải liền là Tôn Lão Yên cái kia bất hiếu tử, Lưu Khuê đã từng nói người này cùng Lân Chính Đường mất trộm án có quan hệ. Ngươi tin tức có thể tin được không? Phổ Kiến gật đầu nói, hôm nay Tằng Viễn Thanh tới tìm ta sư phụ, ta nghe hắn nói, bất quá ta sư phụ đối với chuyện này hứng thú không lớn. Sư phụ ngươi, Phổ Kiến tươi cười rạng rỡ, quên nói cho ngươi, Tam gia đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cùng Tam gia là bạn vong niên, cùng thế hệ luận sử, ngươi là Tam gia đồ đệ về sau gặp ta chẳng phải là muốn xưng ta một đời. Phổ Kiến nói, các hưng các gọi, ngươi nhà mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Liền ngươi này tấm tôn dung có cái gì tiện nghi để cho ta chiếm? Phổ Kiến biểu lộ hèn mọn, đúng thế, ta đương nhiên không bằng Mặc Hàm cùng ngươi chỉ nuôi. Muốn bị đánh a? Có khác phái không nhân tính? Phổ Kiến nhả rãnh một câu, vừa vặn lúc này Diệp Thanh Nhã tới để bọn hắn ăn cơm. Mặc dù Trần Thiên Phàm che giấu không ít bí mật, nhưng là hắn đối Hứa Thuần Lương vẫn là biểu hiện được cực kỳ khách khí, cùng Hứa Thuần Lương nhận biết càng lâu. Đối với hắn hiểu rõ càng nhiều thì càng cảm thấy người này thâm bất khả chắc, liền cha nuôi Tiết Nhân Trung đối Hứa Thuần Lương đều trong lòng còn có kính sợ huống chi chính mình. Trần Thiên Phàm cũng ý thức được Hứa Thuần Lương đối với mình đã sớm lên lòng nghi ngờ, nếu không mình thu mua Nguy Sơn đảo nhà máy rượu kế hoạch cũng sẽ không thất bại, hiện tại hết thảy đã sáng tỏ, lúc trước chính là Hứa Thuần Lương xuất thủ, để Mặc Hàm tiên hạ thủ vi cường. Đối diện Hứa Thuần Lương dạng này người, coi như không thể trở thành thôi tâm trí phúc bằng hữu cũng không cần lựa chọn cùng hắn là địch, đây là Trần Thiên Phàm nguyên tắc, cũng là hắn xử thế chi đạo, có thể tướng Thiên Phàm tập đoàn kinh doanh đến bây giờ quy mô sát lại tuyệt không chỉ là vận khí. Trần Thiên Phàm biểu hiện nhất định thành ý, hắn chủ động nói cho Hứa Thuần Lương mình đã cùng Mặc Hàm đạt thành hợp tác hiệp nghị, liên thủ nghiên cứu cũng khai phát Nguy Sơn đảo nhà máy rượu cổ hầm ao, chuyện này không thể gạt được Hứa Thuần Lương, mặc dù nhưng quyền sở hữu tại Mặc Hàm trong tay. Nhưng là Hứa Thuần Lương nếu như không gật đầu, bọn hắn hợp tác khẳng định sẽ khó khăn trùng điệp, Trần Thiên Phàm phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương ngay tại chỗ lực ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương mỉm cười nâng chén nói, vừa rồi ta đã nghe Mặc Tổng nói qua, cầu chúc hai vị hợp tác thành công. Trần Thiên Phàm bưng chén rượu lên, đi qua một sự kiện có thể thành công hay không giảng cứu cái thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại còn muốn tăng thêm nơi đó chính phủ ủng hộ. Phổ Kiến nói, vậy vẫn là nhân hòa. Trần Thiên Phàm cười nói, ý của ta là trọng yếu nhất chính là cuối cùng một kiện, hy vọng Hứa chủ nhiệm, cũng chính là ta Hứa lão đệ ủng hộ nhiều hơn. Hứa Thuần Lương nói, lão Trần ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn, ta công việc bây giờ đơn vị là cục dân chính, Nguy Sơn đảo chuyện bên kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mặc Hàm nói, Trần Tổng nói như vậy cũng không phải là sai, ngươi mặc dù đơn vị làm việc tại cục dân chính, nhưng ngươi tại Đông Châu nơi đó có được tương đương lực ảnh hưởng. Về sau Nguy Sơn đảo gom vào mới thành lập Tân Hồ Tân Khu, Mai Như Tuyết muốn đi phụ trách Tân Hồ Tân Khu ngươi không phải không biết a? Hứa Thuần Lương cho rằng Mặc Hàm trước mặt mọi người làm rõ chuyện này là cố ý điểm mình hí, hắn cùng Mai Như Tuyết quá khứ là tình lữ không giả, nhưng về sau hai người chia tay, vẫn là Mai Như Tuyết chủ động nói lên, lại đem hai người bọn họ liên hệ với nhau ít nhiều có chút không tử tế, nhưng Mặc Hàm cô nàng này lúc nào lại phúc hậu qua. Diệp Thanh Nhã nói, Mặc tiểu thư tin tức rất linh thông, tiểu tuyết an bài công việc còn không có đối ngoại chính thức tuyên bố, người thế mà liền biết. Mặc Hàm mỉm cười, ta tại thể chế bên trong cũng coi như có mấy cái bằng hữu. Diệp Thanh Nhã nói, ta mặc dù không tại thể chế bên trong công việc, nhưng ta lại biết, có một số việc một ngày không có đoạn dưới cũng chỉ là truyền ngôn thôi, bên trong thể chế không thiếu thay đổi xoành xoạch tiền lệ, tiểu tuyết cũng không có quyết định là không tiếp nhận chức vụ này. Diệp Thanh Nhã phát giác được Mặc Hàm đối Hứa Thuần Lương thả ra cũng không phải là thiện ý, lập tức đứng ra, giờ phút này nghiễm nhiên biến thành Mai Như Tuyết người phát ngôn. Mặc Hàm cười nói, ta suýt nữa quên, Diệp tiểu thư quá khứ là Mai Như Tuyết tẩu tử đâu. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng một câu, cái này tâm cơ nữ lại tại làm yêu, thật sự là hết chuyện để nói. Diệp Thanh Nhã một chút cũng không có sinh khí, nét mặt của nàng phong ba không sợ hãi, ta cùng tiểu tuyết quan hệ một mực rất tốt.
Ý là ngươi đừng ở chỗ này bàn lộng thị phi, ít cho Hứa Thuần Lương một ngạt. Mặc Hàm nói, xem ra Diệp tiểu thư đã không hiểu rõ Mai Như Tuyết cũng không hiểu rõ Kiều gia. Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm bưng nửa ngày rượu, nguyên bản chờ lấy Mặc Hàm cùng uống, nhưng lúc này tiêu điểm đã không trên người bọn hắn. Nữ nhân ở giữa đấu tranh mặc dù không có nam nhân thường gặp khói lửa tràn ngập, nhưng là cái này chồng trong bông có kim lượn vòng giết cũng làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Diệp Thanh Nhã mỉm cười nói, hồ đồ một điểm chưa chắc không phải chuyện tốt, chờ Mặc tiểu thư sống đến ta tuổi tác như vậy khả năng liền sẽ hiểu được. Mặc Hàm cười một tiếng, xem ra ta phải cẩn thận còn sống. Hứa Thuần Lương hướng Phổ Kiến đưa cái ánh mắt, Phổ Kiến nâng chén nói, ta đề nghị mọi người cùng cạn một chén, nguyện hữu nghị của chúng ta thiên trường địa cửu. Diệp Thanh Nhã cùng Mặc Hàm trước mắt là không tồn tại hữu nghị, Diệp Thanh Nhã luôn luôn đối người thân mật, nhưng là Mặc Hàm cho nàng ấn tượng cũng không tốt, trên đường trở về, nàng không nhịn được hỏi, người cùng Mặc Hàm là tại sao biết. Hứa Thuần Lương đơn giản giảng thuật một chút hắn cùng Mặc Hàm kết bạn trải qua, bất quá cũng không liên quan đến quá sâu. Hắn thấy Mặc Hàm cùng Diệp Thanh Nhã gặp nhau rất ít, về sau hắn cũng sẽ tận lực phòng ngừa hôm nay dạng này gặp gỡ bất ngờ. Diệp Thanh Nhã nói, Tiểu Tuyết về Đông Châu sự tình có rất ít người biết, nàng nhất định đặc biệt chú ý. Hứa Thuần Lương nói, trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nàng biết cũng không có cái gì hiếm lạ. Diệp Thanh Nhã nói, nàng thích ngươi. Hứa Thuần Lương không chịu được nở nụ cười, Diệp Thanh Nhã thế mà trực tiếp như vậy nói ra. Diệp Thanh Nhã nói, ta có thể nhìn ra, nàng hôm nay nói những lời kia là đang cố ý kích thích ngươi. Hứa Thuần Lương cười cười không nói gì, hắn đối Mặc Hàm so với bình thường người muốn hiểu nhiều lắm, Mặc Hàm nói ra những lời kia tuyệt không phải là bởi vì ghen ghét, nàng này làm việc có mục tiêu rõ rệt, mà lại tính bền dẻo cực mạnh, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Diệp Thanh Nhã bản muốn nói cái gì, nhưng nói đến bên môi vẫn là từ bỏ, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi đối nàng phải nhiều cảnh giác. Không muốn bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền lơ là bất cẩn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi để ý. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, mắng, nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại để ý, ngươi nguyện ý với ai kết giao liền với ai kết giao, ta nhắc nhở ngươi là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng ngươi ghen ghét. Diệp Thanh Nhã xấu hổ liền cổ đều nóng lên. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng xấu hổ, lập tức hóa giải nói, Thanh Nhã tỷ, ta đùa với ngươi. Diệp Thanh Nhã tại hắn đầu vai đập một quyền, tiểu tử thúi, lại dám mở ta trò đùa. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả. Diệp Thanh Nhã từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt liếc trộm Hứa Thuần Lương một chút, bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ trong lòng thật có ghen tị thành phần. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Diệp Thanh Nhã không dám tiếp tục suy nghĩ, quay cửa sổ xe xuống, để gió thu trợ giúp mình phân loạn đầu não cấp tốc tỉnh táo lại. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lại về phòng làm việc. Diệp Thanh Nhã nói, không cần, trực tiếp đi làm việc thất, quay đầu ta tự mình lái xe trở về. Hứa Thuần Lương nói, tấm kia chân dung trước lưu tại ta chỗ này, hôm nay đi Độ Vân tự sự tình ngươi đừng nói cho những người khác, người trong nhà cũng không ngoại lệ. Diệp Thanh Nhã sửng sốt một chút, lập tức lại gật đầu một cái, Hứa Thuần Lương đã không cho nàng nói tự nhiên là có đạo lý của hắn. Thông Huệ đại sư sẽ không gặp phải phiền phức a. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn hắn sẽ không có sự tình, Thanh Nhã tỷ, người coi như việc này chưa từng xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương đi tìm mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn, Lâm Tư Cẩn nhìn thấy hắn cũng cao hứng phi thường, gần nhất đã bắt đầu động thủ viết sách mới mở đầu, đề tài chính là lấy hồi xuân đường biến thiên là khuôn mẫu. Hứa Thuần Lương đầu tiên hướng nàng biểu đạt áy náy, dù sao đoạn thời gian gần nhất Mộc Lan tập đoàn, Thần Nông tập đoàn tấp nập tuôn ra mặt trái tin tức, hai nhà này đều là bởi vì hắn đề cử mà tiến vào Trung Y Thuốc Cục quản lý nặng điểm bồi dưỡng danh sách, từ một điểm này đi lên nói, hắn cho Lâm Tư Cẩn mang đến một chút phiền toái. Lâm Tư Cẩn đối với cái này cũng không ngại, xử lý quản lý công việc nhiều năm như vậy, dạng gì sự tình nàng không có trải qua, mặc dù Mộc Lan tập đoàn cùng Thần Nông tập đoàn có nhất định ân tình thành phần ở bên trong, nhưng là bọn hắn chúng tuyển cũng là tại tầng tầng sàng chọn về sau điều kiện phù hợp. Hiện tại vấn đề đang điều tra xác minh, nếu quả thật tồn đang vấn đề, khẳng định nghiêm trị không tha, nhưng nếu như không có vấn đề, cũng sẽ trả lại bọn họ một cái trong sạch. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Lâm Tư Cẩn hàn huyên một hồi lâu, mới cắt vào chính đề, mẹ nuôi, người nhận biết Kiều Viễn Sơn sao? Lâm Tư Cẩn chợt nghe đến cái tên này sửng sốt một chút, Kiều Viễn Sơn. Người nói là Kiều Như Long phụ thân,
Kiều Như Long phụ thân chính là nàng thân gia, bất quá người này mất tích nhiều năm, Lâm Tư Cẩn cũng thật lâu không có nghe nói qua cái tên này. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chính là hắn. Lâm Tư Cẩn nói, tự nhiên là nhận biết, hắn cùng cha nuôi ngươi là từ nhỏ cùng một chỗ trưởng đến lớn bằng hữu, ta và ngươi cha nuôi sau khi kết hôn mới biết hắn, bởi vì hắn không ở kinh thành ban, cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, bất quá ngày lễ ngày Tết lúc hắn trở lại đều sẽ hẹn lấy họp gặp. Hứa Thuần Lương nói, hắn cùng cha nuôi quan hệ rất tốt. Lâm Tư Cẩn gật đầu nói, kia là đương nhiên, cha nuôi ngươi khi còn bé liền cùng Kiều gia hai anh em còn có Uông Chính Đạo cùng một chỗ, bọn hắn khi còn bé trả lại cho mình lên cái ngoại hiệu gọi Tứ Đại Kim Cương. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ai cũng có xanh thẳm thời niên thiếu, hắn từ trong bọc lấy ra tấm kia Diệp Thanh Nhã tự tay vẽ chân dung đưa cho Lâm Tư Cẩn nói, mẹ nuôi, người nhìn người này người có biết hay không? Lâm Tư Cẩn tiếp nhận tấm kia chân dung, nhìn trong chốc lát, nét mặt của nàng có vẻ hơi mê võng, chưa thấy qua, ta cũng không nhận biết. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, hắn đã nhận định Thông Huệ Hòa Thượng chính là Kiều Viễn Sơn, vốn cho rằng xuất ra chân dung Lâm Tư Cẩn liền có thể nhận ra, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Người nhìn nhìn lại, Lâm Tư Cẩn lại nhìn trong chốc lát, vẫn lắc đầu một cái nói, thật chưa thấy qua, người kia là ai? Hứa Thuần Lương có chút thất vọng tướng chân dung tiếp trở về, bất quá hắn cũng có thể lý giải, hơn 20 năm thời gian có thể để một cái hăng hái thanh niên biến thành tóc mai điểm bạc trung niên trưởng giả, huống chi Kiều Viễn Sơn loại này tao ngộ nhân sinh đại khởi đại lạc người. Lâm Tư Cẩn cùng hắn nguyên bản gặp mặt liền không nhiều, có lẽ thật nhận không ra. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi vì cái gì cầm chương này chân dung cho ta nhìn? Hứa Thuần Lương nói, a, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Tư Cẩn ý vị thâm trường nhìn qua Hứa Thuần Lương, lấy nàng đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, hắn mới sẽ không vô duyên vô cớ cầm một chương chân dung cho mình nhìn, tiểu tử, đừng giấu giếm ta, có lời gì một mực nói. Hứa Thuần Lương nói, là như thế này, ta hoài nghi người này là Kiều Viễn Sơn. Lâm Tư Cẩn nghe hắn nói như vậy, lại đem chân dung cho muốn đi qua, tỉ mỉ nhìn một lần, vẫn lắc đầu một cái nói, không giống, Kiều Viễn Sơn tướng mạo anh tuấn, khôn khéo cường hãn. Ánh mắt của hắn đặc biệt sắc bén, thấu lấy vượt qua người ta một bậc khôn khéo, tóc cũng rất rậm rạp, trên tấm hình người này là cái tên chọc, có chút mập mạp, ánh mắt hiền hòa, căn bản cũng không phải là một người a. Hứa Thuần Lương trong lòng ngầm cười khổ, Thông Huệ là tên hòa thượng đương nhiên lấy mái tóc cạo đi. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi, người nơi đó có hay không Kiều Viễn Sơn ảnh chụp? Lâm Tư Cẩn lắc đầu, không có, nói lên chuyện này ta còn thực sự có chút kỳ quái, đi qua từng có qua. Về sau ta chỉnh lý ảnh chụp thời điểm phát hiện, liền ta và ngươi cha nuôi kết hôn ảnh chụp chung trong phim đều không có thân ảnh của người này. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải có người cố ý gỡ ra, hẳn là sẽ không biến mất sạch sẽ, cái này khiến hắn đối Kiều Viễn Sơn kinh lịch càng phát ra tò mò. Lâm Tư Cẩn nói, Kiều gia khẳng định là có, Thuần Lương, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi tung tích của hắn. Hứa Thuần Lương nói, hiếu kỳ. Lâm Tư Cẩn thở dài nói. Kiều gia sự tình ngươi vẫn là không muốn tham gia tốt, cùng bọn hắn nhà nhờ và chút quan hệ tổng sẽ không có kết quả gì tốt. Nàng nhớ tới nữ nhi vận mệnh, liền nghĩ tới trượng phu, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Kiều gia có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, Kiều Viễn Sơn năm đó tại sao muốn rời nhà trốn đi? Lâm Tư Cẩn nói, hắn vốn là một viên từ từ bay lên chính đàn tân tinh, Kiều lão đối với hắn ký thác cực lớn kỳ vọng, nhưng là bởi vì trên sinh hoạt không bị kiềm chế. Hắn đem tiền đồ của mình toàn bộ chôn vùi, đoán chừng hắn là không còn mặt mũi đối hết thảy chung quanh, cũng vô pháp bột đối với mình thất bại, cho nên mới lựa chọn thoát đi đi. Nàng cười khổ lắc đầu nói thật, người này sống hay chết đều không tốt nói. Hứa Thuần Lương nói, người nhận biết Mai Tích Tình sao? Không biết. Lâm Tư Cẩn cũng không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi qua chủ đề, nói khẽ, vẫn là tâm sự chính ngươi, ta nghe kể một ít liên quan tới ngươi sự tình. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, liên quan tới ta, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lâm Tư Cẩn nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đó chính là chuyện xấu. Lâm Tư Cẩn nói, có người đem cử báo tín đều gửi đến chúng ta nơi này tới, nói Hạ Hầu Mộc Lan cùng ngươi ở giữa tồn tại quyền sắc giao dịch. Hứa Thuần Lương phốc, cười ra tiếng, ai nhàm chán như vậy? Hạ Hầu Mộc Lan hoàn toàn chính xác có tư sắc, ta ở đâu ra quyền lực? Liền tay ta đầu điểm này quyền lực cũng xứng quy tắc ngầm một vị trung y dược hành nghiệp nhân vật thủ lĩnh. Lâm Tư Cẩn nói, Mộc Lan tập đoàn mặt trái tin tức không ít, Hạ Hầu Mộc Lan mặc dù tuổi trẻ,
nhưng xuất thân của nàng bối cảnh rất phức tạp, cùng với nàng đi được quá gần đối ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Hứa Thuần Lương lời thề son sắt nói, mẹ nuôi người cứ yên tâm, ta sẽ đem nắm tốt phân tắc. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu, lúc này Lý Khai Cường gõ cửa tiến đến, thông chi Lâm Tư Cẩn có buổi họp sắp mở. Hứa Thuần Lương đứng dậy cáo từ, hắn hôm nay chuyến này thu hoạch không lớn, xem ra Lâm Tư Cẩn đối Cửu Viễn Sơn cũng chưa quen thuộc. Lâm Tư Cẩn để Lý Khai Cường thay nàng đưa tiễn Hứa Thuần Lương. Lý Khai Cường bồi tiếp Hứa Thuần Lương xuống lầu, trên đường chủ động nhắc tới gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện, vẫn là cho Lâm Tư Cẩn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Lý Khai Cường dụng ý phi thường minh xác, chủ yếu là nhắc nhở Hứa Thuần Lương ở bên ngoài ít cho hắn vị này mẹ nuôi gây phiền toái. Hứa Thuần Lương cách mở trung y thuốc cục quản lý sau lại đi bệnh viện thăm viếng Hoàng Công Hiền. Hoàng Công Hiền tình huống của hôm nay lại tốt lên rất nhiều. Thừa dịp lúc không có người, Hứa Thuần Lương giúp hắn kiểm tra một chút thương thế, khôi phục tình trạng tương đối lý tưởng. Hoàng Công Hiền đối Hứa Thuần Lương thần hồ kỳ kỹ y thuật càng phát ra bội phục. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Hoàng Công Hiền sư huynh, chứ danh trung y chuyên gia Trương Bác Húc cũng qua tới thăm. Từ khi Hoàng Công Hiền sau khi bị thương, Trương Bác Húc cơ hồ mỗi ngày đều đến, chỉ là lần đầu tiên cùng Hứa Thuần Lương tại bệnh viện gặp gỡ. Bởi vì Hứa Thuần Lương chuyên môn đã thông báo, cho nên Hoàng Công Hiền cũng không đem hắn cung cấp cho mình dược phẩm sự tình nói cho những người khác, coi như thê tử hỏi thăm cũng không nói đến tường tình. Trương Bác Húc tướng hai ngày này Huệ Nhân Đường vận doanh tình huống hướng Hoàng Công Hiền làm một cái đơn giản báo cáo. Hoàng Công Hiền thụ thương, hiện tại Trương Bác Húc tiến về Huệ Nhân Đường tọa chấn, hắn mặc dù là Hoàng Vọng Lân đồ đệ, nhưng là hắn sớm đã rời đi Huệ Nhân Đường khai sáng thuận theo thiên địa, nghe nói sư phụ trong nhà gặp sự tình, buông xuống công việc của mình tới cứu cấp, từ một điểm này đi lên nói hắn là không sai. Theo tình trạng cơ thể khôi phục, Hoàng Công Hiền tinh thần cũng rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, hắn nhớ lại xảy ra chuyện đêm đó phát sinh sự tình, phụ thân để hắn đi Lân Chính Đường tướng hàng triển lãm nhập kho phong tồn, tạm dừng nhà bảo tàng đối ngoại mở ra, liền tại bọn hắn sửa sang lại thời điểm, có người phát động cảnh báo. Nhà bảo tàng bảo an trên cơ bản đều đi thăm dò nhìn tình huống, hắn cùng hai vị khác công nhân lưu tại trong quán, ngay lúc này có mấy cái người áo đen tiềm nhập sảnh triển lãm, đánh bại hai tên công nhân, Hoàng Công Hiền cũng coi là có chút công phu người, cùng đối phương giao thủ quá trình bên trong bị đánh ngã xuống đất, đối phương mặc dù không có mưu hại tính mạng của hắn, nhưng là ra tay cũng cực kỳ ác độc, đánh gãy gân tay của hắn gân chân, là muốn cho hắn cả đời tàn tật, không cách nào làm nghề y. Từ tập kích bắt đầu đến đối phương rút lui tổng cộng không đến 5 phút, chờ bảo an làm rõ ràng phía ngoài tình trạng, bài trừ cảnh tình trở lại tạm dừng, đám người kia đã toàn bộ rút lui. Trương Bác Húc nói, rõ ràng chính là điệu hổ ly sơn, nhất định là có người cố ý phát động cảnh báo đem bảo an dẫn ra, sau đó thừa cơ ra tay, không phải ta nói, những người an ninh này tính cảnh giác thật sự là quá kém. Hoàng Công Hiền nói, bây giờ nói những này đã chậm. Kia Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình là cha ta yêu mến nhất chi vật, vậy mà tại dưới mí mắt ta bị người đánh cắp, ta thật sự là bất hiếu. Hứa Thuần Lương nói, một cái bình nhỏ mà thôi, huống hồ cũng mua bảo hiểm. Hoàng Công Hiền nói, không phải vấn đề tiền, cha ta tướng kia bình sứ đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Trương Bác Húc an ủi hắn nói, tại sư phụ trong lòng chân quý nhất từ đầu đến cuối đều là sư đệ ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, kế hoạch lần này trộm cướp trong đám người nhất định có đối nhà bảo tàng cực kỳ quen thuộc, nói không chừng có nội ứng. Hoàng Công Hiền thở dài nói, hết thảy giao cho cảnh sát xử lý đi, ta hiện tại thật sự là không muốn nghĩ những việc này, trong lòng áy náy cực kỳ. Hứa Thuần Lương quay đầu cùng Phổ Kiến ước hẹn, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy rời đi, hắn vừa ra phòng bệnh, Trương Bác Húc liền đuổi tới, Hứa tiên sinh xin dừng bước. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, quay người mỉm cười nói, Trương tiên sinh tìm ta có việc. Trương Bác Húc gật đầu nói, liên quan tới ta sư đệ thương thế ta nghĩ thỉnh giáo một chút, hắn bôi lên chỗ đau dược cao là người cho hắn. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Hoàng Công Hiền hẳn là sẽ không chủ động lộ ra chuyện này cho hắn, đoán chừng là Mặc Ngọc Đoạn Tục cao hương vị bị Trương Bác Húc phát giác, cho nên hắn nghĩ tới mình, Trương Bác Húc dù sao được chứng kiến mình y. Hứa Thuần Lương nói, Trương tiên sinh cảm thấy không ổn sao. Trương Bác Húc nói, không có sự tình, ta chỉ là muốn cầu dậy một chút dược cao này danh xưng. Hứa Thuần Lương nói, tổ truyền kim sang dược. Người bình thường nghe được loại này trả lời liền sẽ rõ ràng người ta là không nghĩ thấu lộ, nhưng Trương Bác Húc vẫn kiên nhẫn truy vấn, có phải hay không Mặc Ngọc Đoạn Tục cao. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua Trương Bác Húc,
người này cũng không phải chỉ là hư danh, đoán chừng không biết dùng thủ đoạn gì đạt được một chút dược cao. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Trương tiên sinh làm sao lại nghĩ như vậy. Trương Bác Húc nói, thực không dám giấu giếm, ta giúp sư đệ kiểm tra vết thương thời điểm, thấy được dược cao, ta từ dược cao tính chất và mùi suy đoán ra một chút thành phần, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có sinh xuyên ô, sinh cỏ ô, ngũ gia bì, cây khương hoạt, độc hoạt, xài hồ, quế nhánh, hoa hồng, xích thược, thông khí, đương quy, xuyên khung, cây tục đoạn, hương thêm gia, đinh hương, nhục quế, xạ hương các loại tạo thành. Hứa Thuần Lương nghe hắn một hơi liệt ra nhiều như vậy tạo thành dược liệu, cũng là có chút thưởng thức, Trương Bác Húc vẫn là rất lợi hại, bất quá hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng phân tích ra trong đó phối trộn, đương nhiên còn có một số dược liệu hắn không có liệt ra, không biết là cố ý giấu giếm, vẫn là không cách nào đoán được. Hứa Thuần Lương nói, Trương tiên sinh nói không sai, bên trong thật có những này thành phần, dược vật này là gia gia của ta chỗ phối trí, được từ tại ta Hứa gia tổ truyền bí phương, có lưu thông máu hóa ứ, thư gân linh hoạt, tiêu xương giảm đau công hiệu. Nhất là nhằm vào gân bắp thịt tổn thương có hiệu quả. Trương Bác Húc cung cung kính kính hướng Hứa Thuần Lương ôm quyền hành lễ, thụ giáo. Hắn cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi, nhưng trong lòng đã có phán đoán, Hứa Thuần Lương đưa cho Hoàng Công Hiền hẳn là mặc ngọc đoạn tục cao không nghi. Phổ Kiến đã sớm đi vào bệnh viện bãi đỗ xe chờ đợi, Hứa Thuần Lương mới vừa lên xe, Phổ Kiến liền liên tục không ngừng nói ra, ta dẫn người đi gặp một người. Hứa Thuần Lương nói, ai? Người gặp qua, Đại Thạch Môn lão bản Tằng Viễn Thanh, hắn là Tạ gia đồ đệ. Hứa Thuần Lương nói, gặp hắn làm cái gì? Phổ Kiến nói, ta không phải đã nói với ngươi, Tằng Viễn Thanh tới tìm ta sư phụ, nói cho hắn biết chợ quỷ bán đấu giá sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia nói thế nào? Phổ Kiến nói, sư phụ ta hứng thú không lớn, hắn vẫn là muốn thông qua cảnh sát xử lý. Hứa Thuần Lương nói, kia chẳng phải kết, người tướng chợ quỷ bán đấu giá tin tức trực tiếp cung cấp cho cảnh sát, để cảnh sát đi xử lý. Phổ Kiến nói, không được a, chuyện giang hồ để giang hồ, nếu như ta đem trong chuyện này báo cảnh phương, về sau nếu là truyền đi, ta lành nghề bên trong còn như thế nào đặt chân, huống chi ta hiện tại là Tam gia đồ đệ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là muốn thông qua giang hồ thủ đoạn tìm về xứ Thanh Hoa. Phổ Kiến gật đầu nói, lão nhân gia ông ta thật vất vả mới thu ta làm đồ đệ, ta cái này làm đồ đệ tự nhiên có trách nhiệm sư phụ phân ưu, ta nhất định phải tướng Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình tìm trở về. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Phổ Kiến bả vai, có chí khí, vậy ngươi bận bịu, ta liền không chậm trễ ngươi. Hắn làm bộ muốn xuống xe. Phổ Kiến hoảng vội vàng nắm được cánh tay của hắn nói, làm gì đi? Hai ta cùng đi tìm a. Hứa Thuần Lương nói, đại ca, Tam gia là sư phụ ngươi không phải sư phụ ta. Hai ta có phải là huynh đệ hay không? Hai ta là huynh đệ không giả, nhưng ta là cán bộ quốc gia, để cho ta đi theo ngươi dùng giang hồ thủ đoạn tìm về cái bình, chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Phổ Kiến nói, ngươi thật không giúp đỡ. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể giúp ngươi báo cảnh. Phổ Kiến có chút thất vọng buông tay ra, được rồi, ca môn mình đi, không liên lụy ngươi. Ngươi có thể tìm Trần Thiên Phàm, Mặc Hàm hợp tác, hai người bọn họ có tiền có thế, thực lực không tầm thường, cố gắng xem ở giao tình của các ngươi bên trên đồng ý giúp đỡ. Hứa Thuần Lương nói xong coi là thật đẩy cửa xe ra đi xuống. Phổ Kiến còn có chút không cam tâm, quay cửa sổ xe xuống, hướng về phía hắn hô, huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, Tam gia đợi ngươi cũng không tệ a, chẳng lẽ ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thuần Lương khoát tay áo, kêu một chiếc xe taxi. Hứa Thuần Lương đi một chỗ, đi qua cảnh Phúc Đại Hạ, hiện tại Mặc Hàn Đông Phương. Từ khi Mặc Hàm tiếp nhận cái này tòa nhà lớn về sau, một lần tầng tầng lớp lớp quái sự cũng biến mất theo, Hứa Thuần Lương đến đại sảnh, sân khấu đem hắn ngăn lại, muốn gặp Mặc Tổng trước hết đi hẹn trước. Hứa Thuần Lương cho Mặc Hàm gọi điện thoại, Mặc Hàm không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đến đây, trước mặt đài lên tiếng chào hỏi, để cho người ta cùng đi Hứa Thuần Lương đi lên. Xây ở mái nhà lâm viên một lần nữa cải biến, so đi lên càng thêm tinh xảo tú lệ, phong cách bên trên càng có khuynh hướng thủy vận giang nam. Hứa Thuần Lương lực chú ý cũng không có bị trước mắt lâm viên cảnh trí hấp dẫn, hắn tại tính ra Mặc Hàm đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền cải biến nơi này, hẳn là một cái thiên văn sổ tự, bất quá cùng thu mua cả tòa nhà lớn so sánh vẫn là chín châu mất sợi lông. Mặc Hàm tài lực sự hùng hậu không thể nghi ngờ, đi qua Loan Ngọc Xuyên chẳng qua là nàng dùng để che giấu thân phận khôi lỗi thôi. Hiện tại Loan Ngọc Xuyên chết rồi,
nàng bắt đầu chính thức đi hướng trước sân khấu. Hứa Thuần Lương từ đầu đến cuối cho rằng, Mặc Hàm mặc dù thông minh nhưng là chỉ bằng vào nàng một người không cách nào náo ra động tĩnh lớn như vậy, phía sau tất nhiên có một cái ủng hộ tổ chức của nàng, Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn đều không phải là tầm thường nhân vật, giống nhân vật như bọn họ đều cam tâm là Mặc Hàm sử dụng, khẳng định phía sau màn còn có bí mật không muốn người biết. Loan Ngọc Xuyên mặc dù chết rồi, bất quá Xích Đạo vốn liếng còn tại, hiện tại đổi Nhâm Thiên Giã đương ra, hắn có phải hay không thay thế Loan Ngọc Xuyên nhân vật. Phía trước Hồng Phong thấp thoáng trong lương đình, thân mặc áo khoác màu đen mã diện váy Mặc Hàm ngay tại pha trà, cả người như cùng một đóa lặng yên nở rộ hoa hồng đen, lãnh diễm độc đẹp. Trợ lý dừng bước lại, hướng Hứa Thuần Lương làm cái mời hắn đi qua thủ thế. Mặc Hàm mặc dù đã nhận ra Hứa Thuần Lương đến, nhưng là cũng không có đứng dậy đón lấy ý tứ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt biểu lộ ăn nói có ý tứ. Hứa Thuần Lương thường thấy nàng lãnh nhược băng xương bộ dáng, đi vào nàng đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, làm sao? Ngươi thật giống như tâm tình không tốt lắm, nghiêm mặt đến cùng Trường Bạch Sơn giống như. Mặc Hàm nói, so ra kém ngươi, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, da mặt dày liệt đến cùng Hỏa Diệm Sơn giống như. Hứa Thuần Lương cười ha ha, kia hai ta chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặc Hàm rót cho hắn chén trà, tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, nhớ ngươi. Mặc Hàm cười lạnh, đừng cầm bộ này tới đối phó ta, vô dụng. Hứa Thuần Lương hít hà hương trà, người kỳ kinh nguyệt a, cảm xúc kém như vậy. Mặc Hàm trong lòng khẽ giật mình, hắn làm sao biết? Bất quá chợt liền nghĩ đến nguyên nhân, Hứa Thuần Lương chính là cái này đức hạnh, tranh đua miệng lưỡi thôi. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, con người của ta cái mũi rất linh, đối mùi máu tanh nhất là mẫn cảm. Mặc Hàm cắt nước hai con ngươi tiếp cận Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cảm giác nàng ánh mắt bén nhọn hóa thành từng nhánh mũi tên nhỏ hướng mình không ngừng phóng tới. Mặc Hàm đương nhiên biết rõ ánh mắt của mình dù là lại lăng lệ đối Hứa Thuần Lương lực sát thương cũng bằng không, nàng thế mà rất tốt khống chế được tâm tình của mình, cầm lấy ấm trà lại cho Hứa Thuần Lương nối liền trà nóng, nhẹ giọng nói, chọc giận ta ngươi có phải hay không rất vui vẻ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thật có chút khoái cảm. Mặc Hàm nói, người ta ở giữa kỳ thật cũng không có cái gì mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta một mực coi ngươi là bạn. Dối trá. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói như vậy ta thật là khiến ta thương tâm. Trên đời này có thể để cho ngươi thương tâm nữ nhân chỉ sợ còn không có xuất hiện. Mặc Hàm chế giễu lại. Hứa Thuần Lương móc ra một cái bình thuốc đặt ở trên bàn trà, bát phân định tâm đan, ta lần này là chuyên cho ngươi đưa tới. Mặc Hàm con mắt nhìn sang, nhưng không có đi lấy, lạnh nhạt nói. Là thuốc ba phần độc, ta nếu là một mực ăn hết sẽ không phải thành nghiện a. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Mặc Hàm nói, ngươi chuyện gì làm không được. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên vươn tay ra, Mặc Hàm hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn muốn tóm lấy cổ tay của mình, nàng như thiểm điện rút tay về đi. Hứa Thuần Lương tốc độ tay lại đột nhiên chậm lại, nhẹ nhàng rơi vào ấm trà bên trên, cầm lấy ấm trà nói, thanh này ấm không tệ. Mặc Hàm sầm mặt lại, biết mình bị hắn giả thoáng một thương lừa qua, vừa rồi phản ứng quá mức kịp thời, thích liền tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp nói, ngươi cũng không tệ. Mặc Hàm chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, thanh âm nhưng như cũ lạnh như băng, ngươi nếu là thật lòng thích, một dạng có thể tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười ha hả, hắn tương ấm trà buông xuống, lại cầm lấy kia bình bát phân định tâm đan thu về, Mặc Hàm. Xem ra bình thuốc này ngươi không cần, hẳn là tìm được phá cục chi pháp. Mặc Hàm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trong mắt ngươi trên đời này mỗi người đều là âm mưu gia. Hứa Thuần Lương nói, lần trước tại Nam Giang ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, ngươi kia phần cái gọi là tiên thiên kinh đối thân thể có hại vô ích, tướng hậu thiên chi lực chuyển hóa làm tiên thiên chi khí mặc dù là một đầu tu luyện đường tắt, nhưng là ẩn hoạn cực lớn, một khi tao ngộ phản phệ, coi như thần tiên cũng khó cứu. Mặc Hàm nói, ngươi không phải đã nói con đường nào cũng dẫn đến Rome, trên đời này chưa hẳn chỉ có một mình ngươi có biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là dĩ dương đạo âm. Mặc Hàm lạnh lùng nói, ta mới sẽ không giống ngươi vô sỉ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi coi như nghĩ, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp tu luyện đối tượng, tìm không thấy phương pháp chính xác, chỉ có thể uống rượu độc giải khát, sai tải lên sai. Hứa Thuần Lương vươn tay ra. Làm gì? Giúp ngươi bắt mạch. Không cần,
người người này quen thuộc đánh lấy y học cờ hiệu đùa nghịch lưu manh. Hứa Thuần Lương nói, đó là người đối ta có thành kiến. Mặc Hàm nói, được rồi, chớ cùng ta vòng vo, tới tìm ta làm gì. Hứa Thuần Lương nói, ta suy nghĩ một chút, người cùng Trần Thiên Phàm chuyện hợp tác ta có thể làm thành không biết. Mặc Hàm nói, ngươi sẽ không phải có điều kiện gì à. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Nói đi. Hoàng Tam gia sự tình trong nhà ngươi nghe nói à. Mặc Hàm nói, oanh động kinh thành đại án làm sao có thể không nghe nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đường đi dã, ta muốn ngươi giúp bận bịu tìm về mất đi bảo bối. Mặc Hàm nói, ngươi thật giống như đến nhầm địa phương, chuyện này hẳn là giao cho cảnh sát đi làm. Hứa Thuần Lương nói, ta có một ít manh mối, nghe nói chuyện này cùng Tôn Trường Lợi có quan hệ, người cùng Tôn Trường Lợi làm qua sinh ý, còn bày qua hắn một đạo. Mặc Hàm nói, người có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, không có ý gì, liền là đơn thuần muốn giúp Hoàng Tam gia. Mặc Hàm nhấp một ngụm trà nói, người không phải không biết Hoàng Vọng Lân là bì môn trưởng lão a. Trong nhà hắn xảy ra sự tình, có bì môn vì hắn ra mặt, lấy bì môn thế lực. Hẳn là có thể giải quyết, ngoại nhân liền không cần nhúng tay. Đi. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại bí môn nội bộ sụp đổ, mọi người có mọi người tính toán, lại thêm gần nhất Hắc Liệu nhiều lần ra, bị ban ngành liên quan tiếp cận nghiêm tra, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có dư Hoàng Tam gia sự tình. Mặc Hàm nói, chưa chừng đây chính là bọn họ nội bộ gây nên. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ. Kia liền càng không thích hợp nhúng tay. Nếu như là bọn hắn trong môn nội bộ sự tình, tốt nhất nội bộ giải quyết. Mặc Hàm hời hợt nói. Hứa Thuần Lương nói, không phải giúp bì môn, là giúp Tam gia, nói đến ngươi cũng thiếu Tam gia ân tình, nếu như không phải Tam gia giật dây, ngươi cũng không có khả năng từ Tôn Trường Lợi tay ở bên trong lấy được những cái kia xương rồng. Mặc Hàm nói, nhân tình này ta cũng không nhận. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không phải ngươi bày Tôn Trường Lợi một đạo, để hắn xa vào đánh bạc đem tiền thua sạch sành sanh. Hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều cấu kết ngoại nhân đi trộm lân chính đường. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, người đây là kiên quyết trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi cho ta cái lời rõ ràng, giúp hay là không giúp. Mặc Hàm nói, ta giúp ngươi một lần, bất quá ta hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối, lại nên bắt đầu từ đâu. Hứa Thuần Lương hạ giọng, tướng Phổ Kiến nơi đó có được tin tức nói cho nàng. Mặc Hàm nghe xong nghĩ một hồi mới nói, tin tức này chưa hẳn là thật, người biết Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình giá trị sao? Dựa theo bình thường logic, bọn hắn trộm sau khi đi không ngay lập tức sẽ lấy ra đấu giá, rất. Đến sẽ không ở trong nước đấu giá. Hứa Thuần Lương nói, ít nhất là một đầu manh mối. Mặc Hàm nói, bình thường cách làm là có người dùng phảng phẩm ra ép một khoản tiền, đấu giá người chưa hẳn cùng lần này trộm cướp án có quan hệ, đi qua liền không thiếu tiền lệ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói Tôn Trường Lợi sẽ xuất hiện, chỉ cần tìm được Tôn Trường Lợi, chuyện này liền có manh mối. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Hứa Thuần Lương, ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ, ngược lại muốn mượn tay người khác tại ta. Hứa Thuần Lương nói, ta thân phận gì, ta là thể chế bên trong người, xuất hiện tại loại kia trường hợp ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mặc Hàm nói, thật sự là không hiểu. Lấy năng lực của ngươi cùng tầm mắt tại sao lại tham luyến một cái nho nhỏ chức quan? Hứa Thuần Lương nói, ngươi là không hiểu, quyền lực là nam nhân xuân dược. Mặc Hàm nói, khó trách ngươi tựa như một con phát xuân mèo hoang. Hứa Thuần Lương thở dài nói, miệng hạ lưu đức, có lẽ có một ngày ngươi sẽ dùng tới ta cái này con mèo hoang. Mặc Hàm nói, Hứa chủ nhiệm, còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này. Ta liền có thể đi Đông Châu kiểm tra kỷ luật khiếu nại ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta là ăn ngay nói thật, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi coi như ta là một phần bảo hiểm, nếu như ngươi bình an cả đời đương nhiên sẽ không cùng ta lại có gặp nhau, nếu có một ngày ngươi tới gần tuyệt cảnh không đường có thể đi, người khác không giúp, ta giúp ngươi. Hắn lời nói này nói đến dõng dạc, hiên ngang lẫm liệt, nhưng Mặc Hàm từ đó giải đọc đến đều là vô sỉ cùng uy hiếp, người này rõ ràng đang nói. Mình sớm tối còn phải cầu hắn, hắn có thể cứu mình, nhưng là thủ đoạn hèn hạ hạ lưu. Mặc Hàm cúi đầu. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, ngươi không cần như thế cảm động. Thừa dịp ta không có gọi bảo an trước đó, ngươi cút xa một chút cho ta. Hoàng Vọng Lân mắt trần có thể thấy già nua, hắn không có mở lại lân chính đường dự định,
gần nhất làm ra hai cái quyết định trọng đại, một là tướng mình những năm gần đây cất giữ tất cả văn vật không ràng buộc quyên tặng cho quốc gia, hai là từ đi Bì Môn trưởng lão chi vị, triệt để rời khỏi Bì Môn. Hoàng Vọng Lân phi thường rõ ràng lần này kiếp nạn hoàn toàn là Bì Môn nội bộ gây nên, hắn đối Hạ Hầu Mộc Lan ủng hộ xúc phạm có ít người lợi ích, cho nên mới bị trận này trả thù. Bày ra hành động lần này người thông qua xuống tay với hắn cũng đối Bì Môn thành viên khác đưa ra cảnh cáo. Hoàng Vọng Lân mệt mỏi, hắn đã mất đi yêu mến nhất đồ cất giữ, lại suýt nữa mất đi nhi tử, hắn tuổi tác như vậy đã không chịu nổi lớn hơn nữa sóng gió, hắn không muốn lại có bất kỳ thất thoát nào. Hoàng Vọng Lân tìm Hứa Thuần Lương nói có việc thương lượng, Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra đi chỗ của hắn. Hoàng Vọng Lân để Hứa Thuần Lương đến Huệ Nhân Đường. Hứa Thuần Lương nhận biết Hoàng gia phụ tử cũng có một đoạn thời gian, có thể gặp mặt phần lớn tại Lân Chính Đường, chưa hề đi qua Huệ Nhân Đường. Huệ Nhân Đường cũng là Hoàng gia tổ truyền vật nghiệp, tại Trung Y giới danh khí muốn so Hồi Xuân Đường to đến nhiều. Hứa Thuần Lương dựa theo Hoàng Vọng Lân cho địa chỉ của hắn, đi vào Huệ Nhân Đường cửa sau đã khóa lại, bên cạnh nhỏ cửa mở ra, trước cửa có cái lão giả ngồi tại một thanh cũ nát trên ghế mây phơi nắng, hắn là Huệ Nhân Đường canh cổng đại gia. Hứa Thuần Lương đi qua lên tiếng chào hỏi, chủ động báo lên tên của mình, kia canh cổng đại gia nói cho hắn biết Hoàng Tam gia liền tại hậu viện chờ hắn đâu. Từ cửa nhỏ đi vào là cái tiểu hoa viên, vườn hoa này cùng Mặc Hàn Đông Phương vườn hoa không cách nào đánh đồng, cây cối đến mùa này phần lớn thoát lá, trần trụi thân cây cũng chưa nói tới nhiều ít mỹ cảm, trung tâm cá ao hẳn là mấy hôm không có dọn dẹp, mấy đầu cá chép tại đục ngầu trong nước lười biếng dẫy dụa thân thể. Hoàng Vọng Lân đứng tại hồ cá bên cạnh ngơ ngác xuất thần, liền Hứa Thuần Lương đi vào bên người đều không có phát giác. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng mới gây nên chú ý của hắn. Hoàng Vọng Lân áy náy cười một tiếng, Thuần Lương tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn là lần đầu tiên đến Huệ Nhân Đường đâu. Hoàng Vọng Lân nói, phía trước là phòng cùng phương thuốc, hậu viện này là lâm thời nghỉ ngơi địa phương, ta cũng thật lâu không có tới. Từ khi tướng Huệ Nhân Đường giao cho nhi tử phụ trách, Hoàng Vọng Lân cũng rất ít tới, nên buông tay lúc liền buông tay, trên một điểm này hắn nghĩ đến thông thấu. Hứa Thuần Lương nói, cái vườn này giống như thật lâu không có xử lý. Hoàng Vọng Lân nói, công hiền không thích những này, trong hồ cá vẫn là ta đi qua thả, chết không ít. Hắn lắc đầu, đi, đi bên trong ngồi. Hứa Thuần Lương đi theo hắn đi vào phía tây gian phòng, nơi này là cái phòng xếp, bên ngoài là một sách phòng, bên trong là một gian nho nhỏ phòng ngủ. Hoàng Vọng Lân không có lui trước đó, thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi, hiện tại chủ nhân biến thành Hoàng Công Hiền, bất quá Hoàng Công Hiền rất ít sử dụng, cho nên trên cơ bản còn duy trì đi qua cách cục. Hoàng Vọng Lân ngâm hai chén hoa nhài, trong đó một chén đưa cho Hứa Thuần Lương, tại uống trà phương diện Hoàng Vọng Lân vẫn luôn là rất giảng cứu, nhưng hôm nay tựa hồ không có tâm tình gì. Hoàng Vọng Lân nói, Thuần Lương, chuyện gần nhất thật sự là làm phiền ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Tam gia, người đã nói với ta rất nhiều lần. Hoàng Vọng Lân nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, là ta già, lấy lại ngược lại ngữ. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia càng già càng dẻo dai. Hoàng Vọng Lân thở dài nói, người vô luận như thế nào mạnh hơn cuối cùng vẫn là chạy không thoát một cái lão tự, Thuần Lương, ta hôm nay tìm ngươi qua đây là muốn hỏi ngươi, Tạ Đại Yên Đại tìm ngươi có phải hay không đưa ra yêu cầu gì rồi. Bởi vì ngày đó Tạ Bá Tường tìm Hứa Thuần Lương đơn độc thương lượng, cho nên Hoàng Vọng Lân cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì, nhưng là bằng vào lịch duyệt của hắn cũng có thể đoán được Tạ Bá Tường khẳng định đưa ra điều kiện. Hứa Thuần Lương cười nói, Tạ gia người kia phi thường nhân nghĩa. Chỉ là cùng ta tùy tiện hàn huyên vài câu. Hoàng Vọng Lân nói, người đừng gạt ta, Tạ Đại Yên Đại cùng ta biết nhiều năm như vậy, ta đối với hắn vô cùng hiểu rõ, hắn cái kia người cũng là không chịu thua thiệt. Hứa Thuần Lương nói, ta vì sao muốn lừa gạt Tam gia? Hoàng Vọng Lân nói, ngày đó hắn mời người ta cùng một chỗ tiến đến nhìn hắn tư nhân đồ cất giữ, có phải hay không định dùng những cái kia đồ cất giữ dùng để biến hiện? Hứa Thuần Lương cười nói, Tam gia quá lo lắng. Hắn coi như nghĩ biến hiện, ta cũng không có thực lực kia mua lại. Ngươi không có, nhưng là Hạ Hầu tiểu thư có, hắn có phải hay không muốn thông qua ngươi chuyển cáo Hạ Hầu tiểu thư? Hứa Thuần Lương thầm than Hoàng Vọng Lân dù sao cũng là cái lão giang hồ, loại chuyện này không thể gạt được hắn. Hoàng Vọng Lân nói, Thuần Lương, người ta biết cũng có một đoạn thời gian, chúng ta mặc dù tuổi tác cách xa, nhưng là vẫn luôn rất nói chuyện rất là hợp ý, đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. Người hẳn là thấy rõ ràng, chỉ là không có chút phá thôi. Hứa Thuần Lương nói,
ta đối Tam gia làm người vẫn luôn là kính ngưỡng. Hoàng Vọng Lân nói, ngươi cùng Hạ Hầu tiểu thư quan hệ ta đã sớm minh bạch, Hạ Hầu tiểu thư thân phận ngươi hẳn là đã sớm biết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Hoàng Vọng Lân nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ hoàn toàn lui ra ngoài, gần đây phát sinh sự tình để cho ta hạ quyết tâm, ta dự định tướng nhà bảo tàng quyên tặng cho quốc gia, Hạ Hầu tiểu thư chuyện bên kia ta cũng giúp không bên trên gấp cái gì. Hứa Thuần Lương không nói gì, hắn có thể lý giải Hoàng Vọng Lân quyết định, nhưng là Hoàng Vọng Lân nếu như ở thời điểm này sa thải trưởng lão vị trí, đối Hạ Hầu Mộc Lan cũng không phải một tin tức tốt. Hoàng Vọng Lân nói, Tạ Đại Hiên đại đồ cất giữ mặc dù phi thường chân quý, nhưng trong đó có nhiều thứ lai lịch không rõ, mua lại sẽ có tai họa ngầm, ta càng nghĩ, vẫn là từ ta ra mặt cầm xuống, sau đó tất cả đều không ràng buộc quyên tặng cho quốc gia, cứ như vậy tất cả mọi người đạt được một cái kết quả mong muốn. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, người suy nghĩ nhiều, Mộc Lan bên kia đã đáp ứng, Tạ gia muốn được giá cả cũng phi thường hợp lý. Hoàng Vọng Lân nói, ta là lo lắng chuyện này sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, ai quyên đều là giống nhau, Mộc Lan cũng không có chiếm làm của riêng ý tứ, mà lại nàng đối người sự tình trong nhà cảm thấy áy náy, cảm thấy là chuyện của nàng liên lụy người. Hoàng Vọng Lân lắc đầu nói, việc này không có quan hệ gì với nàng. Hứa Thuần Lương nói, nếu là không quan hệ, Tam gia vì sao nóng lòng rời khỏi, mà không muốn lại mấy cái nguyệt, chờ đến Mộc Lan thông qua khảo hạch về sau đâu. Hoàng Vọng Lân á khẩu không trả lời được, hắn biết nếu như mình tiếp tục đứng đội Hạ Hầu Mộc Lan, 8-9 phần 10 còn sẽ gặp phải trả thù, cho nên muốn rời xa không phải là bo bo giữ mình. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia chẳng lẽ liền cam tâm nuốt xuống một hơi này, để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoàng Vọng Lân nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ta già, ta không có năng lực thân tay nắm lấy hung đồ, ta cũng không muốn người nhà có bất kỳ phong hiểm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Mạnh Hoài Nghĩa tham dự chuyện này người có biết hay không? Hoàng Vọng Lân nói, kỳ thật Hạ Hầu tiểu thư thật không cần thiết tranh người môn chủ này, bì môn sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hứa Thuần Lương nói, nàng không phải muốn tranh cái gì, mà là không muốn bì môn rơi vào âm mưu ra trong tay. Hoàng Vọng Lân nói, thời đại thay đổi, hiện tại là cái xã hội pháp trị, bất kỳ cái gì xã hội đoàn thể đều muốn lấy pháp luật làm chuẩn dây thừng, cái gọi là môn quy bang quy đổi thành hiện tại cũng là lạm dụng tư hình, Thuần Lương, ngươi khuyên nhủ nàng, không cần chấp nhất. Hứa Thuần Lương nói, ta coi như hiểu rõ Mộc Lan, đổi thành đi qua nàng có lẽ sẽ được rồi, nhưng bây giờ không giống, có người tại nội bộ gây sóng gió, tổn thương đồng môn tay chân huynh đệ, dạng này người nếu là không bắt tới lấy sau sẽ chỉ càng thêm càn rỡ làm hại nhân gian. Tam gia lo lắng ta hiểu, ta tướng Tam gia xem như trưởng bối của mình, bằng hữu của mình, coi như người định lúc này dừng tay, ta cũng không thể, khoản nợ này ta khẳng định phải cùng đám người kia tính toán rõ ràng. Hoàng Vọng Lân trong lòng một trận nhiệt huyết dâng trào, Hứa Thuần Lương khơi dậy hắn phủ bụi thật lâu giang hồ hào hùng, nhưng hắn lại cấp tốc ép xuống. Hắn đã qua xúc động niên kỷ, bất kỳ cái gì xúc động cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt, lần này giáo huấn đã đầy đủ thê thảm đau đớn. Hoàng Vọng Lân lắc đầu, được rồi, vẫn là tướng hết thảy giao cho cảnh sát, lấy luật pháp đường tắt đến giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, muốn giải quyết triệt để hậu hoạn nhất định phải để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi, muốn để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Lúc này Hoàng Vọng Lân điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại lên, nghe đối phương nói vài câu, sắc mặt của hắn thay đổi, cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, chẳng lẽ lại phát sinh chuyện không tốt? Hoàng Vọng Lân để điện thoại xuống hướng Hứa Thuần Lương nói, Mạnh Hoài Nghĩa chết. Hứa Thuần Lương nao nao, Mạnh Hoài Nghĩa vội vàng thoát đi kinh thành, Hạ Hầu Mộc Lan lấy nhà hắn người uy hiếp Mạnh Hoài Nghĩa tiến về Tiếu Thành gặp mặt, nhưng Mạnh Hoài Nghĩa vẫn là không nói tiếng nào trốn, vốn cho rằng lão gia hỏa này sẽ tìm cái địa phương an toàn trốn đi, không nghĩ tới đột nhiên truyền đến hắn tin chết. Chết như thế nào? Hoàng Vọng Lân nói, cơ tim tắc nghẽn, tối hôm qua bệnh phát, đưa đến bệnh viện không có đoạt cứu lại. Hứa Thuần Lương cảm giác chuyện này không phải ngoài ý muốn, nên là thủ phạm thật phía sau màn giết người diệt khẩu hành vi, diệt trừ Mạnh Hoài Nghĩa manh mối liền đoạn mất, bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn của đối phương lãnh huyết quả quyết. Hoàng Vọng Lân nói, hắn chết tại Tiếu Thành. Hứa Thuần Lương ngây ngẩn cả người, không phải nói Mạnh Hoài Nghĩa không có đi Tiếu Thành, tại sao lại chết tại Tiếu Thành? Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Hoàng Vọng Lân nói, ta nhất định phải lập tức đi tới. Muốn đem việc này làm rõ ràng.
Bì môn bốn đại trưởng lão một trong Mạnh Hoài Nghĩa bệnh tim phát mà chết, cùng là trưởng lão Hoàng Vọng Lân không có khả năng không ra mặt, mà lại nơi khởi nguồn điểm tại Thiếu Thành, hắn vừa vặn gặp mặt Hạ Hầu Mộc Lan nhân cơ hội này từ đi trước trưởng lão. Hứa Thuần Lương rời đi Huệ Nhân Đường về sau, liên hệ Hạ Hầu Mộc Lan, bởi vì lo lắng Hạ Hầu Mộc Lan tình cảnh, hắn vốn định cũng chạy tới Thiếu Thành nhìn xem, Hạ Hầu Mộc Lan để hắn không cần lo lắng, trước mắt Mạnh Hoài Nghĩa người nhà yêu cầu tiến hành thi kiểm. Việc này còn phải mấy ngày mới có manh mối, vô luận Mạnh Hoài Nghĩa có phải là hắn hay không giết, cũng đều là bí môn nội bộ sự tình, Hứa Thuần Lương coi như đi qua cũng không tốt tham gia. Ngược lại là Tạ Bá Tường bên kia nhất định phải nắm chặt giao dịch, để Hứa Thuần Lương lấy Hạ Hầu Tôn thân phận tướng bộ kia tòa nhà sang tên cho Tạ Bá Tường, cũng chỉ có Hứa Thuần Lương mới có năng lực như thế lừa qua một đám tai mắt, hợp lý hợp pháp tướng tòa nhà chuyển nhượng cho hắn. Hạ Hầu Mộc Lan sẽ đem Hạ Hầu Tôn xuất hiện tại kinh thành tin tức để lộ ra đi, dùng cái này trấn nhiếp bì môn nội bộ gây sóng gió ra hỏa. Cùng lúc đó, Tằng Viễn Thanh bên kia cũng đã nhận được chợ quỷ đấu giá xác thực thời gian địa điểm, thời gian liền tại đêm mai, địa điểm tại Tân Môn Tân Cảng phụ cận trên biển. Đến lúc đó, Phổ Kiến cùng Tằng Viễn Thanh sẽ cùng một chỗ tiến về. Mặc Hàm cũng liên hệ Hứa Thuần Lương, nàng đáp ứng sẽ tiến về hỗ trợ, nhưng là nàng cũng có một cái điều kiện. Hứa Thuần Lương phải cùng nàng đồng hành. Hứa Thuần Lương cũng không có lập tức cho Mặc Hàm khẳng định trả lời chắc chắn, thừa dịp người ở kinh thành, dành thời gian đi thăm gia gia lão hữu Cao Hoành Đường, chủ yếu là Vương Phương Điền hẹn hắn, theo Mộc Thiên tập đoàn suối nước nóng làng du lịch thi công chuẩn bị kết thúc, Vương Phương Điền công việc bây giờ lượng rõ ràng giảm bớt, trong khoảng thời gian này vừa vặn nghỉ ngơi, ở kinh thành hảo hảo bồi bồi người nhà. Mặc dù Vương Phương Điền tại Đông Châu công việc là Hứa Thuần Lương hỗ trợ thúc đẩy, nhưng là bình thường bọn hắn liên hệ cũng không tính nhiều, Hứa Thuần Lương lần này tới kinh tin tức là Phổ Kiến nói cho hắn biết. Nếu như đơn thuần là Vương Phương Điền mời, Hứa Thuần Lương đều có thể dùng thời gian ngắn ngủi công việc bận rộn qua loa đi qua, nhưng Cao Hoành Đường biết, cũng nhiệt tình mời hắn tới nhà, hướng về phía ra ra mặt mũi, Hứa Thuần Lương cũng không tốt không đi. Hứa Thuần Lương đi vào nhà bọn hắn thời điểm, Vương Phương Điền đi đón hài tử tan học, Cao Hiểu Bạch cũng không tại, hỏi qua mới biết được. Cao Hiểu Bạch cùng người hẹn với. Hứa Thuần Lương có chút hiếu kỳ, dù sao lần trước đến thời điểm còn không nghe nói nàng tình yêu tình báo, tiểu cô, Hiểu Bạch yêu đương. Cao Tân Duyệt cười nói, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, Hiểu Bạch cũng không nhỏ, yêu đương cũng bình thường. Cao Hoành Đường nói, không phải còn không có xác định quan hệ. Lúc này Vương Phương Điền tiếp nhi tử trở về, Vương Mại Đằng gần nhất vóc dáng nhảy lên lợi hại, đã qua 1m6. Mắt thấy liền biến thành tiểu tử, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hắn phá lệ thân, tỷ phu. Cao Tân Duyệt một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, đừng mù hô, gọi ca. Cao Hoành Đường đau lòng ngoại tôn, mau đem bọn hắn tách ra, ngoài miệng còn oán giận, người nhà đầu này xuất thủ không nặng không nhẹ, kéo hỏng ta bảo bối cháu trai, ta không để yên cho ngươi. Cao Tân Duyệt nghe xong liền nổ, cha, đều là người cho quen, hắn đều cái gì tính tình rồi. Chỉ riêng trưởng vóc dáng không dài tâm nhãn. Cao Hoành Đường nói, sao thế, cháu của ta thành thật. Thành thật, gọi là ít gân thật sao? Ngươi làm sao nói đâu? Cao Hoành Đường khí đến mặt đỏ dần. Vương Phương Điền mau chạy ra đây làm người hòa giải, Tân Duyệt, ngươi làm sao cùng cha nói chuyện đâu? Vương Phương Điền, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Cả ngày ở bên ngoài phiêu, thật vất vả về chuyến nhà ngươi cho ta chứa tử phụ đúng không? Vương Phương Điền sợ vợ, mắt thấy dẫn lửa thiêu thân lập tức liền sợ, cái rắm cũng không dám lại thả một cái. Cao Hoành Đường nhưng không vui, Tân Duyệt, người có ý tứ gì? Người nói ta chứa đúng không? Ta cho người biết, ta ở chỗ này đã sớm ngốc phiền, dù sao Mại Đằng cũng lớn, không cần đến ta, tay ta chân cũng không lưu loát, về sau lưu lại cũng là vướng víu, ta về Đông Châu Tổng được rồi. Cao Tân Duyệt nói, cha, ta cũng không có đuổi người ý tứ. Ngươi liền ý tứ này, Cao Hoành Đường nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ngươi lúc nào về Đông Châu, ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, người ta nội bộ mâu thuẫn hắn cũng không tốt lẫn vào. Vương Mại Đằng không thương không ngứa tới một câu, ta nói các ngươi có phải hay không có chút không lễ phép, khách tới nhà, các ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì. Biết hay không đạo đãi khách. Cao Tân Duyệt cùng Cao Hoành Đường hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là không có đem Hứa Thuần Lương xem như ngoại nhân, tiểu tử này nói rất có đạo lý, nhưng khi lấy Hứa Thuần Lương bột nói ra luôn luôn không tốt. Cao Tân Duyệt nói, Thuần Lương cũng không phải ngoại nhân. Cao Hoành Đường đi theo gật đầu. Vương Mại Đằng nói,
không là người ngoài kia chính là ta tỷ phu, các ngươi đừng cảm thấy ta nhỏ, trong lòng ta minh bạch đây. Hứa Thuần Lương tuyệt đối không thể chịu đựng tiểu tử này tiếp tục loạn điểm uyên ương quá mức, ho khan một tiếng nói, Mại Đằng, mụ mụ ngươi nói không sai, ta thật không phải tỷ phu ngươi, ta cùng ngươi tỷ chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Vương Mại Đằng bắt đầu cười hắc hắc, các ngươi đừng làm ta là tiểu hài tử, ta hiểu, giữa nam nữ liền không có thuần hữu nghị. Vương Phương Điền cũng không chịu nổi, ngươi biết cái gì, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm, tranh thủ thời gian trở về phòng làm bài tập đi. Vương Mại Đằng nói, ta đói. Lúc này cửa mở, Cao Hiểu Bạch đi đến, tất cả mọi người nhìn qua Cao Hiểu Bạch. Cao Hiểu Bạch hơi kinh ngạc nói, đều nhìn ta làm gì? Ta vừa mua gọi món ăn, tiểu cô, giao cho ngài. Cao Tân Duyệt nói, ngươi không phải ra đi hẹn với sao? Cao Hiểu Bạch nói, nào có phụ đạo Mại Đằng bài tập trọng yếu? Vương Mại Đằng nói, vẫn là tỷ phu của ta trọng yếu à? Cao Hiểu Bạch mặt liền đỏ lên. Đem hai con giày cởi một cái, chân trần liền đuổi theo, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ về sau nói cái gì cũng không tới, thật sự là quá lúng túng. Cao Hoành Đường cha con giữa hai người tranh chấp cũng tạm cáo kết thúc, hai người dắt tay đi làm cơm, Cao Hiểu Bạch đi phụ đạo Vương Mại Đằng làm bài tập. Vương Phương Điền cùng Hứa Thuần Lương đi phòng khách uống trà, Vương Phương Điền đem mình đoạn thời gian gần nhất công việc hướng Hứa Thuần Lương giảng thuật một lần. Hắn biểu thị không chuẩn bị cùng Mộc Thiên tập đoàn tiếp tục hợp tác xuống dưới, mặc dù Mộc Thiên tập đoàn cũng không khất nợ hắn tiền lương, thế nhưng là bọn hắn cũng không tôn trọng Vương Phương Điền thiết kế phương án, cải biến rất lớn. Mắt thấy tác phẩm của mình bị đổi hoàn toàn thay đổi, Vương Phương Điền tâm bên trong phi thường thất lạc, hắn thở dài nói, Vương Hoành Phong người này đặc biệt thích đông doanh văn hóa, cá nhân ta thiên về tại kiểu Trung Quốc phong cách, chúng ta về sau cũng sẽ không có cái gì hợp tác không gian. Hứa Thuần Lương nói, Vương Hoành Phong thích đông doanh văn hóa cũng bình thường, lão bà hắn Sơn Thôn Tĩnh Tử không phải liền là Nghê Hồng người. Vương Phương Điền gật đầu nói, Mộc Thiên tập đoàn mướn rất nhiều Nghê Hồng nhân viên, khang nuôi trung tâm xây thành về sau, sẽ có thật nhiều Nghê Hồng người tới dưỡng lão. Hứa Thuần Lương nhíu mày, đây chính là Đông Nghiễm Sinh lo lắng nhất, hắn trầm giọng nói, khang nuôi trung tâm đại cổ đông là Xích Đạo vốn liếng đi. Vương Phương Điền nói, xem ra người có chỗ không biết. Xích Đạo vốn liếng tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên qua đời, hiện tại trên tay hắn rất nhiều sản nghiệp đều từ đệ đệ của hắn Điền Trung Ngọc Thành kế thừa. Hứa Thuần Lương cũng không có nghe Mặc Hàm nhắc lên chuyện này, như thế nói đến, lúc trước mình thiết kế đem Hoa Niên tập đoàn từ Nguy Sơn đảo đuổi đi ra, đến cuối cùng ngược lại là đông doanh người làm quần áo cưới. Hứa Thuần Lương trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn thầm hạ quyết tâm, đã chuyện này là bởi vì chính mình, như vậy mình liền có trách nhiệm tướng cục diện lật về tới. Hứa Thuần Lương cũng rõ ràng Vương Phương Điền tìm mục đích của mình tuyệt không phải là vì đàm luận chuyện này, Vương Phương Điền hiện tại nuôi gia đình áp lực không nhỏ, hắn ly biệt quê hương đi Đông Châu phát triển, tuyệt không phải muốn làm một cú, Vương Phương Điền người này tại thiết kế phương diện hoàn toàn chính xác rất có tài hoa. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết Lam Tinh tập đoàn đã thành công cầm xuống Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục, dự định tướng nơi đó cải biến thành truyền hình điện ảnh căn cứ. Hắn có thể giúp một tay hướng Lam Tinh phương diện đề cử Vương Phương Điền. Hứa Thuần Lương phong cách làm việc chính là lôi lệ phong hành, ngay trước Vương Phương Điền bột cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại. Hoa Trục Nguyệt tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại lộ ra có chút ngạc nhiên, Thuần Lương, ngươi có thể à, ta vừa tới kinh thành ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Hứa Thuần Lương nói, nếu không tại sao nói hai chúng ta nhưng lòng có linh tê để cảm thông đâu. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười. Đã nhớ ta liền cùng nhau ăn cơm đi, ta đến đặt trước địa phương. Hứa Thuần Lương nói, muốn không phải là ngươi qua đây đi. Hắn đem Vương Phương Điền sự tình nói. Hoa Trục Nguyệt cũng nhận biết Vương Phương Điền, bất quá không có quá sâu kết giao, nàng lần này hồi kinh mục đích đúng là muốn tìm một vị đáng tin cậy nhà thiết kế. Trước đây trưng cầu ý kiến mấy cái thiết kế sở sự vụ đều là công phu sư tử ngoạm. Đã nhưng Hứa Thuần Lương giới thiệu, Hoa Trục Nguyệt tự nhiên tin tưởng, nàng để Hứa Thuần Lương phát cái địa chỉ. Biểu thị nửa giờ liền có thể tới. Vương Phương Điền nghe nói Lam Tinh tổng giám đốc muốn đi qua, lập tức cảm giác trong nhà có chút keo kiệt, đề nghị dứt khoát đi bên ngoài ăn. Hứa Thuần Lương cho rằng không cần, Hoa Trục Nguyệt người này không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng thật ra là Hoa Trục Nguyệt ở trước mặt hắn không có vẻ kiêu ngạo gì. Hoa Trục Nguyệt cũng không tay không tới, mang theo một dương rượu hai điếu thuốc. Nữ chủ nhân Cao Tân Duyệt mặc dù cảm thấy có chút mạo muội, nhưng vừa nghe nói cùng Vương Phương Điền chuyện kế tiếp nghiệp cùng một nhịp thở, lập tức liền bình thường trở lại.
Hoa Trục Nguyệt cùng Vương Phương Điền đàm đến khá là ăn ý, lý niệm của nàng là tại vốn có trên cơ sở tận lực bớt làm cải biến, mà Vương Phương Điền tại Nguy Sơn đảo công việc lâu như vậy, hắn đối Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn tình huống vừa vặn rõ như lòng bàn tay. Không thể không thừa nhận Vương Phương Điền tại thiết kế bên trên tài hoa, hắn đưa ra mấy điểm cải biến phương án tất cả đều đánh trúng thực tế, lập tức đạt được Hoa Trục Nguyệt tán đồng, Hoa Trục Nguyệt tại chỗ đánh nhịp định án, mời Vương Phương Điền tới gánh đảm nhiệm Lam Tinh tập đoàn thiết kế tổng thanh tra, nàng muốn cùng Vương Phương Điền hợp tác lâu dài. Bữa tối về sau, Hứa Thuần Lương hộ tống Hoa Trục Nguyệt cùng một chỗ cáo từ rời đi. Bên trên Hoa Trục Nguyệt xe, Hoa Trục Nguyệt cười nói, người hôm nay không đơn thuần là giới thiệu nhà thiết kế cho ta à. Hứa Thuần Lương nói, liền vì chuyện này. Hoa Trục Nguyệt nói, được rồi, người hẳn là gọi ta qua tới giải vây, một người làm khách cảm thấy xấu hổ đúng không? Hứa Thuần Lương nói, Cao gia cùng chúng ta Hứa gia là thế giao, người một nhà, ta làm sao lại cảm thấy xấu hổ, người suy nghĩ nhiều. Hoa Trục Nguyệt nói, ta thật không nghĩ nhiều, đã các ngươi hai nhà là thế gia, làm sao không muốn lấy đem ngươi cùng Cao Hiểu Bạch tác hợp thành một đôi, Cao Hiểu Bạch dáng dấp không tệ, lại là thủy mộc thạc sĩ sinh. Hứa Thuần Lương cười nói, không có cảm giác. Ngươi sẽ không có cảm giác, ta nhìn nhưng phàm là cái mỹ nữ ngươi cũng không muốn buông tha. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi thế mà nhìn như vậy ta, ngươi như thế đại nhất mỹ nữ, ta đến bây giờ còn không phải như vậy cùng ngươi tương kính như tân. Hai ta ở giữa còn không phải thanh bạch. Hoa Trục Nguyệt nói, đó là bởi vì ta lập trường kiên định đấu chí mạnh, đổi thành người khác không chừng bị ngươi đắc thủ. Hứa Thuần Lương cười ha ha, nhẹ tay nhẹ rơi vào Hoa Trục Nguyệt trên đùi. Hoa Trục Nguyệt nói, đừng làm rộn a, ta dưới chân dẫm chính là chân ga, làm không tốt liền sẽ chết người. Hứa Thuần Lương không có chút nào khách khí vuốt ve nàng ấm áp mềm mại đùi, thở dài nói, ta kỳ thật cũng rất mâu thuẫn. Hoa Trục Nguyệt nói, người cuộc sống quá khứ xã hội ba vợ sáu thiếp, hiện tại một chồng một vợ, người không thích ứng. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, lần trước tại Nguy Sơn Hồ xuất thủ nghĩ cách cứu viện cơ dai dai, không có lo lắng ẩn giấu thực lực, cái gì đều để Hoa Trục Nguyệt thấy được, lấy sự thông minh của nàng chắc chắn sẽ không lại đem mình làm một người bình thường, mà lại mình đã từng đã nói với nàng tình hình thực tế, mình là bị sét đánh tới. Hoa Trục Nguyệt nói, gặp một cái yêu một cái. Cái nào đều muốn làm của riêng, ai cũng không muốn buông tay, hết lần này tới lần khác còn có chút lương tâm, mỗi ngày lần thụ tra tấn. Hứa Thuần Lương nói, ta không có cảm thấy lương tâm thụ tra tấn, ta không bao giờ dùng thế tục đạo đức tiêu chuẩn để ước thúc chính mình. Hoa Trục Nguyệt nói, người a, không sợ bị lôi lại bổ một lần. Hứa Thuần Lương cười lắc đầu. Hoa Trục Nguyệt một đôi mắt đẹp rạng rỡ phát quang, nói thật, ngươi là từ cái nào triều đại xuyên qua. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc đầu cũng chính là thuận miệng nói một chút, ngươi tưởng thật. Hoa Trục Nguyệt nói, làm sao? Ngươi sợ ta báo cáo, ban ngành liên quan đem ngươi làm qua đi giải phẫu làm nghiên cứu khoa học. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là thật có hứng thú, chính ngươi giữ lại cẩn thận nghiên cứu chứ sao? Hoa Trục Nguyệt khịt mũi coi thường, ngươi có cái gì tốt nghiên cứu? Số nam nhân một cái, ta mới không hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, phải có phân tích tình hình tinh thần. Hoa Trục Nguyệt đưa tay một thanh nắm hắn ngo ngoe muốn động địa phương, Hứa Thuần Lương bị bóp ra đầu siết chặt. Thành thật một chút, cẩn thận ta đem chim sẻ đầu cho bẻ gãy. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu, lúc này chuông điện thoại di động vang lên, lại là Mặc Hàm gọi điện thoại tới, hỏi hắn ngày mai là không là đã đi qua. Hứa Thuần Lương ra hiệu Hoa Trục Nguyệt buông tay, nhưng Hoa Trục Nguyệt chẳng những không có buông tay mà nắm càng phát ra chặt chẽ. Hứa Thuần Lương lập tức ý thức được có thể là phe mình gặp được kích thích làm ra phản ứng tự nhiên, nghe Mặc Hàm, không ngừng dùng ân ân a a giọng mũi vừa đi vừa về ứng. Mặc Hàm hơi không kiên nhẫn, Hứa Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là giúp ngươi làm việc, ngươi đến cùng có đi hay không? Hoa Trục Nguyệt nghe được rõ ràng, một bên nũng nịu ân hừ một tiếng. Mặc Hàm nghe được cái này mềm mại uyển chuyển giọng nữ lập tức nổi trận lôi đình, vô sỉ, hạ lưu. Nàng đưa điện thoại cho phủ lên. Hoa Trục Nguyệt đùa ác đạt được, lập tức rút tay về. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ngươi thật là nghịch ngợm. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi cưới qua mấy cái lão bà. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi bị kích thích rất khó tùy tiện kết thúc. Hứa Thuần Lương nói, từ đầu đến cuối chưa lập gia đình. Ai sẽ tin tưởng? Hứa Thuần Lương nói, có chút võ công là cần phải gìn giữ đồng thân. Liền ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta thừa nhận,
ta ở phương diện này không có làm tốt, cho nên ảnh hưởng tới ta tu luyện tiến cảnh, không phải ta đã sớm thần công đại thành, độc bá thiên hạ. Nhắm mắt lại, kiếp trước hết thảy tại não hải bên trong bốc lên dâng trào, Hứa Thuần Lương không thể không thừa nhận, thế giới thay đổi, mình cũng thay đổi, tu luyện tại đương kim thời đại đã kinh biến đến mức không phải trọng yếu như thế, như bức nữa võ giả tại vũ khí nóng trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui ba xá. Hoa Trục Nguyệt tướng Hứa Thuần Lương đưa đến tinh thần tử cửa hàng trong bãi đỗ xe, nhỏ giọng nói, đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, bỗng nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn lấy nàng môi mềm, Hoa Trục Nguyệt không có kháng cự, cũng không có phối hợp, tựa như một con rối mặc cho Hứa Thuần Lương tùy tiện nhào nặn. Hứa Thuần Lương rốt cục vẫn là buông ra nàng, hít một hơi thật sâu nói, thật xin lỗi. Hoa Trục Nguyệt duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của hắn, ôn nhu nói, trong lòng ngươi cất giấu quá nhiều bí mật, nếu là cần phải có người chia sẻ, ta tùy thời đều nguyện ý. Hứa Thuần Lương mím môi nói, ta không thuộc về thế giới này, ta thậm chí không phải ta không biết mình đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào. Ta không biết mình lúc nào sẽ đột nhiên rời đi, ta không biết nói mình lúc nào sẽ chết. Cho dù là Hứa Thuần Lương cũng cần có người cùng hắn chia sẻ trong nội tâm một số bí mật, nếu như ở trên đời này không có một cái nào có thể nói thoải mái đối tượng, như vậy tất nhiên là cô độc. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thương tiếc vẻ, ta hiểu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi hiểu. Hoa Trục Nguyệt nói, kỳ thật con người khi còn sống cùng lịch sử loài người so sánh căn bản không có ý nghĩa, ngươi có hai đời kinh lịch đã đầy đủ may mắn, vô luận ngươi lựa chọn đi qua vẫn là hiện tại, trong mắt ta ngươi chính là ngươi, không có có người có thể thay thế. Nếu như ta kiếp trước là cái giết người như ngóe ma đầu đâu. Hoa Trục Nguyệt tướng chán dựa vào trên vai của hắn, ôn nhu nói, đa số người chỉ tin tưởng phán đoán của mình, cho nên ngươi không cần tận lực đi nghênh hợp bất luận kẻ nào, cũng không cần nghênh hợp thế giới này, ta thích chính là hiện tại ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt xám hai con mắt màu xanh lam nói, ngươi không cần an ủi ta. Hoa Trục Nguyệt phụ ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi nhược lan nói, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hứa Thuần Lương hai mắt sáng lên, đại thủ không an phận cảm thụ được Hoa Trục Nguyệt sau lưng co giãn kinh người nở nang. Chuông điện thoại di động lại lần nữa đánh gãy toa xe bên trong ấm áp mỹ hảo, vẫn là Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương vốn không muốn tiếp, nhưng Hoa Trục Nguyệt phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, tiếp, ta cam đoan không nói lời nào. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Mặc Hàm thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta được đến tin tức đáng tin, Tôn Trường Lợi đêm mai sẽ hiện thân, người đến cùng có đi hay không? Hoa Trục Nguyệt nhìn qua hắn, cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Hứa Thuần Lương không nói một lời, trầm mặc sau một lát đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương tỉnh lại thời điểm, Hoa Trục Nguyệt vẫn đang ngủ say, tối hôm qua nàng nhận thức đến phân tích tình hình cũng là một kiện cực kỳ hao tổn tinh lực cùng thể lực sự tình. Hứa Thuần Lương vung lên mái tóc của nàng, tại nàng trắng noãn như tuyết phấn trên cổ nhẹ hôn một cái. Hoa Trục Nguyệt phát ra một tiếng lười biếng ngâm khẽ, đưa tay ôm lấy hắn, như nói mê nói, van cầu ngươi, để cho ta lại ngủ một hồi. Hứa Thuần Lương từ nàng tứ chi dây leo quấn quanh bên trong thoát thân mà ra, đây là Hoa Trục Nguyệt ở vào kinh tây một bộ bình thự, Hứa Thuần Lương đã từng tới một lần. Nhìn qua đầu giường tán loạn một chỗ quần áo, hồi tưởng lại tối hôm qua nóng bỏng tràng diệt, Hứa Thuần Lương trên mặt lộ ra hiểu ý ý cười, hắn đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh gột rửa lấy vẫn nhiệt huyết dâng trào thân thể, hắn nhưng lấy rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một đường kinh mạch bên trong đều chảy xuôi dư thừa chân khí, đây không phải phổ thông chân khí, mà là như là húc nhật đông thăng ngày càng cường đại tiên thiên chi khí. Hoa Trục Nguyệt mặc dù phong tình vạn trùng, cũng không tính tuổi trẻ, nhưng nàng thẳng đến tối hôm qua đều duy trì hoàn bích chi thân, tại dĩ dương đạo âm trong tu luyện, bị định nghĩa là thuần âm chi thể, Hứa Thuần Lương hai bút cùng vẽ, tại tối hôm qua khó bỏ khó phân triền miên có ích dĩ dương đạo âm chi thuật cải tạo Hoa Trục Nguyệt kinh mạch, chuyện này đối với bọn hắn hai người đều rất có ích lợi, so ra mà nói, Hoa Trục Nguyệt đạt được chỗ tốt lớn hơn. Hứa Thuần Lương lúc đi ra, Hoa Trục Nguyệt cũng đã thức dậy, mặc đồ ngủ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Từ trước đến nay tự nhiên hào phóng nàng thế mà có chút không dám nhìn thẳng Hứa Thuần Lương, nhỏ giọng nói câu ta đi tắm rửa, liền một đường chạy chậm bỏ chạy phòng tắm, chỉ là chạy không có mấy bước, bước chân liền chậm lại. Hứa Thuần Lương từ nàng dáng đi đã đoán được là duyên cớ gì, cười cười, đứng dậy đi phòng bếp, kéo ra tủ lạnh tìm ra nguyên liệu nấu ăn, làm hai phần bữa sáng. Hoa Trục Nguyệt tắm rửa xong, thay xong quần áo ra, nhìn thấy bàn ăn bên trên đã bày xong phong phú bữa sáng. Trong phương tâm lập tức tràn đầy ấm áp hạnh phúc,
hai người chung đụng thời điểm không quan tâm đối phương nói cái gì, mà tại hồ đối phương làm cái gì. Ngươi làm? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, trong gian phòng đó còn có nam nhân khác sao? Hoa Trục Nguyệt mắng, chán ghét. Hứa Thuần Lương chủ động kéo ra cái ghế mời nàng ngồi xuống, Hoa Trục Nguyệt nhanh tọa hạ thời điểm, lại làm cho nàng các loại, hướng nàng dưới mông lấp một cái nệm êm, thư thái như vậy một chút. Hoa Trục Nguyệt bởi vì người này quan tâm gương mặt xinh đẹp thẹn cái đỏ bừng, hắn thật đúng là quan sát nhập vi. Hứa Thuần Lương đi vào nàng đối diện ngồi xuống, chấp nhận lấy ăn, phương diện này không phải ta sở trường. Hoa Trục Nguyệt nói, đã rất khá, người quá hoàn mỹ ta nhưng làm không được. Sau khi nói xong trong lòng thầm nghĩ, nghĩ cố gắng nam nhân ở trước mắt thật sự là quá khó khăn. Giữa nam nữ một khi bước ra bước then chốt, chung đụng không khí liền phát sinh rõ ràng cải biến. Rộng rãi như Hoa Trục Nguyệt sáng nay ngượng ngùng như cùng một cái tiểu cô nương, ánh mắt từ đầu đến cuối trốn tránh Hứa Thuần Lương, ngẫu nhiên tướng gặp, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp cũng có chút phát nhiệt. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là nhắm mắt làm sao ăn cơm? Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi đừng ngồi ta đối diện. Hứa Thuần Lương đã ăn cơm xong, vây quanh Hoa Trục Nguyệt sau lưng, lần này ngươi hài lòng. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi cũng đừng tại ta đằng sau, trong lòng ta không nỡ. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua ngươi tại sao không nói? Hoa Trục Nguyệt thẹn thùng nhíu mày, giơ lên nắm đấm đánh hắn, Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở lui ra ngoài, ta không chậm trễ ngươi ăn cơm, quay đầu có chính sự hàn huyên với ngươi. Hứa Thuần Lương nói tới chính sự cùng chợ quỷ đấu giá có quan hệ, hắn mặc dù không có đáp ứng cùng Mặc Hàm cùng nhau đi tới, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện. Hoa Trục Nguyệt vẫn luôn đối Hứa Thuần Lương hữu cầu tất ứng, huống chi hiện tại bọn hắn quan hệ tiến thêm một tầng, dưới cái nhìn của nàng Hứa Thuần Lương sự tình chính là nàng chính mình sự tình, mà lại Hoàng Vọng Lân trong nhà lần này biến cố cùng Vũ Viên Nghĩa lúc trước lưu lại quyển kia ghi chép có quan hệ, nàng cũng đồng ý giúp đỡ tiêu trừ Vũ Viên Nghĩa lưu lại hậu hoạn. Chợ quỷ đấu giá cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện tham dự, cần ngành nghề bên trong người đề cử, cầm tới tư cách còn muốn giao nạp nhất định mức tiền đặt cọc 10 vạn. Vô luận người có thể hay không mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, rời đi thời điểm tiền đặt cọc chỉ có thể mang đi một nửa. Đương nhiên mua sắm phương thức chỉ có hai chồng, một loại là tiền mặt giao dịch, một loại là lấy vật đổi vật, hiện trường nếu như ngươi không có mang đủ tiền mặt, như vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng nhìn chúng bảo bối gặp thoáng qua. Lấy Hoa Trục Nguyệt lúc này địa vị của hôm nay, làm đến ra trận tư cách cũng không khó, nàng đề nghị Hứa Thuần Lương không cần tự mình tiến về. Dù sao loại này chợ quỷ đấu giá cũng không chính thức cho phép, Hứa Thuần Lương thân phận đặc thù, nếu như tại hiện trận bị người vỗ xuống ảnh chụp hoặc video dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Hứa Thuần Lương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, để Hoa Trục Nguyệt không cần phải lo lắng, đến lúc đó hắn tự có biện pháp che giấu tai mắt người. Đêm đó 10 điểm, hai người xe chạy tới Tân Môn Tân Cảng, Hoa Trục Nguyệt sự tình trước sắp xếp xong xuôi du thuyền đã tại bến tàu chờ. Xuống xe trước đó. Hoa Trục Nguyệt vẫn ý đồ khuyên nhủ Hứa Thuần Lương cải biến ý nghĩ, Thuần Lương. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức bến cảng bóng đêm Hứa Thuần Lương quay mặt lại, ánh vào Hoa Trục Nguyệt tầm mắt lại là một trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, đầy mặt nếp nhăn che kín tang thương, trực quan bên trên phán đoán người này chỉ ít có 50 tuổi. Hoa Trục Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là có người xa lạ tiến vào trong xe của mình, nhưng nàng từ kinh thành lại tới đây nửa đường cũng không dừng xe, trong xe từ đầu đến cuối chỉ có Hứa Thuần Lương cùng nàng. Trang điểm. Hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng là trên đường cũng không nhìn thấy Hứa Thuần Lương trang điểm. Nhìn cái gì vậy, không biết ta rồi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, cùng Hứa Thuần Lương trước đây thanh âm hoàn toàn khác biệt, Hoa Trục Nguyệt càng phát ra mê võng, nàng biết trước mắt chính là Hứa Thuần Lương, nhưng người này làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thoát thai hoán cốt biến hóa, trực tiếp biến thành một người khác, một phút đồng hồ trước đó, nàng còn chứng kiến Hứa Thuần Lương ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Hứa Thuần Lương cười nói, không có hù dọa ngươi đi, ta cái này gọi thiên cơ biến, là một loại thông qua khống chế xương cốt cơ bắp cải biến hình thể dung mạo công pháp, vì tiêu trừ Hoa Trục Nguyệt nghi hoặc, hắn lại khôi phục mình bản. Tới thanh âm, Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, ngươi thật đúng là thâm bất khả chắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương xuất ra sớm đã chuẩn bị xong kính đen đeo lên, Hoa Tổng, ta có phải hay không có chút văn vật chuyên gia khí chất? Hoa Trục Nguyệt nói, lại thay quần áo khác liền càng giống hơn. Hứa Thuần Lương đã sớm chuẩn bị, hắn đi dương phía sau xuất ra quần áo thay đổi, nhìn qua tựa như cái bảo thủ lạc hậu trung niên học giả.
Hoa Trục Nguyệt từ Dương phía sau ôm một cái tủ sắt đưa cho Hứa Thuần Lương, bên trong chứa 200 vạn tiền mặt, đã đi tham gia chợ quỷ đấu giá liền phải làm bộ dáng, diễn trò liền muốn làm đủ nguyên bộ. Hiện tại Hứa Thuần Lương chẳng những dung mạo phát sinh cải biến, mà lại có chút lưng còng, dáng đi cùng đi qua cũng hoàn toàn khác biệt. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm khen, liền hắn bộ dáng bây giờ đừng nói những người khác, liền xem như mình không biết nội tình cũng liền nghĩ không ra là cùng một người. Hứa Thuần Lương gặp nàng thỉnh thoảng nhìn về phía mình, mỉm cười nói, làm sao? Mặc xong quần áo liền không biết ta rồi. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi thấp không ít a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, xúc cốt không tăng thêm lưng còng, thân cao so với bình thường chỉ ít thiếu đi 8 cm, hiện tại cũng chính là 1m7 tả hữu. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, nơi đó không có thu nhỏ. Hoa Trục Nguyệt gương mặt xinh đẹp nóng lên, mị nhãn như tơ mắng, tử tướng. Trên bến tàu, đã có người sớm chờ, nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt đến đây, tranh thủ thời gian tiến lên đón, cung kính hô, Hoa Tổng. Hoa Trục Nguyệt lạnh nhạt cười nói, Lý thuyền trưởng tốt, vị này là Lương giáo sư, ta mời tới chuyên gia. Lương giáo sư nhưng thật ra là Lương giáo sư, chỉ là đơn giản từ Hứa Thuần Lương danh tự bên trong lấy một chữ. Hai người lên thuyền, Hoa Trục Nguyệt tướng vị trí phát cho Lý thuyền trưởng. Hứa Thuần Lương đi theo Hoa Trục Nguyệt đi vào bong tàu phía trên. Cuối thu mặt biển hàn phong thấu xương, Hoa Trục Nguyệt liền áo khoác đều mặc vào. Hứa Thuần Lương cúi đầu cúi người đi theo bên người nàng, tựa như cái co rúm lại tiểu lão đầu, không quá đối hướng Hoa Trục Nguyệt hai mắt giấu không được hèn mọn nhiệt liệt. Hoa Trục Nguyệt luôn cảm thấy ánh mắt của hắn bên trong ẩn chứa lấy quá nhiều dục vọng, nhỏ giọng nói, đừng nhìn ta như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ trách chính ngươi quá hấp dẫn ta. Hoa Trục Nguyệt nói, có phải hay không đối rất nhiều nữ nhân nói qua lời giống vậy? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, phải nói qua, bất quá đều là từ đáy lòng mà phát. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, có thể đem như vậy nói đến như thế đường hoàng cũng chỉ có hắn, bất quá nàng cũng không có sinh khí, nói khẽ, ngươi không có gạt ta. Tiên thiên cảnh tác dụng phụ mạnh như thế lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta lừa ngươi làm gì? Giống ta như thế lý trí chính nhân quân tử đều không thể trưởng khống lại càng không cần phải nói những người khác. Hoa Trục Nguyệt nói, chỉ là hoa tâm của ngươi mượn cớ thôi. Nàng dùng tay bó lấy bị gió thổi loạn mái tóc, ở sau ót sắn một cái búi tóc, như có điều suy nghĩ nói, ngươi không cần lo lắng, ta không nghĩ tới muốn gả cho ngươi, cũng không nghĩ tới muốn để ngươi phụ cái gì trách nhiệm, người ta ở giữa ai cũng không nợ ai cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ta đánh trong lòng thích ngươi kính trọng ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, kính trọng ta cái gì? Hứa Thuần Lương nói, kính trọng thân ngươi chỗ lan hoa môn, ra nước bùn mà không nhiễm, đổi thành ta chỉ sợ cũng làm không được. Hoa Trục Nguyệt nói, đừng đem ta nghĩ đến cao thượng như vậy, ta cũng không phải tận lực vì ngươi thủ đến bây giờ, mà là nhiều năm như vậy ta cũng không gặp được một cái thuận mắt, về sau chưa chừng ta gặp được một cái tốt hơn, đến lúc sau đừng trách ta nhẫn tâm đem ngươi cho đạp. Nói đến đây, nàng nhịn không được bật cười. Hứa Thuần Lương nói, người đời này không gặp được so ta càng nam nhân tốt. Hoa Trục Nguyệt cắn môi một cái, người đây là nguyền rủa sao? Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta cái này đáng chết lòng ham chiếm hữu. Du thuyền đến địa điểm ước định, nhìn thấy hiện trường đỗ lấy một chiếc tàu chở khách, nơi này cũng không phải là chợ quỷ hiện trường, mà là trạm trung chuyển, tham gia đêm nay chợ quỷ khách nhân đều tướng đổi xe chiếc này tàu chở khách, từ chiếc này tàu chở khách đem bọn hắn mang đi chợ quỷ. Bởi vậy có thể thấy được chợ quỷ phe tổ chức cũng là phi thường cẩn thận, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt vừa mới leo lên chiếc này tàu chở khách, liền gặp đồng dạng lại tới đây Phổ Kiến, Phổ Kiến là cùng Trần Thiên Phàm cùng đi đến, hắn nhìn đến Hoa Trục Nguyệt, nhưng là cũng không nhận ra Hoa Trục Nguyệt bên người Hứa Thuần Lương. Phổ Kiến chủ động tới chào hỏi, Hoa Trục Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu, nhắc nhở Phổ Kiến, ở nơi như thế này tốt nhất mọi người giả ra ai cũng không biết ai, để tránh gây nên sự chú ý của người khác. Khách nhân đến đông đủ về sau, tàu chở khách lái về phía vùng biển quốc tế, ai cũng không biết mục đích cuối cùng nhất địa. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương được an bài tại khách quý khu, có được đơn độc bao xương, Hứa Thuần Lương đánh giá một chút thời gian, phỏng đoán đi thuyền thời gian đại khái tại chừng 1 giờ, bởi vì chợ quỷ bán đấu giá thời gian định tại 0:08. Kỳ quái là, đêm nay lên thuyền về sau cũng không nhìn thấy Mặc Hàm, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ. Chẳng lẽ bởi vì chính mình không đến cho nên Mặc Hàm cũng quyết định từ bỏ. Bất quá lấy tính cách của nàng hẳn là sẽ không như thế, lại hoặc là đêm nay phụ trách vận chuyển khách nhân không chỉ là bọn hắn cái này một chiếc tàu chở khách. Hoa Trục Nguyệt bám vào Hứa Thuần Lương bên tai thấp giọng nói,
thật nhiều nhân vật giang hồ, thiên môn một mắt thiên vương Triệu Thiết Hán, cùng môn trưởng lão Mạnh Liên Thanh đều tới. Hứa Thuần Lương nghe nói qua Triệu Thiết Hán danh tự, nhưng là chưa thấy qua một thân, dựa theo Hoa Trục Nguyệt nói, đêm nay chiến trận có thể nói không nhỏ, chẳng lẽ tất cả mọi người là chạy Hoàng Vọng Lân con kia Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình đến. Khả năng này cũng không lớn, cũng không thể những này trên giang hồ nhân vật có mặt mũi tất cả đều say mê cất giữ. Hoa Trục Nguyệt phủi tay vali nói, xem ra mét mang ít. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta chính là tham gia náo nhiệt, chưa hẳn có thể gặp được thích đồ vật. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài là một vầng minh nguyệt, ánh trăng chiếu trên mặt biển, nổi lên lăn tăn ba quang, thời khắc này hải ninh tĩnh lại ôn nhu. Hoa Trục Nguyệt nói không chừng đêm nay thật đúng là sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tàu chở khách trên mặt biển đi thuyền hơn một giờ, lúc 12 giờ tới gần một tòa vô danh hoang đảo. Hòn đảo rất nhỏ, phía trên chỉ có mấy tòa nhà vứt bỏ thạch ốc, không biết rõ lúc nào lưu lại, tàu chở khách dừng sát ở giản dị trên bến tàu. Hứa Thuần Lương nhìn một chút điện thoại, không có bất kỳ cái gì tín hiệu, Hoa Trục Nguyệt có thêm một cái tâm nhãn, mang chính là có được vệ tinh điện thoại công năng điện thoại. Thế nhưng là lên đảo trước đó, yêu cầu tất cả mọi người đưa điện thoại di động lưu trên thuyền, ngoại trừ tiền mặt cùng dùng để giao dịch vật phẩm bên ngoài, không cho phép khách nhân mang những vật khác lên đảo, nhất là công cụ truyền tin cùng vũ khí. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt tuân thủ chủ sự phương quy định, hai người thuận lợi lên bờ. Sau lưng truyền đến Phổ Kiến Thanh âm tức giận, các người mẹ nó có mau bệnh à, ta đây là máy dò không phải máy chụp ảnh. Hứa Thuần Lương trở lại, nhìn thấy Trần Thiên Phàm cùng Tằng Viễn Thanh một trái một phải đứng tại Phổ Kiến bên người, trong tay hai người đều mang theo một chiếc dương, đoán chừng bên trong đến tất cả đều là tiền mặt. Hậu phương một cái đầu chọc độc nhãn nam tử thúc giục nói, nhanh lên được hay không, Khương Ngọc Thành cái gì mau bệnh. Đã như thế nghi thần nghi quỷ cũng không cần mời chúng ta tới, để hắn ra, ta ngay mặt hỏi một chút hắn có như thế đợi khách sao. Nam tử này chính là thiên môn một mắt thiên vương Triệu Thiết Hán. Hắn một ồn ào những người khác đi theo la ầm lên, có thể tới tham gia chợ quỷ bán đấu giá không có một cái nào là nhân vật tầm thường, ở trong đó không thiếu Triệu Thiết Hán loại này giang hồ lớn lão, những người này ở đây riêng phần mình ngành nghề bên trong đều coi là nhân vật kiệt xuất, tính tình hơn phân nửa kiệt ngạo bất tuần, chủ sự Phương an bài lên đảo chương trình quá mức rườm rà đã sớm gây đến bọn hắn không kiên nhẫn được nữa. Một vị mập mạp trung niên nhân cười nói, Triệu lão đệ bất giận, lão Khương cũng là vì mọi người an toàn nghĩ. Tất cả mọi người thông cảm một chút. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu nói, người này là Mạnh Liên Thanh. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút, lúc trước hắn cùng môn Hàn Thiên chỉ đám người kia có khúc mắc, bị nhằm vào qua mấy lần, thậm chí Liên Gia Gia đều đã từng bị vu oan hãm hại, mặc dù không rõ ràng những sự tình kia cùng Mạnh Liên Thanh có hay không quan hệ, nhưng Hứa Thuần Lương đối cùng môn cũng không có nhiều hảo cảm. Hoa Trục Nguyệt nói, Khương Ngọc Thành trộm cướp lập nghiệp nghe nói là đạo môn đệ tử. Bất quá bây giờ đạo môn tại quan phương chỉnh lý sớm đã tan rã, bọn hắn cùng môn ở giữa quan hệ mật thiết, thường xuyên hợp tác. Mạnh Liên Thanh ra mặt về sau, Triệu Thiết Hán liền không lên tiếng, hắn mặc dù là thiên môn một trong tứ thiên vương, nhưng là bởi vì có án trong người duyên cớ, tại thiên môn thực lực cùng địa vị nhận ảnh hưởng rất lớn, Mạnh Liên Thanh là làm kim loại thu về lập nghiệp, đừng nhìn sinh ý không đáng chú ý. Nhưng là thân gia cũng có chục tỷ nhiều, Triệu Thiết Hán vô luận thực lực vẫn là danh vọng đều không thể nhìn theo bóng lưng. Chợ quỷ ngay tại trên hoang đảo này lâm thời dựng mà lên, đừng nhìn cùng thị trường đồ cổ bên trên những cái kia bày quầy bán hàng không có nhiều phân biệt, nhưng là bán vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, mà cầm đến nơi đây giao dịch lại có cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều không thể cầm tới hợp pháp trên thị trường đi bán, nói trắng ra là chính là cái thủ tiêu tang vật hiện trường. Lên bờ thời điểm mỗi người đạt được một cái phong thư, bên trong có đấu giá nói rõ, chủ yếu là đêm nay trọng điểm bảo vật, hết thảy có ba kiện, trong đó một kiện chính là Lân Chính Đường mất đi Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình, đấu giá giá quy định là 100 vạn, muốn tham gia đấu giá nhất định phải đi đầu nghiệm tư, còn muốn giao nạp 20 vạn tiền đặt cọc, vẻn vẹn là ngưỡng cửa này đã loại bỏ rất nhiều người. Đấu giá thời gian định tại trời vừa rạng sáng, có đầy đủ thời gian có thể làm thủ tục. Nguyên Thanh Hoa đấu giá trình tự là kiện thứ hai, kiện thứ nhất là ân thương thời kỳ đỉnh đồng thau, giá quy định 30 vạn, dựa theo bán đấu giá quy tắc, lưu đến sau cùng mới là quý giá nhất. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một dưới thứ ba kiện vật đấu giá là một quyển đến từ chiến quốc thẻ tre giá quy định vậy mà đạt đến 200 vạn. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Hoa Trục Nguyệt xong xuôi nghiệm tư thủ tục, khoảng cách đấu giá còn có 40 phút, hai người ngay tại chợ quỷ bên trên dạo qua một vòng.
đến đây chợ quỷ hơn phân nửa người là vô duyên tham gia bán đấu giá, bọn hắn chỉ muốn từ chợ quỷ mang đi mấy thứ thích vật phẩm, dù sao trên thị trường đồ vật hơn phân nửa đều là phi pháp đoạt được, chỉ cần ánh mắt đủ chuẩn, nhặt nhạnh chỗ tốt. Cơ hội rất nhiều. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm cũng tại chợ quỷ bên trên chọn chọn lựa lựa. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh, Hoa Trục Nguyệt nhìn ra hắn không quan tâm, nhỏ giọng nói, nghĩ tiểu tình nhân của ngươi rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cùng với nàng cũng không có tầng kia quan hệ, nàng tâm nhãn quá nhiều. Hoa Trục Nguyệt nói, cái kia còn chủ động tìm nàng hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, không đem nàng dẫn vào trong cục, ta có thể nào nhô ra nàng sâu cạn. Hoa Trục Nguyệt mắng, không muốn mặt. Hứa Thuần Lương ý thức được Hoa Trục Nguyệt để ý tới sai chính mình ý tứ, ho khan một tiếng nói, chỉ có ngươi sâu cạn ta mới dò xét không đủ. Hoa Trục Nguyệt đưa tay muốn tóm lấy cánh tay của hắn, nâng lên về sau ý thức được có nhiều không ổn, lại chậm rãi buông xuống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nói, nàng tới. Hứa Thuần Lương lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy Mặc Hàm từ bến tàu hướng bên này đi tới, cùng đi nàng tới còn có một vị nam tử trung niên, nam tử kia thân mặc hắc y đeo kính đen, cả người lộ ra cực lạnh lùng. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, con hàng này là ai? Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, nàng cũng chưa từng thấy qua, nhỏ giọng nói, làm sao? Ăn dấm rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta ăn dấm cái gì à? Hoa Trục Nguyệt nói, chưa chừng giống như ngươi, cũng là mời đến giúp đỡ giám định văn vật người trong nghề. Hứa Thuần Lương ánh mắt dừng lại tại Mặc Hàm sau lưng, bởi vì hắn nhìn thấy Mặc Hàm sau lưng xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, người kia lại là Tiết Nhân Trung hẳn là hộ tống Mặc Hàm cùng đi đến. Có thể để cho Tiết Nhân Trung giúp Mặc Hàm làm việc nguyên nhân tuyệt không phải tiền tài, Tiết Nhân Trung đau mất ái tử không lâu, mà lại bệnh lâu quấn thân, trước đây xem Hứa Thuần Lương vì giải cứu hắn duy nhất hy vọng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, hiện tại có thể đả động Tiết Nhân Trung chỉ có hai chuyện, một là ái tử báo thù, còn có một việc chính là có thể chữa trị hắn u minh hàn độc. Lần này nhìn thấy Mặc Hàm, cảm giác nàng cùng Nam Giang thời điểm có rõ ràng khác biệt, tràn ngập tự tin, hăng hái, chẳng lẽ nàng đã tìm được khắc chế tẩu hỏa nhập ma biện pháp? Hay là nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại ngụy trang, thành công lừa qua mình? Hứa Thuần Lương cho rằng cái sau khả năng không lớn, Mặc Hàm vô cùng có khả năng tìm được một loại làm dịu phương pháp, nhưng là loại phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn không cách nào trị tận gốc. Hứa Thuần Lương lực chú ý càng nhiều tập trung ở tên kia nam tử áo đen trên thân, theo nam tử áo đen đến gần, hắn toàn lực đi cảm giác đối phương khí tức, để Hứa Thuần Lương ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không cảm thấy được đối phương hô hấp nhịp tim, đây quả thực là không thể nào, chỉ cần là cái người sống liền không cách nào trốn qua hắn cảm giác. Nam tử áo đen cùng Hứa Thuần Lương gặp thoáng qua thời điểm, bước chân dừng lại một chút, bất quá hắn cũng không quay đầu, vẫn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Hoa Trục Nguyệt nhẹ nhàng lấy cùi trỏ đụng phải hắn một chút, Hứa Thuần Lương cái này mới hồi phục tinh thần lại, Mặc Hàm mấy người đã từ bên cạnh hắn đi qua. Mấy người đi xa, Hứa Thuần Lương thấp giọng hướng Hoa Trục Nguyệt nói, người áo đen kia là cao thủ. Hoa Trục Nguyệt nghe Hứa Thuần Lương nói đến trịnh trọng như vậy, lập tức thu hồi muốn trêu chọc suy nghĩ, nhỏ giọng nói, người kia để cho ta cảm giác vô cùng không thoải mái, tựa như một cái người chết, nàng cân nhắc một chút mới nói hết lời. Âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ chính là cảm giác của nàng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, liền Hoa Trục Nguyệt đều có cảm giác như vậy sẽ không có sai, đối phương chính là dùng phương pháp như vậy để che đậy ngoại giới đối tự thân cảm giác. Hứa Thuần Lương thậm chí cho rằng người áo đen khả năng đã nhận ra mình khác biệt, mỗi người đều ủng có khác biệt khí tức, giới tính khác biệt, tuổi tác khác biệt, khí tức tại ngoại giới biểu hiện được cũng không giống nhau. Tiến vào tiên thiên cảnh giới người, biểu hiện ra khí tức càng giống là đứa bé sơ sinh, Hứa Thuần Lương cũng không làm đặc biệt che giấu, bởi vì hắn trước đây chưa hề nghĩ tới trên đời này còn có người cảnh giới có thể đạt tới mình mắt trước cảnh giới. Hứa Thuần Lương tại một cái trước gian hàng dừng lại, đây là bán đồ cổ binh khí quầy hàng, Hứa Thuần Lương từ đó chọn lựa một thanh kiếm, hắn cũng không cần, mua lại mục đích là cung cấp Hoa Trục Nguyệt phòng thân, áng chừng mấy ước lượng về sau mới tướng kiếm từ trong vỏ chậm rãi rút ra. Chỉ gặp một đoàn quang hoa nở rộ mà ra tựa như hoa sen mới nở ung dung mà mát lạnh, trên chuôi kiếm hoa văn trang sức như tinh tú vận hành lóe ra thâm thúy quang mang, thân kiếm, ánh nắng liền thành một khối, như là ánh trăng chảy qua hồ nước thong dong thư giãn, đích thật là một thanh kiếm tốt. Kia chủ quán tuét miệng nói, 100 vạn. Hứa Thuần Lương không khỏi nở nụ cười, người còn thật cam lòng mở miệng. Đại thúc,
người thấy rõ ràng, đây là đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử tự tay chế tạo thần kiếm, phía trên chữ, người nhìn cho kỹ. Hứa Thuần Lương nói, ta nhận ra chữ, không phải liền là Thuần Quân sao? Một bên truyền tới một thanh âm nói, người đã nhận ra là Thuần Quân, liền hẳn phải biết thanh kiếm này là thiên nhân trung đúc không hai chi tác. Là đúc thanh kiếm này, ngàn năm đỏ cận núi núi phá mà ra tích, vạn năm như a sông sông nước khô cạn mà ra đồng. Đúc kiếm thời điểm, lôi công rèn sắt, vũ nương xối nước, giao long nâng lô, thiên đế chứa than. Đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử thừa thiên chi mệnh dốc hết tâm huyết cùng chúng thần đúc mài 10 năm kiếm này phương thành. Kiếm thành về sau, chúng thần quy thiên, đỏ cận núi khép kín như lúc ban đầu, như a sóng sông đào tái khởi, Âu Giã Tử cũng lực tẫn thần kiệt mà chết, thanh kiếm này đã thành có 102. Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện lại là một cái lâu không gặp mặt người quen biết cũ, Tế Châu trộm cướp cao thủ thì Thái Bình, con hàng này lúc trước bởi vì thông đồng Chu Nghĩa Vũ lão bà sự việc đã bại lộ, bất đắc dĩ trốn đông trốn tây, không nghĩ tới cũng xuất hiện tại đêm nay chợ quỷ hiện trường. Hứa Thuần Lương nhận ra thì Thái Bình, nhưng là thì Thái Bình nhưng không biết dịch dung sau Hứa Thuần Lương, hắn hướng kia chủ quán nói, 50 vạn bán cho ta đi. Chủ quán lắc đầu nói, người biết thanh kiếm này chân quý như vậy, trả lại cho ta ra như thế giá tiền thấp, ta danh giới cuối cùng là 80 vạn, thấp hơn cái số này, mơ tưởng lấy đi. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, thì Thái Bình vừa ra trận hắn liền đã nhìn ra, con hàng này là cái nắm, 89 phần 10 cái này sạp hàng hắn cũng có phần. Âu Giã Tử Thuần Quân kiếm mới bán 80 vạn, nếu như là hàng thật chỉ sợ 8 tỷ đều có người nguyện ý thu. Hứa Thuần Lương nói, 8 ngàn, thích bán hay không? Chủ quán cả giận nói, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Nhìn chằm chằm tiếp cận Hứa Thuần Lương, một bộ muốn cùng hắn đánh nhau tư thế. Hứa Thuần Lương cổ tay rung lên, lợi kiếm trong tay phát ra ông. Một tiếng vang vọng, thân kiếm tựa như linh xà co lại dựa vào tự thân tính bền dẻo trong nháy mắt thẳng tắp, lần này đem thì Thái Bình hai người tất cả đều cho chấn trụ. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, kiếm là hảo kiếm, niên đại nha, không cao hơn 10 năm, chất lượng thép không tệ. Dùng để chém người ngược lại cũng tạm được. Chủ quán nói, ngươi không mua liền để xuống. Hứa Thuần Lương mũi kiếm hướng kia chủ quán đưa tới, 800. Chủ quán vốn định mở miệng chống đối, lại cảm giác một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ mũi kiếm hướng mình áp bách mà đến, phảng phất có kiếm vô hình lưỡi đao tới gần cổ họng của mình, loại cảm giác này để hắn từ đáy lòng dâng lên một loại khó tả sợ hãi, hắn vậy mà không dám phản bác, run giọng nói, tốt ha. Thì Thái Bình ngạc nhiên nhìn qua chủ quán, chỉ kém không có chửi ầm lên, con hàng này hẳn là choáng váng. 800 liền làm giả chi phí đều không đủ. Hứa Thuần Lương rút 1.000 khối ném ở bầy ra, thêm ra 200 mời ngươi hai uống trà. Hứa Thuần Lương trả lại kiếm vào vỏ, cùng Hoa Trục Nguyệt hướng đấu giá hiện trường đi đến, lấy lại tinh thần thì Thái Bình hướng bọn hắn đuổi tới, thì Thái Bình kêu lên, ta nói hai vị, dừng bước, dừng bước. Hứa Thuần Lương quay người nhìn về phía hắn nói, ngươi còn có việc. Thì Thái Bình tuét miệng cười nói, trong bốn biển đều huynh đệ, thanh kiếm này ta cũng rất thích, không bằng dạng này, ta thêm ra 500, ngươi đem kiếm nhường cho ta đi. Kỳ thật vừa rồi kia đồ cổ bầy mà liền là của hắn, mài cọ sát lấy thật thật giả giả mua chút hàng, thanh kiếm này tâm lý của hắn giá vị là 2 vạn, 1.000 khối tiền bị người mang đi khẳng định là bị thiệt lớn. Hoa Trục Nguyệt nói, chợ quỷ quy của ngươi không hiểu. Có tin ta hay không chặt ngươi? Nàng làm bộ muốn đem kiếm rút ra. Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ tay của nàng, cười nói, ngươi nếu là thật nghĩ thầm thu vậy cũng thành, 200 vạn. Thì Thái Bình trợn mắt hốc mồm, con hàng này làm sao so với mình còn đen hơn a? Nuốt nước miếng một cái, oán hận gật đầu nói, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua thì Thái Bình vội vàng rời đi thân ảnh không thể nín được cười, xem ra hắn còn muốn tìm ngươi phiền phức đâu. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ không ra hàng giả bên trong cũng có tinh phẩm, thanh kiếm này hẳn là gặp vạn thanh khối. Hoa Trục Nguyệt giận trách, đưa cho ta đồ vật thế mà còn muốn bán trao tay cho người khác, đừng nói 200 vạn, liền xem như 200 triệu ta đều không bán. Nhìn nàng hồn nhiên động lòng người dáng vẻ, nếu như không phải tại chợ quỷ hiện trường, Hứa Thuần Lương 89 phần 10 sẽ thẳng thắn gặp nhau, chuyển vận 5 ước cho nàng. Tiến vào đấu giá hiện trường, còn muốn 2 lần nghiệm tư. Tất cả mọi người nhất định phải chứng minh mang đủ đầy đủ tiền. Hoa Trục Nguyệt mang tới 200 vạn tiền mặt tại đêm nay tham gia bán đấu giá khách nhân bên trong không tính là nhiều, Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến một nhóm liền mang theo 4 dương tiền,
tổng cộng 600 vạn, ngoại trừ bọn hắn còn mang một chút chân quý văn vật. Trần Thiên Phàm mặc dù là Tiết Nhân Trung con nuôi, nhưng là hai người đối diện gặp lại cũng giả dạng làm lẫn nhau không biết, đây cũng là trợ quỷ chung nhận thức, vô luận các người đi qua là quan hệ như thế nào, chỉ cần không phải cùng đi coi như thành lạ lẫm người, dạng này cũng miễn đi mọi người tương hỗ hàn huyên chào hỏi. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt bị chuyên gia dẫn đến thuộc về bọn hắn chỗ ngồi xuống, cách bọn họ cách đó không xa chính là một mắt Thiên Vương Triệu Thiết Hán. Đấu giá hiện trường cũng là lâm thời bố trí, phía ngoài một vòng cây cối dùng giữ tươi màng quấn quanh, tạo thành một cái cùng ngoại giới ngăn cách không gian, giữ tươi màng tính chất trong suốt, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong tình trạng, nghe được bên trong thanh âm, còn có một cái chỗ tốt lớn nhất liền là có thể chắn gió, ban đêm trên đảo gió thật to. Rạng sáng một lúc thời điểm, đấu giá đúng giờ bắt đầu, phụ trách bán đấu giá là một vị thân xuyên đường trang đích lão giả, người này gọi Lương Thượng Quân, cũng là đồ chơi văn hóa đại lão cấp nhân vật, nói đến bối phận còn muốn tại Tiết Nhân Trung chi bên trên. Dựa theo lệ cũ trợ quỷ tổ chức người bình thường sẽ đang đấu giá trước ra nói mấy câu, nhưng là hôm nay Khương Ngọc Thành cũng không lộ diện, mà là ủy thác Lương Thượng Quân toàn quyền đại diện. Lương Thượng Quân cười nói, đêm nay đấu giá từ lão hủ chủ trì, quy củ mọi người cũng sẽ hiểu đến, ta nói ngắn gọn, ba kiện bảo bối chúng ta là thay đấu giá, phân rõ thật giả toàn bằng các vị bản sự, người nếu là có bản lĩnh thật sự, nhặt nhạnh chỗ tốt cái núi vàng núi bạc, ta thay người cao hứng, người nếu là không xảo bị đánh mắt, chúng ta cũng không nhận gánh trách nhiệm, người muốn quái chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. Dưới đài Triệu Thiết Hán nói, lão gia tử, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, quy củ tất cả mọi người rõ ràng. Lương Thượng Quân ha ha cười nói, vị gia này chớ nóng vội, ta còn là trước nói cho rõ ràng, vỗ xuống bảo bối, người một tay giao tiền, một tay giao hàng, người nếu là đổi ý, xin lỗi, tiền đặt cọc đến lưu lại, chúng ta đêm nay tiếp lấy đập, nếu như giá cả so người ra giá cao. Người đều có thể vỗ mông rời đi, nhưng nếu là giá cả thấp, thấp nhiều ít người còn phải thường bao nhiêu, không lại chính là cùng Khương gia không qua được, cùng các vị ở tại đây bằng hữu không qua được. Lương Thượng Quân cường điệu đấu giá quy củ thời điểm, có hai người tướng đỉnh đồng thau trước đưa lên biểu hiện ra khu, đối đỉnh đồng thau cảm thấy hứng thú người dựa theo số hiệu thay nhau đăng tràng đối đỉnh đồng thau tiến hành phân biệt. Lương Thượng Quân cho ra giá quy định 30 vạn, Hứa Thuần Lương đối đỉnh đồng thau cũng không hứng thú. Cho nên Hoa Trục Nguyệt cũng lười dơ bảng. Hôm nay qua tới tham gia bán đấu giá hơn phân nửa cũng đều không phải là hướng về phía đỉnh đồng thau tới, cuối cùng cái này chỉ đỉnh đồng thau lấy 6 cái giá 10 vạn bị Triệu Thiết Hán bỏ vào trong túi. Kiện thứ hai vật đấu giá chính là Hứa Thuần Lương cảm thấy hứng thú Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình, hắn cũng đi theo biểu hiện ra khu, Phổ Kiến, Trần Thiên Phàm, Tiết Nhân Trung cả đám cũng đều thay nhau đăng tràng. Dựa theo bán đấu giá quy củ, vô luận ngươi nhìn ra thật giả cũng không thể có bất kỳ biểu hiện gì, để tránh ảnh hưởng những người khác phán đoán. Hứa Thuần Lương mặc dù không phải chuyên công văn vật, nhưng chung quanh có nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, nhất là Tiết Nhân Trung vị này nghiệp nội người có quyền, Hứa Thuần Lương chỉ cần quan sát phản ứng của hắn là đủ rồi, Tiết Nhân Trung hiển nhiên không có áo đen người cường đại năng lực khống chế, hắn cảm xúc chập trùng không cách nào trốn qua Hứa Thuần Lương cảm giác. Tiết Nhân Trung mang lên thủ sáo cầm lấy Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình cẩn thận chu đáo, nét mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì hờ hững, không đa nghi nhảy tiết tấu vẫn là có biến hóa rõ ràng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Nguyên Thanh Hoa là hàng thật? Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm cùng một chỗ cũng nghiên cứu một hồi lâu, đến phiên Hứa Thuần Lương thời điểm, hắn nâng lên bình sứ quan sát một chút, Lân Chính Đường cất giữ cái này bình sứ hắn cũng từng thưởng thức qua. Nhãn lực của hắn vốn là so đa số người sắc bén nhiều lắm, tiên thiên cảnh đạt thành để hắn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Liên vẻ ngoài mà nói cái này bình sứ cùng hắn trước đây thấy cũng không có quá lớn khác nhau, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này liền xem như đồ giỏm chí ít cũng có thể đánh cháo, quay đầu nhìn xem những người khác biểu hiện liền có thể cơ bản phán định thật giả. Đám người phân biệt về sau, Lương Thượng Quân hắng giọng một cái nói, tất cả mọi người đã kiểm tra vật đấu giá. Món đồ đấu giá này phi thường chân quý, không dễ có, giá khởi điểm 200 vạn, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu. 300 vạn, dẫn đầu kêu giá chính là Phổ Kiến, hắn không có dạng này tài lực, bất quá có Trần Thiên Phàm đương hậu thuẫn của hắn. 500 vạn, lần này kêu giá chính là Triệu Thiết Hán, dựa theo lệ cũ bình thường là 50 vạn 50 vạn hướng lên điệp ra, mà hắn nhảy không trực tiếp gọi vào 500 vạn, dạng này kêu giá phương pháp trực tiếp dọa lui một bộ phận thực lực không đủ người cạnh tranh. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm liếc mắt nhìn nhau, Trần Thiên Phàm thấp giọng nói, đồ sứ ta nhưng không thông thạo. Phổ Kiến nói, hẳn là thật.
Trần Thiên Phàm nhẹ gật đầu, 600 vạn. Hắn lần này chỉ dẫn theo 600 vạn tiền mặt, bất quá hắn còn mang đến một chút đồ cất giữ, đấu giá trước đó đã làm ra định giá, tổng cộng còn gặp 1.000 vạn, nếu như đêm nay 1.600 vạn vẫn là không cách nào cầm xuống, như vậy bọn hắn liền rời khỏi cạnh tranh. Phổ Kiến hướng cách đó không xa Mặc Hàm nhìn thoáng qua, Mặc Hàm đang cùng Tiết Nhân Trung nhỏ giọng nói gì đó, cho tới bây giờ nàng đều không có gia nhập cạnh tranh, cái này khiến Phổ Kiến hơi có chút thấp thỏm, chẳng lẽ mình nhìn sai rồi. Cái này Nguyên Thanh Hoa là cái đồ dỏm, Tiết Nhân Trung tạo nghệ khẳng định là ở đây sâu nhất một cái, nếu như Mặc Hàm bắt đầu đấu giá, như vậy cái này Nguyên Thanh Hoa tất lại chính là lân chính đường mất đi kia một kiện. Kỳ thật không đơn giản Phổ Kiến ôm lấy ý nghĩ như vậy, hiện trường không ít người cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Lân chính đường mất đi Nguyên Thanh Hoa Bình Ngọc Xuân Bình sự tình nghiệp nội sớm đã truyền khắp, sự tình cũng chưa qua đi mấy ngày, hiện tại thế mà liền xuất hiện tại chợ quỷ đấu giá. Bình thường tồn tại hai loại khả năng, một là có người cố ý dùng nhạn phẩm đến kiếm lấy một bút nhanh tiền, còn có một cái khả năng chính là vật này làm thật, vậy liền chứng minh trộm bảo người nóng lòng dùng tiền, cho nên mới ngược xuất hàng. Tham gia cạnh tranh đầu người trước muốn cân nhắc đến một sự kiện, mình coi như đập tới có thể hay không thuận lợi tướng bảo bối mang về sau sẽ có hay không có phiền phức tìm tới mình, cho nên cái này bình xứ giá cả không có khả năng quá cao, như quả đập giá hơn 100 triệu. Ai cũng sẽ không bốc lên như thế lớn phong hiểm nỗ lực lớn như vậy đại giới đi đoạt cái này khoai lang bỏng tay. Triệu Thiết Hán một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói, 800 vạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, Triệu Thiết Hán hôm nay bày ra nhất định phải được tư thế, hai lần kêu giá đều là trực tiếp tăng thêm 200 vạn. Lúc này rốt cục có người mới gia nhập, một cái mặt đỏ nam tử gọi ra 900 vạn giá cả. Lương Thượng Quân rõ ràng có chút kích động, lớn tiếng nói, 900 vạn. Còn có hay không cao hơn 900 vạn. Phổ Kiến nhìn thoáng qua Mặc Hàm vẫn là không có xuất thủ, hắn quyết tâm liều mạng kêu lên, 1.000 vạn. 1.200 vạn, Triệu Thiết Hán phảng phất cùng Phổ Kiến so sánh bên trên kình, vừa rồi hô 900 vạn người kia lắc đầu, hắn đánh lên chống lui quân, cũng không phải nói cái bình này không đáng cái giá này, mà là nhìn trận này thế, sau cùng giá sau cùng 2.000 vạn đều hơn. Phổ Kiến còn muốn nhấc tay lại bị Trần Thiên Phàm một phát bắt được, Trần Thiên Phàm không phải không chịu xuất tiền, mà là hắn muốn nhìn một chút Mặc Hàm có cái gì biểu thị, nếu như Mặc Hàm không có biểu thị, chứng minh cái bình này 89/10 là giả, vì một cái giả cái bình tốn tiền nhiều như vậy không đáng. Mặc Hàm đáp ứng tham gia chợ quỷ đấu giá, nhưng là nàng cũng không minh xác muốn cho Phổ Kiến hỗ trợ, không bài trừ nàng cuối cùng tướng Nguyên Thanh Hoa chiếm làm của riêng khả năng. Lương Thượng Quân lớn tiếng nói, còn có hay không ra giá? Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lương Thượng Quân lại hỏi một lần, mới cất cao giọng nói, 1.200 vạn lần thứ nhất. Lời còn chưa dứt, Hứa Thuần Lương giơ tay lên, 13 triệu.